Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 1001, đằng sau là nhà họ Viên. Vương Ma Tử đâu dám không nghe, vội vàng cầm điện thoại lên tìm số của ông chủ tiền của tập đoàn Vân Phi, rồi gọi cho ông ta. Alo, ông chủ tiền, bây giờ tôi đã bắt cả nhà từ Khang An, cũng đập vỡ đồ của bọn họ rồi, bọn họ nói ngày mai sẽ cút khỏi đây, ông có muốn đến đây xem không? Vương Ma Tử nói. Được, cậu làm tốt lắm, số tiền còn lại sẽ được trả nhanh thôi. Ông chủ tiền ở đầu bên kia điện thoại cực kỳ vui mừng. Vốn dĩ công ty của Từ Khang An ảnh hưởng tới kế sinh nhai của ông ta, khiến ông ta không vui mấy ngày liền, giờ tốn một khoản tiền cho người đuổi bọn họ đi, tất nhiên ông ta phải tới nhìn bọn họ lần cuối. Nghĩ tới đây, ông chủ tiền vội dẫn theo vài tên vệ sĩ, lái xe đi thẳng tới công ty của Từ Khang An. Đi vào bên trong, ông ta thấy Từ Khang An đã bị trói lại, còn Vương Ma Tử lại khập khiễng bước tới, mấy anh em bên cạnh hắn cũng bị thương, thất tha thất thểu đi ra ngoài. Cậu làm sao vậy? Ông chủ tiền hỏi. Không sao, chúng tôi vừa đánh nhau một trận với người ta, Vương Ma Tử đáp. Ông chủ tiền gật đầu, không nghi ngờ lời nói của Vương Ma Tử, dù sao trong ấn tượng của ông ta, đám người Vương Ma Tử này là một đám côn đồ, thường xuyên đi đánh nhau cũng chẳng lạ. Ông chủ tiền kiêu ngạo bước tới trước mặt Từ Khang An, hài lòng nở nụ cười. Không ngờ tôi cho người đến đối phó các ông đúng không? Ông chủ tiền hỏi. Khốn kiếp, tôi đúng là không ngờ ông lại thuê người để đối phó với chúng tôi. Ông là đồ lòng lang dạ sói, lúc trước công ty ông xảy ra vấn đề tài chính, công ty chúng tôi đã cho các ông mượn một khoản tiền các ông mới vượt qua được giai đoạn khó khăn, không ngờ các ông lại đối xử với chúng tôi như vậy. Từ Khang An đã rất tức giận khi nghe nói tất cả là do tập đoàn Vân Phi làm ra, bởi vì ngày trước ông ta từng có ơn giúp ông chủ tiền, không ngờ ông chủ tiền này lại lấy oán báo ơn. Hết cách, công ty các ông phát triển quá nhanh, nếu không đối phó với các ông thì e là sau này không ai có thể ngăn cản sự phát triển của các ông được nữa. Ông chủ tiền nở nụ cười bất đắc dĩ. Hơn nữa, nếu công ty của ông mà sụp đổ, thì số tiền mà tôi nợ ông không cần thiết phải trả nữa, kế hoạch một mũi tên trúng hai đích này với tôi, chỉ có lợi không có hại. Từ Khang An, ông quá tốt bụng, quá tin người, ông muốn coi chúng ta là đồng minh. Nhưng tôi chưa từng coi ông là bạn. Ông chủ tiền đắc ý đi đến trước mặt Từ Khang An. Đã rơi vào tay tôi, chỉ có thể nói là do ông không gặp may. Ông yên tâm, tôi không định giết ông đâu, tôi không muốn liên quan đến mạng người. Chỉ cần ngày mai ông tuyên bố phá sản, tôi sẽ bỏ qua cho ông. Đúng rồi, không phải cậu nói đã bắt cả nhà ông ta lại rồi à? Ông ta còn có vợ và đứa con gái nữa mà đúng không? Bây giờ ông chủ tiền mới sực nhớ, mọi việc hình như không giống với những gì mà Vương Ma Tử đã nói. Từ Khang An chợt đứng dậy cởi bỏ dây thừng, kéo cổ áo ông chủ tiền lại. Cái tên lòng lang dạ sói khốn kiếp nhà ông, ngày trước lẽ ra ra không nên xưng anh em với ông. Từ Khang An thấy mình bị phản bội, tức giận đấm một cú lên mặt ông chủ tiền. Ôi, ông dám đánh tôi, đây đều là người của tôi, ông lại dám đánh tôi hả? Vương Ma Tử, mau bảo anh em của cậu đánh gãy tay ông ta đi. Ông chủ tiền bị đánh không ngừng lùi lại, hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ của Vương Ma Tử. Vương Ma Tử bước tới, nhưng lại đánh vào bụng ông chủ tiền, ông ta bị đánh khuỵu người xuống. Cậu làm gì thế, chẳng lẽ cậu không muốn tiền nữa à? Cậu đánh nhầm người rồi, đánh ông ta mới đúng. Ông chủ tiền bị đánh chảy cả nước mắt. Vương Ma Tử lại đấm một cú nữa lên mặt ông chủ tiền, khiến ông ta choáng váng ngã phịch xuống đất. Chúng mày làm phản, vệ sĩ đâu, mau khống chế bọn chúng lại. Ông chủ tiền hét ầm lên, đám vệ sĩ mới sực tỉnh. Nhưng đám đàn em Vương Ma Tử đã chuẩn bị sẵn, những tên vệ sĩ vừa hành động lập tức bị đám côn đồ bao vây, bọn chúng rất nhanh đã bị đánh ngã lăn xuống đất. Vào đúng lúc này, Tiêu Chính Văn bước ra, Vương Ma Tử và những người khác cung kính đứng bên cạnh, nhường đường cho anh. Từ An Kỳ cũng đi đằng sau Tiêu Chính Văn, cô ta nhìn bóng lưng của anh, chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ông chủ tiền thấy Tiêu Chính Văn liền nghi ngờ hỏi, mày là ai? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, tôi là ai không quan trọng, nhưng ông hãy nhớ, hôm nay tôi tới chỉ để cảnh cáo ông một câu. Tiêu Chính Văn đi tới trước mặt ông chủ tiền, bóp cổ ông ta rồi nhấc lên cao.
Sức lực của ông chủ Tiền hoàn toàn không thể thoát được khỏi cánh tay của Tiêu Chính Văn, chỉ có thể vung loạn xạ trên không trung, dần dần mất hết oxy để thở. Lần này chỉ là cảnh cáo, lần sau ông dám động tới bọn họ, tôi sẽ bóp chết ông như bóp chết một con kiến. Tiêu Chính Văn chậm rãi nói lời cảnh cáo, đồng thời sức lực trên tay lại tăng thêm một chút. Ông chủ Tiền bị bóp cổ đến trợn trắng mắt, thậm chí ngay cả đầu lưỡi cũng bị ép ra ngoài. Lúc này, ông ta đã cảm nhận sâu sắc thế nào gọi là cái chết. Người đàn ông trước mắt là thần chết có thể cướp đi tính mạng ông ta bất cứ lúc nào. Tính mạng của ông ta nằm trong tay đối phương, chỉ cần không hài lòng là có thể đoạt lấy tính mạng ông ta một cách dễ dàng. Tiêu Chính Văn nói xong, thả lỏng tay, ném ông ta xuống đất. Ông chủ Tiền ngã dưới đất, một lúc sau mới trở lại bình thường, cảm thấy linh hồn ông ta như đã mất. Tất cả những thiết bị hư hại trong hôm nay. Tiêu Chính Văn chỉ tay về những thiết bị sau lưng. Tôi đền, tôi đền, tôi đền gấp đôi. Ông chủ Tiền chủ động móc ví tiền mình ra. Không chỉ đền, mà còn phải sửa sang lại nơi đây lần nữa, Tiêu Chính Văn nói. Vâng vâng, tôi bằng lòng phụ trách hết, tôi dùng tính mạng tôi để đảm bảo. Ông chủ Tiền sợ hãi không dám nói nhiều hơn một chữ không với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn hờ hững nói, mau cút hết đi. Nghe xong, tất cả mọi người như được ban ơn liền bò dậy chạy ra ngoài, ngay cả Vương Ma Tử cũng đưa anh em của hắn đi theo. Ra khỏi công ty, Vương Ma Tử mới lên tiếng, người này quá đáng sợ, không biết từ đâu tới, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Đám anh em của cậu cũng bị hắn đánh à. Bây giờ ông chủ Tiền mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Nói thừa, vì chút tiền của ông mà đám anh em chúng tôi suýt nữa đã toi mạng. Vương Ma Tử bất mãn nói. Tôi nói cho ông biết, sát khí trên người đàn ông đó rất lớn, chắc chắn là đã kết liễu vài mạng người rồi. Hôm nay hắn tha cho chúng ta, chẳng qua là do hắn có lòng tốt, nếu dám làm phiền bọn họ nữa thì chúng ta không còn sống mà về đâu. Giờ nhớ lại, Vương Ma Tử và đám anh em đều cảm thấy sợ hãi. Nhưng ông chủ Tiền lại xa sầm mặt mày, quay đầu liếc mắt nhìn rồi nói, hừ. Dám đắc tội với Tiền Thế Long tao, sẽ không ai có kết cục tốt đâu. Tao không tin tao không đánh chết được bọn chúng. Dứt lời, Tiền Thế Long lập tức gọi đến một số điện thoại, điều tra một người cho tôi. Tôi phải có tất cả tài liệu về hắn. Ngoài ra, liên lạc với một tổ chức sát thủ. 5 triệu tệ, giết một người. Cúp điện thoại, sắc mặt Tiền Thế Long liền trở nên u ám. Ở Bạch Thành, dám động vào Tiền Thế Long là tự tìm đến cái chết. Cũng không nhìn xem sau lưng Tiền Thế Long ông ta là ai. Đó là nhà họ Viên, một gia tộc lánh đời của Hoa Quốc. Vừa nghĩ tới nhà họ Viên, Tiền Thế Long hơi cau mày, sau đó gọi cho một số khác, cực kỳ lễ phép nói, gia chủ Viên, chào ông, là tôi, Tiền Thế Long. Chương 1002, cuộc họp bí mật của nhà họ Viên. Đầu dây bên kia, Viên Sùng Long khẽ nhíu mày, nói Tiền Thế Long. Có chuyện gì? Gia chủ Viên, là thế này, việc ông bảo tôi làm đã xong xuôi cả rồi. Thế nhưng đối phương tìm được một cậu thanh niên rất lợi hại, đã đánh tôi và người do tôi sắp xếp một trận, thậm chí còn uy hiếp tôi. Tiền Thế Long nói với vẻ mặt vô cùng ấm ức. Mà đầu dây bên này, Viên Sùng Long cười lạnh lùng, nói có phải đối phương tên là Tiêu Chính Văn không? Tiêu Chính Văn, hình như đúng là cái tên này, gia chủ Viên, ông biết thằng danh đó sao? Tiền Thế Long ngơ ngác, không ngờ Viên Sùng Long lại quen biết. Được, tôi đã biết rồi. Chuyện này không còn bất cứ quan hệ gì với ông nữa, tôi sẽ xử lý nốt chuyện còn lại. Viên Sùng Long lạnh lùng nói, sau đó cúp điện thoại luôn. Tiền Thế Long nhíu mày, nhìn điện thoại đã ngắt máy, vẻ mặt ngày càng trở nên u ám. Chuyện này là sao chứ? Viên Sùng Long bảo mình cố ý nhắm vào cả nhà Từ Khang An, bây giờ lại không cho mình can dự vào chuyện này nữa, vậy thì cục tức này của mình biết chút đi đâu đây? Càng nghĩ, Tiền Thế Long càng cảm thấy không thoải mái. Ông ta dứt khoát bấm số điện thoại khi trước, lạnh lùng nói tăng lên 10 triệu tệ. Tôi muốn sắp xếp sát thủ ngay lập tức. Cùng lúc này, Sơn Trang nhà họ Viên. Sau khi Viên Sùng Long cúp điện thoại của Tiền Thế Long thì ngồi lên vị trí gia chủ, khuôn mặt đanh lại, nhíu chặt mày, dường như đang suy xét điều gì đó.
trong phòng khách còn có một số nhân viên cốt cán của nhà họ Viên. Gia chủ, chuyện gì mà lại khiến cho sắc mặt của ông khó coi như vậy? Một người trong số đó lên tiếng hỏi. Đúng thế gia chủ, ông nói ra đi, chúng ta cùng nhau bàn luận, một người khác hùa theo. Viên Sùng Long hít sâu vào một hơi, nói Tiêu Chính Văn trở về rồi. Tiêu Chính Văn, không phải người ta đồn rằng hắn đã chết trong trận chiến ở Bắc Lương rồi hay sao? Lúc này, không ít người nhà họ Viên đều tỏ ra kinh ngạc. Viên Sùng Long cười khẩy, nói, những lời này do thiên tử các dùng để tung hỏa mù với các thế lực bên ngoài biên giới, vậy mà mấy người cũng tin à. Nếu như Tiêu Chính Văn thật sự chết ở Bắc Lương thì thiên tử các và quân đội Hoa Quốc đã đại loạn từ lâu rồi. Nghe vậy, không ít người nhà họ Viên đều im lặng gật đầu, dường như đang ngầm đồng tình với câu nói này của Viên Sùng Long. Vậy thì gia chủ, lời hẹn chiến mà cụ tổ đặt ra sau 3 tháng nữa với Tiêu Chính Văn, ông xem có cần chuẩn bị trước không? Có người lên tiếng hỏi. Viên Sùng Long trầm ngâm một lúc, nói, bắt buộc phải chuẩn bị. Lời hẹn chiến giữa cụ tổ và Tiêu Chính Văn là cơ hội tốt để cho nhà họ Viên chúng ta phát triển. Chỉ cần cụ tổ thắng Tiêu Chính Văn trong trận chiến này thì nhà họ Viên sẽ có thể vươn lên đứng đầu trong số 4 gia tộc lánh đời lớn của Hoa Quốc. Thậm chí còn có thể tận dụng cơ hội này để đòi lại Bắc Lương từ chỗ thiên tử. Hơn nữa, trước khi cụ tổ bế quan đã nói rồi, trận chiến này bắt buộc phải đánh. Thế nhưng gia chủ, tôi nghe người bên quân đội nói lúc Tiêu Chính Văn quyết chiến với Hán Vương ở Bắc Lương đã đạt tới cảnh giới Thiên Vương huyền cấp 2 sao rồi, không thể xem thường được đâu. Một ông cụ của nhà họ Viên tỏ ra lo lắng. Viên Sùng Long cười nhạt, nói, không sao hết. Lần này cụ tổ bế quan nhất định sẽ đột phá cảnh giới, đạt đến cảnh giới xưa nay chưa từng có. Dù Thiên Vương huyền cấp 2 sao thì đã sao, ở trước mặt cụ tổ thì cũng chỉ là tép diêu mà thôi. Nghe thấy lời này, thành viên nhà họ Viên mới thở phào, mặt ai cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Gia chủ nói không sai, cụ tổ xuất quan rồi thì Tiêu Chính Văn có gì đáng sợ đâu. Vua Bắc Lương. Ha ha, hắn cũng chỉ có thể trở thành lịch sử, trở thành bàn đạp để nhà họ Viên tranh bá ở Hoa Quốc mà thôi. Cuộc họp kết thúc. Viên Sùng Long dẫn theo quản gia của mình đi tới nơi Viên Hỗn Thiên bế quan. Nơi bế quan này chính là một nhà thờ tổ nằm ở ngọn núi phía sau sơn trang nhà họ Viên. Nhà thờ tổ vô cùng rộng lớn, nguy nga lộng lẫy giống như hoàng cung. Viên Sùng Long cung kính đứng trước cửa nhà thờ tổ, quỳ lên trên đệm cói màu vàng, khom lưng cúi đầu, vô cùng cung kính hô vào bên trong nhà thờ tổ, cụ tổ, Sùng Long có chuyện muốn hồi báo. Một lúc sau, bên trong nhà thờ tổ mới vang lên giọng nói trầm thấp của Viên Hỗn Thiên, chuyện quan trọng gì mà cần phải làm phiền tới việc bế quan của tôi. Lúc nghe thấy câu nói này, Viên Sùng Long cảm nhận được rất rõ sự bất mãn và lửa giận trong giọng nói của Viên Hỗn Thiên. Bởi thế, Viên Sùng Long vội vàng quỳ trên mặt đất, run rẩy nói, cụ tổ, Tiêu Chính Văn không chết trong trận chiến ở Bắc Lương và đã bí mật trở về Giang Trung rồi. Hơn nữa theo như thông tin mà tai mắt trong quân đội của chúng ta gửi về thì thực lực hiện giờ của Tiêu Chính Văn đã đạt tới cảnh giới Thiên Vương huyền cấp 2 sao. Vừa nói ra câu này, bên trong nhà thờ tổ chợt trở nên tĩnh lặng. Sau chốc lát, giọng nói trầm khàn của Viên Hỗn Thiên mới bắt đầu vang lên, Thiên Vương huyền cấp 2 sao. Hơn một tháng trước hắn mới là bán bộ Thiên Vương, thật không ngờ trong một tháng này lại tiến bộ thần tốc như thế. Quả nhiên huyết mạch của nhà họ Tiêu vẫn là số một trong thiên hạ. Chắc chắn không thể giữ lại người này. Ngày mà cụ tổ tôi xuất quan sẽ chính là ngày chết của Tiêu Chính Văn. Câu nói này quá mức bá đạo. Viên Sùng Long cũng vội vàng gật đầu hưởng ứng, đúng đúng đúng, ngày mà cụ tổ xuất quan cũng chính là ngày mà Tiêu Chính Văn phải chết. Người nhà họ Viên chờ ngày cụ tổ xuất quan. Ừ, không còn chuyện gì khác nữa thì quay về đi. Viên Hỗn Thiên lạnh lùng nói. Viên Sùng Long vội vàng chắp tay, khom lưng 90 độ, đứng lên từ trên mặt đất, lùi từng bước ra khỏi nhà thờ tổ. Quay trở về Giang Trung. Sau khi Tiêu Chính Văn rời khỏi Bạch Thành thì đi thẳng về biệt thự. Mà lúc này, bên trong biệt thự, Từ Phân đang đợi Tiêu Chính Văn trở về với vẻ mặt vô cùng nhiệt tình. Ôi chao, con rể tốt của mẹ, cuối cùng thì con cũng trở về, sao rồi? Giải quyết xong chuyện bên phía em trai của mẹ chưa? Từ Phân nhiệt tình chào đón, vẻ mặt vô cùng sốt ruột.
Tiêu Chính Văn liếc nhìn bà ta, lặng lẽ gật đầu nói, giải quyết xong rồi. Thật sao, vậy thì tốt quá rồi. Tử Phân rất kích động, nói, lần này may mà nhờ có con, nếu không có con thì đúng là chẳng biết phải giải quyết thế nào nữa. Tiêu Chính Văn ngồi xuống, uống một ngụm trà, điềm nhiên nói, nếu như không còn chuyện gì khác thì con đi đón Nana trước đây. Tử Phân nghe vậy thì vội vàng nói, ôi chao, con rể, đừng vội, đừng vội, còn chuyện, vẫn còn một chút chuyện nhỏ. Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi, chuyện gì? Tử Phân vội vàng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chính Văn, rót trà rồi còn lấy thêm cả đồ ăn nhẹ cho anh, chần chừ mãi mới chịu lên tiếng, chuyện là, con rể à, hiện giờ con và Vi Nhan gây dựng được một công ty lớn mạnh như thế, mẹ, bố và cả Khương Thần cả ngày rảnh rỗi ở trong nhà không có chuyện gì làm. Vậy nên ba người bọn mẹ đã cùng nhau bàn bạc, cũng muốn mở một công ty. Mở công ty? Tiêu Chính Văn nhướng mày nhìn Tử Phân. Tử Phân vội vàng cười nói, đúng, mở một công ty nhỏ, buôn bán các loại dược liệu, không phải tập đoàn Vi Nhan làm về y dược hay sao, dù gì chúng ta cũng là người một nhà, sau này chuyện bán xỉ một số loại dược liệu của tập đoàn Vi Nhan cứ giao cho công ty của mẹ làm, thế nào? Tiêu Chính Văn trầm mặt, cau chặt mày, trầm tư một lúc lâu. Thấy Tiêu Chính Văn do dự, Tử Phân vội vàng nói, ôi chao, con rể tốt, con còn do dự gì nữa chứ? Chúng ta đều là người một nhà cả mà, không phải có câu tục ngữ nói rằng phù sa không chảy ruộng ngoài đó sao? Thà con để cho bọn mẹ làm còn hơn là đi hợp tác với các công ty khác, cũng có thể tiết kiệm không ít chi phí cho công ty không phải à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1003, Khảo nghiệm. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, Tử Phân nói cũng không sai. Thế nhưng anh không tin tưởng cậu ấm Khương Thần kia cho lắm. Vốn là kẻ vô dụng không có tài năng gì, lại còn muốn mở công ty. Không phải con không muốn, chỉ là mấy người mở công ty thì có thể quản lý tốt được hay không, Tiêu Chính Văn bình thản hỏi ngược lại một câu. Dường như Tử Phân đã đoán được Tiêu Chính Văn sẽ hỏi như vậy từ lâu, vội vàng cam đoan, Tiêu Chính Văn, con yên tâm, mẹ với bố con, còn cả Khương Thần nhất định sẽ làm thật tốt. Tuyệt đối sẽ không làm mất mặt con và Vi Nhan. Con không biết đấy thôi, thằng bé Khương Thần bây giờ đã thay đổi hoàn toàn rồi. Gần đây nó vẫn luôn học bồi dưỡng ở học viện quản lý thương mại gì đó, sắp có thể tốt nghiệp được rồi. Nói xong, Tử Phân nhìn Tiêu Chính Văn một cách tha thiết. Tiêu Chính Văn nghĩ ngợi, nói chuyện này mẹ cứ thương lượng với Vi Nhan thì hơn, con không can dự. Nghe vậy, gương mặt Tử Phân nở nụ cười, nói, được được được. Để mẹ gọi điện thoại cho Vi Nhan. Dứt lời, Tử Phân nóng lòng rút điện thoại ra gọi điện cho Khương Vi Nhan. Con gái, là thế này, mẹ với bố con, còn cả em trai con muốn mở một công ty phân phối sản phẩm dược. Đây không phải muốn công ty bọn con cho bọn mẹ một vài dự án để làm, thuận tiện đầu tư chút tiền cho bọn mẹ nữa. Tử Phân mặt dày nói. Bà ta rõ ràng đang muốn tay không kiếm lấy món hời lớn, ngồi mát ăn bát vàng. Không chịu bỏ ra cái gì cả, chỉ muốn dựa vào cái mồm để mở một công ty, sau cùng còn muốn giành chuyện hợp tác từ trong tay tập đoàn Vi Nhan. Đầu dây bên kia, Khương Vi Nhan ngồi trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, đang xử lý việc công ty cùng với trợ lý, lúc này nhận được điện thoại của Tử Phân thì đôi lông mày lá liễu cũng cau chặt, hỏi ngược lại mấy người muốn mở công ty sao? Đúng thế, mẹ với bố con, còn cả em trai con, cả ngày rảnh rỗi chỉ biết quanh quẩn trong nhà. Đây không phải muốn đỡ đần thêm cho bọn con sao? Con gái, con sẽ không từ chối chút yêu cầu nhỏ nhặt này đấy chứ? Giá trị thị trường của tập đoàn Vi Nhan bọn con hiện đã lên tới mấy chục tỷ tệ rồi, tùy tiện lấy ra mấy chục triệu tệ là có thể giúp bố mẹ mở được công ty. Tử Phân nói rất tự nhiên. Cứ như mở công ty là một chuyện rất đơn giản vậy. Khương Vi Nhan khẽ nhíu mày, nghĩ ngợi một lúc lâu, thực sự là lúc này nghiệp vụ phải xử lý quá bộn bề. Cộng thêm Tử Phân cứ lèo nhèo quấy rầy, cuối cùng thì cô cũng chỉ có thể đồng ý. Dù gì cũng chỉ là 10, 20 triệu tệ mà thôi. Để bọn họ mở công ty cũng được, cho bọn họ tìm chút việc để làm cũng tốt, hơn là ngày ngày ở trong nhà không làm gì cả. Hơn nữa, Khương học bác còn có chút thực lực, dù gì trước đây cũng từng làm mấy chục năm ở công ty nhà họ Khương. Nghĩ vậy, Khương Vi Nhan liền đồng ý, nói, được rồi. Con đầu tư cho mọi người 15 triệu tệ được chưa?
Vừa nghe tới con số 15 triệu tệ, Từ Phân liền gật đầu lia lịa như con gà mái già đang mổ thóc, hào hứng hô lên, được. Được được được, chắc chắn là được rồi. Vốn dĩ hôm nay bà ta tới chỉ định vòi 10 triệu tệ mà thôi. Không ngờ Khương Vi Nhan lại hào phóng như vậy, cho bà ta hẳn 15 triệu. Vi Nhan à, con đúng là cô con gái tốt, trước kia mẹ đối xử với con như thế thật không giống với con người chút nào. Con yên tâm, sau này con chính là con ruột của mẹ. Từ Phân kích động hét toáng lên, sau đó cúp điện thoại, cũng không chào hỏi gì Tiêu Chính Văn mà vội vàng chạy ra khỏi biệt thự luôn. Bây giờ, Từ Phân, Khương Học Bác và Khương Thần không ở cùng trong một biệt thự. Mà Khương Vi Nhan đã mua cho bọn họ một căn biệt thự nhỏ khác. Vừa ra khỏi cửa, Khương Thần nãy giờ vẫn đứng đợi trước cửa liền vội vàng tiến lên đón, lo lắng hỏi, mẹ, thế nào rồi, Tiêu Chính Văn có đồng ý không? Có lấy được tiền đầu tư hay không? Từ Phân lườm cậu ta, đánh bốp một cái lên đầu cậu ta, nói, sốt ruột cái gì? Tiêu Chính Văn không nói gì cả, cậu ta cho Khương Vi Nhan quyết định. Vậy Khương Vi Nhan nói thế nào? Khương Thần xoa đầu, cười đùa cợt nhả. Từ Phân nói, còn có thể nói thế nào nữa? Khương Thần thấy vậy thì xa sầm mặt mày, buồn khổ nói, không đồng ý sao? Từ Phân liền bật cười, kích động nói, 15 triệu tệ. Con trai, 15 triệu tệ đó. Khương Vi Nhan đồng ý đầu tư cho chúng ta 15 triệu tệ. Nghe thấy lời này, Khương Thần cũng vô cùng kinh ngạc, kích động hô lên, mẹ, thật sao? 15 triệu tệ hả? Đúng thế. Từ Phân khẳng định. Khương Thần siết tay thành nắm đấm làm động tác thành công, sau đó vội vàng đẩy Từ Phân vào trong xe, nói, mẹ, lên xe, chúng ta mau đi đăng ký mở công ty, sau đó tìm thêm một tòa cao ốc thương mại để thuê lấy tầng trệt. Nói xong, hai người đã lái xe rời đi. Chiều ngày hôm đó, Khương Thần và Từ Phân đã đăng ký mở công ty xong, nhân tiện thuê lại một phòng làm việc nửa tầng ở trong một tòa cao ốc ở gần công ty tập đoàn Vi Nhan. Đứng trong phòng làm việc vừa mới thuê xong, Khương Thần vô cùng kích động, nhìn tòa cao ốc cao chót vót của tập đoàn Vi Nhan phía đối diện rồi hô lên đầy khí thế, Khương Thần tôi nhất định phải vượt qua tập đoàn Vi Nhan. Nơi này chính là điểm xuất phát của Khương Thần tôi. Từ Phân đứng sau lưng cậu ta, đánh một cái vào sau gáy cậu ta rồi nói, được rồi, bớt nói mấy lời linh tinh đi. Ban nãy Khương Vi Nhan bảo chúng ta đến công ty nó, có mấy hợp đồng nhỏ bán buôn dược liệu, vừa hay giao luôn cho chúng ta. Nhanh vậy sao? Khương Thần cũng không ngờ chuyện làm ăn lại tới nhanh đến thế. Công ty của mình cũng chỉ mới thuê xong thôi, ngay cả nhân viên văn phòng vẫn còn chưa tuyển dụng nữa. Từ Phân cười nói, con trai à, đây không phải là công lao của mẹ con sao? Nói thế nào thì mẹ cũng là mẹ của Khương Vi Nhan còn con thì là em trai của nó, không phải nó nên chăm sóc chúng ta hay sao? Khương Thần gật đầu cười ha hả. Sau đó, hai người băng qua một con đường là đã tới tập đoàn Vi Nhan luôn. Đứng trước cửa phòng làm việc tổng giám đốc, Từ Phân còn đặc biệt dặn dò, Thần Nhi, lát nữa khi vào thì phải thể hiện cho tốt biết chưa? Cố mà dành cho được hợp đồng lớn hơn. Được rồi, mẹ, con đều biết cả. Khương Thần đút hai tay trong túi quần, thản nhiên cười nói. Sau đó hai người mới đẩy cửa bước vào trong phòng làm việc. Vi Nhan à, công ty này của con hoành tráng thật. Từ Phân bước vào trong, dẫn theo Khương Thần ngồi lên ghế sofa, không khách khí một chút nào, còn nhìn xung quanh bốn phía. Phòng làm việc của Tổng Giám Đốc này đúng là khí thế. To hơn rất nhiều so với phòng làm việc mà bọn họ vừa mới thuê kia. Khương Thần đương nhiên cũng đang ngắm nhìn, trong lòng còn không ngừng đánh giá gì đó. Khương Vi Nhan thấy hai người họ tới thì cũng đứng dậy bước qua, đưa hai bản hợp đồng nhỏ trong tay cho bọn họ, nói, mẹ, Khương Thần, đây là hai bản hợp đồng nhỏ bán buôn sản phẩm dược, lợi nhuận không lớn, cũng chỉ 1-2 triệu tệ thôi, hai người làm tốt cái này trước đã, cũng xem như khảo nghiệm của công ty đối với mọi người. Dù gì công ty đầu tư cho mọi người thì cũng phải nhìn vào tư chất. Khương Thần nghe thấy lời này thì xa sầm mặt, nói chị, em là em của chị đó, cho em chút chuyện làm ăn mà cũng phải khảo nghiệm sao. Nghe thấy lời này, sắc mặt của Khương Vi Nhan liền trở nên khó coi. Từ Phân thấy vậy thì vội vàng trừng mắt nhìn Khương Thần, nhận lấy hợp đồng từ trong tay Khương Vi Nhan, nói, Vi Nhan à, em trai con không hiểu chuyện,
cao ngạo tỏ vẻ, con đừng để bụng. Bọn mẹ nhận mấy hợp đồng này, chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc. Nói xong, bà ta đưa hợp đồng cho Khương Thần, cố ép cho nhỏ tiếng, nói con vừa mới đi những bước đầu, làm cho đến nơi đến chốn chút đi. Khương Thần cũng biết ban nãy mình nói sai, hơi cụp mắt xuống, thế nhưng trong lòng thì không thoải mái chút nào. Khương Vi Nhan đáng chết, đây là đang xem thường mình sao? Cho rằng bản thân dựa vào thân phận vua Bắc Lương của Tiêu Chính Văn để thành lập tập đoàn Vi Nhan là ghê gớm lắm à? Có tin công ty mà Khương Thần tôi mở sau này còn to hơn cái tập đoàn Vi Nhan này hay không? Chương 1004, Mưu đồ xấu xa. Khương Vi Nhan không muốn nhiều lời với bọn họ nữa. Dù sao thì cô cũng đã tận tình tận nghĩa rồi. Nếu Khương Thần thật sự thay đổi, có thể phát triển công ty, thì người làm chị như cô giúp đỡ một chút cũng không thành vấn đề. Còn nếu Khương Thần một mực không thay đổi khiến công ty đi xuống thì cũng không còn cách nào khác. Được rồi, mẹ, con còn có việc, không nói chuyện cùng mọi người nữa. Khương Vi Nhan nói. Từ Phân cũng hiểu ý, lập tức đứng dậy, cười nói, được rồi, Vi Nhan, vậy mẹ và em con về trước đây. À, khi nào thì khoản đầu từ 15 triệu tệ được chuyển đến? Đúng thế, chị đã hứa rồi đấy, khoản đầu tư 15 triệu tệ đâu? Khương Thần đứng bên cạnh hét lên. Khương Vi Nhan khẽ nhíu mày, nói, lát nữa con sẽ bảo phòng tài vụ gửi qua, nhưng con phải nói trước là số tiền đó là tiền đầu tư vào công ty, nếu ai dám tham ô dùng vào mục đích cá nhân thì nhất định sẽ phải bồi thường toàn bộ. Khương Thần nghe vậy, liền sa sầm mặt mày. Ban đầu, cậu ta định lấy ra 4 đến 5 triệu tệ mua một chiếc xe thể thao để khoe khoang. Từ Phân nghe vậy cũng nhíu mày, nhưng vẫn nở nụ cười nịnh nọt nói, Vi Nhan à, con yên tâm, số tiền này nhất định sẽ dùng cho công ty, không dùng nó vào việc riêng. Khương Vi Nhan gật đầu, không nói gì thêm nữa. Từ Phân và Khương Thần rời khỏi tập đoàn Vi Nhan. Vừa ra khỏi cửa, sắc mặt của hai người bọn họ đều trở nên khó coi, liếc nhìn nhau. Mẹ à, Khương Thần nói. Từ Phân nhanh chóng lườm cậu ta, nói, về rồi nói tiếp. Sau khi hai người bọn họ về nhà, Từ Phân lập tức ném chiếc túi lên ghế sofa, to tiếng mắng chửi, con bé Khương Vi Nhan đó thật sự coi mình là nhân vật lớn rồi sao? Nếu không phải vì bây giờ nó có quyền thế thì bà đây phải nể mặt nó vậy à? Khương Thần đi theo sau, nhanh chóng rót chén trà cho Từ Phân, nói, mẹ à, lúc nãy mẹ cũng thấy rồi đấy. Khương Vi Nhan đó bây giờ ngông cuồng quá rồi, còn dám ra lệnh cho chúng ta nữa. Từ Phân khoanh tay trước ngực, trên mặt tràn đầy vẻ tức giận, nói chẳng phải vì con không có triển vọng hay sao. Con nhìn người ta xem, chồng là vua Bắc Lương, công ty còn lớn mạnh lên đến hàng chục tỷ tệ. Con trai à, đến lúc nào con mới có thể khiến mẹ bớt lo hơn đây? Đến lúc nào con mới có tiền đồ, để mẹ đi theo hưởng phúc đây? Bị nói như vậy. Mặt Khương Thần đỏ bừng lên, bật dậy nói, mẹ à, con cũng đâu muốn như vậy. Nhưng mẹ cũng biết đấy, trong cái nhà này, Khương Vi Nhan còn ở đây ngày nào thì Khương Thần con sẽ không có cơ hội phát triển ngày ấy. Nói đến đây, Từ Phân chợt khựng lại. Khương Thần nói đúng. Bây giờ tập đoàn Vi Nhan của Khương Vi Nhan đang cực kỳ hưng thịnh. Có lẽ cả đời Khương Thần cũng không có cơ hội phát triển. Càng nghĩ, Từ Phân càng cảm thấy khó chịu. Từ nhỏ, Khương Thần đã là báu vật và là niềm tự hào của bà ta. Bây giờ lại bị Khương Vi Nhan đè đầu, bà ta cảm thấy rất khó chịu. Vậy con nói xem, chúng ta phải làm gì, Từ Phân hỏi. Khương Thần nhìn ra cửa, sau đó nhanh chóng chạy tới bên cạnh Từ Phân, thấp giọng nói, mẹ à, thực ra rất đơn giản. Chẳng phải công ty là của Khương Vi Nhan sao? Mẹ nghĩ xem, nếu Khương Vi Nhan bị tai nạn đột nhiên hôn mê bất tỉnh, hoặc không may chết đi, thì chẳng phải công ty sẽ thuộc về gia đình chúng ta à? Từ Phân hít một hơi thật sâu, không ngờ câu nói này lại phát ra từ miệng Khương Thần. Cho dù Khương Vi Nhan xảy ra chuyện thì công ty cũng là của Tiêu Chính Văn chứ. Nào đến lượt chúng ta, Từ Phân nói. Khương Thần nhanh chóng giải thích, mẹ sai rồi, Tiêu Chính Văn là người ngoài, trong nhà này còn có bố, mẹ và con, chỉ cần chúng ta có quan hệ tốt với các cổ đông của công ty. Đến lúc đó, nếu Khương Vi Nhan thật sự xảy ra chuyện, thì bố sẽ lên nắm quyền. Sau đó, với tư cách là con trai của bố, chẳng phải con sẽ thuận lợi đảm nhiệm vị trí chủ tịch công ty rồi sao?
Nói đến đây, Khương Thần nở nụ cười lạnh lẽo. Chuyện này, cậu ta đã nghĩ rất lâu rồi. Tử Phân nghe vậy, trầm ngâm nghĩ một lúc lâu rồi mới hỏi, con trai à, con có chắc chắn không? Đó là chị của con đấy, Tiêu Chính Văn còn là vua Bắc Lương, nếu có chỗ nào sơ suất thì đầu chúng ta sẽ rơi đấy. Khương Thần trấn an Tử Phân, nói, mẹ yên tâm đi, con đã nghe ngóng kỹ càng rồi. Hơn nữa, gần đây con có quen biết một nhóm người có thế lực không nhỏ, bọn họ sẵn sàng giúp chúng ta. Chỉ cần chúng ta hợp tác với bọn họ thì tập đoàn Vi Nhan sớm muộn gì cũng sẽ là của con. Ai sẵn sàng giúp chúng ta vậy? Từ Nhân căng thẳng hỏi. Khương Thần cười khẩy, nửa úp nửa mở nói, mẹ còn nhớ đám người trước kia Khương Văn Kỳ từng tiếp xúc không? Khương Văn Kỳ, ý con là nhà họ Viên. Tử Phân sững sờ, trong lòng ớn lạnh. Đúng vậy, nhà họ Viên đã liên hệ với con, chỉ cần chúng ta hợp tác với bọn họ thì tập đoàn Vi Nhan, bao gồm thị trường y dược Giang Trung cũng sẽ là của chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta sẽ là tỷ phú. Khương Thần nói, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn và khao khát. Tử Phân suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đồng ý. Cùng lúc này, Tiêu Chính Văn đón Nana từ trường về, vừa tới cửa, đã nhìn thấy một người đàn ông mặc vest bước xuống xe, kính cẩn tiến lên, nói, xin hỏi, anh có phải là Tiêu Chính Văn không? Tiêu Chính Văn cau mày, gật đầu nói, đúng là tôi. Người đàn ông mặc vest nói, anh Tiêu, cô chủ sở Vivi nhà chúng tôi muốn nhắn với anh một câu rằng có người đã liên hệ với sát thủ để ám sát anh. Ngoài ra, cô chủ của chúng tôi vẫn đang đợi anh ở chỗ cũ. Nói xong, người đàn ông mặc vest liền rời đi. Sắc mặt Tiêu Chính Văn tối sầm lại, lông mày nhíu chặt. Có người muốn ám sát anh sao? Mãi cho đến đêm, sau khi Tiêu Chính Văn thấy Khương Vi Nhan và Nana đã ngủ say, anh mới bước ra khỏi biệt thự. Nửa đêm tại khách sạn Kempinski. Đêm nay Sở Vi Vi trong khách sạn không ngủ, mà cầm một ly rượu vang đỏ, mặc chiếc váy ngủ đen vô cùng hấp dẫn. Cô ta bước chân trần trên thảm ngoài ban công, lắng nghe tiếng nước bên hồ, nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn phía xa. Tiếng hồ nước vang vọng, khiến người ta cảm thấy si mê. Sở Vi Vi vừa tắm xong, trong không khí thoang thoảng hương thơm, cơ thể nóng bỏng dưới lớp váy ngủ khiến người ta dạo dực, say đắm. Lúc này, một bàn tay đột nhiên nắm lấy thành ban công. Sau đó một bóng người nhảy lên từ dưới ban công. Đây là tầng cao nhất của khách sạn Kempinski, cách mặt đất khoảng 50-60 mét. Đó là ai? Mà có thể hành động điên cuồng lúc nửa đêm như vậy? Sở Vi Vi không nghĩ nhiều, nâng chân phải lên cao, sau đó đá xuống, tư thế vô cùng chuẩn xác, vừa nhìn liền biết là cao thủ taekwondo đai đen. Đôi chân dài miên man ấy kéo theo tiếng gió rít mạnh, đá thẳng xuống. Không ai nghĩ rằng một người quyến rũ như Sở Vi Vi lại có sức mạnh lớn như vậy, đây còn là ngôi sao nổi tiếng nhỏ nhắn đáng yêu sao. Cú đá tàn nhẫn này hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Sở Vi Vi. Dường như không ai đoán ra được ngôi sao quốc tế Sở Vi Vi lại là cao thủ đai đen. Mặc dù chỉ là một động tác ngắn ngủi, nhưng lại có thể thấy rõ đây không phải là khoa tay múa chân, đây thực sự là một cú đá có lực. Nếu trúng cú đá này, người leo lên có thể sẽ bị giật mình, sau đó rơi từ tầng cao nhất của khách sạn xuống. Nhưng kết cục trong tưởng tượng đã không xảy ra. Sở Vi Vi phát hiện chân cô ta không thể đá xuống, bàn tay to vừa rồi đã bắt được mắt cá chân trắng nõn nà, thon dài của cô ta. Cú đá mạnh mẽ này đã thực sự bị một bàn tay giải quyết. Sở Vi Vi muốn rút chân lại rồi đá tiếp, nhưng dù có cố thế nào cô ta cũng không thể rút chân về được. Thật sự là nắm quá chặt. Sắc mặt Sở Vi Vi trở nên lạnh lùng, lúc cô ta đang chuẩn bị chạy lên ra đòn hiểm thì luôn mặt nghiêm nghị của Tiêu Chính Văn xuất hiện ở mép ban công. Là anh ta. Anh ta rõ ràng là có thể đi từ cửa chính, tại sao phải trèo ban công chứ? Sao anh lại lên từ đây? Sở Vi Vi hỏi một cách khó hiểu. Tiêu Chính Văn nhảy lên, đứng ở góc ban công, vừa hay tránh được một số camera trong phòng. Anh buông chân Sở Vi Vi ra, nói trước cửa có nhiều vệ sĩ của cô như vậy, tôi không muốn gây ra hiểu lầm không đáng có. Được rồi, nói đi, ai muốn ám sát tôi? Chương 1005, nhà họ Đông Phương. Sở Vi Vi nhìn Tiêu Chính Văn,
Cô ta vốn dĩ muốn quyến rũ anh nhưng nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Tiêu Chính Văn, cuối cùng cô ta vẫn từ bỏ, thở dài nói Tiền Thế Long ở Bạch Thành. Nghe đến cái tên này, Tiêu Chính Văn nhíu mày. Tiền Thế Long? Là Tiền Thế Long người từng đối phó với cả nhà Từ Khang An kia sao? Tôi biết rồi. Tiêu Chính Văn gật đầu rồi xoay người định nhảy từ trên lầu xuống. Sở Vi Vi vội vàng gọi lại, Tiêu Chính Văn, anh cứ đi thế à? Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn Sở Vi Vi hỏi ngược lại, sao thế, cô còn muốn mời tôi ở lại ngủ ư? Câu này đương nhiên là Tiêu Chính Văn cố ý trêu cô ta. Nhưng Sở Vi Vi vừa nghe thế thì khẽ run, sau đó đỏ mặt ngượng ngùng nói, nếu anh muốn cũng không phải là không được. Tiêu Chính Văn cạn lời, liếc nhìn căn phòng VIP rồi nói, tạm biệt. Dứt lời, anh xoay người định nhảy xuống. Nhưng Sở Vi Vi chạy đến kéo anh lại nói, lần này tôi giúp anh lẽ nào anh không định đền ơn tôi gì sao? Tiêu Chính Văn cau mày nói đi cô muốn làm gì? Sở Vi Vi bĩu môi nhìn phong cảnh bên ngoài nói, đi chơi với tôi đến Giang Trung 2 ngày rồi mà vẫn chưa ra ngoài, vừa đúng lúc anh đi dạo với tôi đi. Tiêu Chính Văn nhíu mày hơi do dự. Sở Vi Vi nói ngay, sao thế? Đường đường là vua Bắc Lương mà lại không thể thỏa mãn chút yêu cầu nhỏ này được à? Nghe vậy, Tiêu Chính Văn chỉ đành bất đắc dĩ thở dài nói, được thôi, nhưng tôi chỉ đi với cô nửa tiếng thôi. Vậy là đủ rồi. Sở Vi Vi cười nói, sau đó xoay người đi vào phòng thay một bộ đồ thường ngày. Tiêu Chính Văn nhảy xuống từ trên ban công nói, tôi đợi cô ở dưới. Không lâu sau, Sở Vi Vi nhìn thấy Tiêu Chính Văn đang đợi ngoài cửa dưới khách sạn. Cô ta vui vẻ chạy đến muốn khoác tay vào cánh tay Tiêu Chính Văn nhưng anh lại tránh đi. Tiêu Chính Văn nghiêm túc đút hai tay vào túi quần nói, Sở Vi Vi, cô hãy chú ý đến cử chỉ lời nói của mình, tôi đã có vợ con rồi. Dứt lời, Tiêu Chính Văn cất bước đi thẳng về phía trước. Sở Vi Vi trợn mắt với anh nhưng cũng không quan tâm đến lời anh. Cô ta đi theo phía sau Tiêu Chính Văn đi dạo mấy vòng khu gần đó. Hai người không hề nói chuyện gì với nhau trên đường đi. Nửa tiếng sau, Tiêu Chính Văn đưa Sở Vi Vi về lại trước cổng khách sạn nói, đến giờ rồi, tôi về trước đây. Khoan đã, anh có muốn lên trên ngồi một lúc không? Sở Vi Vi đứng trước mặt Tiêu Chính Văn vén mái tóc dài xõa bên tai, ánh mắt lấp lánh nhìn Tiêu Chính Văn cười nói. Tiêu Chính Văn sửng sốt thờ ơ nói, không cần đâu, tôi phải về với vợ và con gái tôi. Sở Vi Vi xem như cũng rõ Tiêu Chính Văn hoàn toàn không có cảm giác gì với mình. Ngay khi Tiêu Chính Văn xoay người rời đi, bên cạnh bỗng xuất hiện một bóng người. Một người đàn ông mặc đồ vest rất lịch lãm, tay còn cầm theo một bó hoa hồng. Người đàn ông này rất có khí chất, dáng người cao ráo, nhan sắc xem như ổn, có vẻ như là cậu chủ một nhà giàu nào đó, nhưng đôi mắt hắn lại thoáng vẻ u ám. Lúc hắn thấy Sở Vi Vi đang vừa nói vừa cười với một người đàn ông, còn mời hắn lên phòng, tên này xa sầm mặt mày. Hắn nhìn chiếc đồng hồ có giá trị không nhỏ trên cổ tay mình, đã sắp 12 giờ rồi. Đêm hôm khuya khoắt, người phụ nữ mình thích về khách sạn chung với một người đàn ông lạ, còn vừa nói vừa cười mời hắn lên phòng, này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ hai người này đã ngủ với nhau. Mình vất vả chạy từ Long Kinh đến là vì muốn tạo bất ngờ cho cô ta. Hắn đợi ở đây suốt, đợi đến tận bây giờ lại không ngờ đợi được cảnh tượng như này. Người đàn ông tay cầm bó hoa này cảm thấy cả người mình toàn là lửa giận như thể sắp bùng nổ vì tức. Cái này là sao? Tạo bất ngờ cho mình sao? Mẹ nó, còn là bất ngờ đến mức đáng sợ. Tiêu Chính Văn và Sở Vi Vi cũng nhìn thấy hắn. Nhìn thấy người đàn ông này. Sở Vi Vi còn đang nói cười sắc mặt bỗng trở nên lạnh lùng như thể nhìn thấy một tên đáng ghét. Rõ ràng là cô ta không thích người đàn ông cầm hoa này. Đông Phương Phong, sao anh lại ở đây? Sở Vi Vi đanh mặt hỏi. Người đàn ông tên là Đông Phương Phong này cố kìm nén cơn giận, hắn giơ tay lên buồn bực chỉ vào Tiêu Chính Văn hỏi, Sở Vi Vi, hắn là ai? Tôi cần phải nói cho anh biết anh ấy là ai sao? Anh đến làm gì? Dù Sở Vi Vi không giải thích gì nhưng lời nói và hành động hiện giờ của cô ta đã đủ chứng tỏ một số vấn đề. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt Đông Phương Phong hiện lên vẻ đố kỵ, sắc mặt cũng trở nên u ám. Hắn rời mắt từ Sở Vi Vi sang nhìn Tiêu Chính Văn,
ánh mắt chứa sự thù hằn và cay độc nham hiểm. Thấy vẻ mặt này của Đông Phương Phong, Tiêu Chính Văn nhíu mày. Anh không muốn gây chuyện nhưng cũng không thích người khác nhìn anh bằng vẻ mặt này. Đông Phương Phong cười gằn, châm chọc nói, Sở Vi Vi, ở nước ngoài tôi theo đuổi cô lâu như vậy, thậm chí còn theo đuổi về đến đây, mà cô cũng không thèm cho tôi nắm tay, đám người trong giới đều đang đợi để cười nhạo tôi nhưng tôi vẫn không từ bỏ việc thích cô. Bây giờ cô lại tùy tiện tìm một tên như này, hắn có chỗ nào so được với tôi sao? Nghe Đông Phương Phong mắng Tiêu Chính Văn như vậy, Sở Vi Vi lập tức xa sầm mặt mày nói, Đông Phương Phong, tôi cảnh cáo anh dù anh nói tôi thế nào cũng được nhưng anh đừng mắng anh ấy, một chữ cũng không được. Anh đừng tự cho mình là cao thượng, trong mắt tôi, anh ấy giỏi hơn anh gấp 100, 1000 lần. Sở Vi Vi lạnh lùng nhìn hắn, giọng rất đanh thép. Trong mắt cô ta, Đông Phương Phong cùng lắm chỉ biết dựa vào tiền tài, thế lực trong nhà, là một đứa con nhà giàu mà thôi. Nhưng Tiêu Chính Văn thì khác, anh là người đàn ông bí ẩn hệt như một câu đố. Anh là vua Bắc Lương, là thống soái có địa vị rất cao. Nghe thế, Tiêu Chính Văn cảm thấy bất lực nhìn Sở Vi Vi bỗng căng thẳng khoác lấy cánh tay mình, cô cần gì phải gây thù chuốc oán thêm cho tôi thế. Được hay lắm, gấp 1000 lần phải không? Đông Phương Phong tức giận hỏi ngược lại, xét về gia thế, hắn so được với anh sao? Xét về vẻ ngoài, hắn trông cũng bình thường thôi. Đông Phương Phong, tôi ghét nhất là tính này của anh, cực kỳ tự cao. Nếu không có nhà họ Đông Phương thì đã không có địa vị và thân phận của ông nội và bố anh còn có thể kiêu ngạo được sao? Anh chẳng qua chỉ là một cậu ấm nhà giàu thôi. Sở Vi Vi đã cực kỳ chán ghét Đông Phương Phong, còn thầm xem thường Đông Phương Phong. Lúc này mới chỉ gặp được mấy phút mà không khí giữa hai người đầy mùi thuốc súng. Nghe đến thân phận của Đông Phương Phong, Tiêu Chính Văn híp mắt, đôi mắt toát ra sự lạnh lùng. Nhà họ Đông Phương, là nhà họ Đông Phương trong bốn gia tộc lánh đời lớn của Hoa Quốc đó sao? Không có nhà họ Đông Phương thì anh sẽ thế nào ư? Tiếc là không có giả thiết này. Đông Phương Phong không cảm xúc nói, Sở Vi Vi. Tôi theo đuổi cô lâu như vậy không ngờ cô lại là phụ nữ vô liêm sỉ đến thế, ở bên ngoài quyến rũ hết người này đến người khác còn câu được một tên đầu đường xó chợ. Cô có biết nếu không có nhà họ Sở thì bây giờ cô chỉ là một đứa con hoang thôi không? Chương 1006, có chết cũng không tiếc. Câu nói này vừa nói ra đã khiến sắc mặt Sở Vi Vi tái nhợt, hai tay siết chặt cánh tay Tiêu Chính Văn, cả người khẽ run lên. Từ bé đến lớn. Cô ta không bao giờ muốn nhắc đến bí mật này, càng không muốn nghe thấy người khác nói rằng cô ta là một đứa con hoang. Nhưng những tin đồn này đã gắn liền với thời thơ ấu của cô ta. Đây cũng chính là lý do tại sao cô ta thề sẽ rời khỏi nhà họ Sở, rời khỏi Hoa Hạ. Cô ta vốn muốn ôm chặt lấy Tiêu Chính Văn, nhưng anh đã buông bàn tay nhỏ bé của cô ta ra. Cơ thể của Sở Vi Vi lại run lên lần nữa. Lúc này, Tiêu Chính Văn duỗi cánh tay ra, vỗ nhẹ lên bờ vai thơm tho của Sở Vi Vi, an ủi vài câu. Đông Phương Phong là người sống sờ sờ, lại tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, hắn lập tức ném bó hoa hồng trong tay xuống đất rồi dẫm lên. Sở Vi Vi, loại ti tiện như cô đúng là không biết xấu hổ. Đông Phương Phong tức giận hét lên. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Sở Vi Vi, Đông Phương Phong đã bị vẻ đẹp và khí chất lạnh lùng trên người cô ta thu hút. Thứ không có được thì càng khiến bản thân ngứa ngáy, khó chịu. Chưa có người phụ nữ nào mà Đông Phương Phong hắn không có được, nhưng Sở Vi Vi này là người duy nhất phớt lờ hắn. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn chưa từ bỏ Sở Vi Vi, tuy rằng trên giường của hắn đã có vô số người phụ nữ nằm lên, nhưng đám người đó chỉ có dáng người mê đắm và gương mặt xinh đẹp mà thôi. Người hắn muốn chinh phục là Sở Vi Vi, để cho người phụ nữ coi thường hắn phải quỳ xuống khuất phục trước hắn. Hắn nhất định sẽ chiếm được Sở Vi Vi. Vì vậy, khi nhìn thấy người phụ nữ mình thích lại thân mật với một người đàn ông khác, cậu chủ nhà họ Đông Phương này cảm thấy cuộc đời mình đúng là thất bại, trong lòng hết sức tức giận. Tiêu Chính Văn nghe thấy lời nói xúc phạm này của Đông Phương Phong, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Anh có thể cảm nhận được cơ thể của Sở Vi Vi khẽ run rẩy. Tiêu Chính Văn không nhịn được nữa, anh ghét nhất là loại người như Đông Phương Phong. Tôi giúp cô giết hắn nhé. Tiêu Chính Văn thì thầm. Đối với anh mà nói, có lẽ Sở Vi Vi thân với anh hơn mức bạn bè bình thường.
người phụ nữ này dường như có một số bí mật nhỏ. Khi Tiêu Chính Văn nói câu này, cơ thể Sở Vi Vi lại run lên. Cô ta biết Tiêu Chính Văn không nói đùa, nếu anh thật sự ra tay thì chắc chắn Đông Phương Phong sẽ không sống được. Không, đừng làm vậy. Sở Vi Vi siết chặt cánh tay Tiêu Chính Văn, lo lắng khuyên anh. Nếu Tiêu Chính Văn làm bất cứ điều gì thiếu lý trí vì cô ta, Sở Vi Vi nhất định sẽ hối hận cả đời. Nghe thấy Sở Vi Vi nói vậy, sát khí trong mắt Tiêu Chính Văn dần dần phai nhạt. Tin tôi đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tiêu Chính Văn nhẹ nhàng vỗ vai Sở Vi Vi, rồi nhìn cô ta bằng ánh mắt an ủi. Ha ha, Sở Vi Vi, đúng là thân lửa ưa nặng, tôi nói cho cô biết, cô có thể gả cho nhà họ Đông Phương chúng tôi là phúc lớn của cô đấy. Mấy lão già nhà cô cực kỳ tạo điều kiện cho cuộc hôn nhân này, nhưng cô lại không biết trân trọng, không biết xấu hổ mà qua lại với một thằng lưu manh, đúng là đĩ đợi. Đông Phương Phong lạnh lùng chửi rủa. Đông Phương Phong, anh câm mồm cho tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc gả cho nhà họ Đông Phương các anh từ bỏ đi. Còn về các trưởng bối mà anh vừa nói, đó là do bọn họ muốn làm vậy, không liên quan gì đến tôi. Sở Vi Vi lớn tiếng đáp lại, đồng thời giữ chặt Tiêu Chính Văn, vì sợ anh sẽ làm những chuyện mất trí trong lúc nóng này. Đông Phương Phong nhấc chân, giẫm mạnh lên đóa hoa hồng, vẻ lạnh lùng trong mắt càng thêm nồng đậm, đợi tôi về, tôi nhất định sẽ đích thân đến nhà họ Sở nói cho bọn họ biết chuyện dơ giấy này của cô, tôi xem bọn họ giấu mặt đi đâu. Lại còn muốn leo lên vị trí bên cạnh nhà họ Đông Phương, kết giao mấy đời, đúng là chuyện nực cười. Vẻ mặt Đông Phương Phong giữ tợn cười nói, bây giờ loại đĩ điếm như cô có cởi sạch quần áo quỳ trên mặt đất cầu xin tôi cũng vô dụng. Trong cơn tức giận, Đông Phương Phong không còn biết mình đang nói cái gì nữa, bộc lộ hoàn toàn tính khí công tử của mình. Sở Vi Vi tức đến nổ mắt nhưng vẫn ôm chặt lấy cánh tay của Tiêu Chính Văn, cô ta không muốn gây rắc rối hay gây phiền phức cho gia tộc đã nuôi dưỡng mình. Tuy nhiên, cô ta lại phát hiện cánh tay của mình đã bị Tiêu Chính Văn gỡ ra. Tiêu Chính Văn lạnh lùng bước lên một bước. Đông Phương Phong nhếch miệng cười đầy giễu cợt, sao nào, thằng nhà quê như mày mà còn dám ra oai trước mặt tao, định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Tiêu Chính Văn lạnh nhạt lắc đầu, cười mỉa, mày đúng là đáng chết, nếu bây giờ tao giết mày thì e là sẽ làm bẩn chỗ này mất, nhưng nếu không giết thì tao lại cảm thấy rất bức bách khó chịu. Tiêu Chính Văn, anh đừng bốc đồng. Sở Vi Vi hét lên, rất lo lắng cho Tiêu Chính Văn. Nhưng cô ta cũng hiểu cho dù bây giờ có lao tới cũng không thể ngăn được Tiêu Chính Văn. Xiết tao á, đúng là chuyện cười kinh điển, mày có biết thế lực của nhà họ Đông Phương tao ở Long Kinh không? Mày có biết tao là ai không hả? Đông Phương Phong phất tay ra hiệu với đám vệ sĩ đứng ở chỗ tối, nói, đi ra đi, dạy cho thằng nhãi này một bài học. Nhớ kỹ là đừng giết hắn, bẻ gãy hai chân rồi vứt ra đường là được. Một bóng người chậm rãi bước ra khỏi chỗ tối, lộ ra gò má lạnh lùng. Ông ta khoảng 40-50 tuổi, mặc áo choàng dài, hơi gầy, tóc mai hơi trắng, trên người nồng đậm sát khí, chắc chắn ông ta là một cao thủ vô danh. Tiêu Chính Văn vẫn lạnh lùng nhìn Đông Phương Phong, cũng không thèm liếc người đàn ông một cái nào. Sở Vi Vi thấy bóng người đột nhiên xuất hiện, hai mắt trợn trừng, vội vàng kêu lên, Đông Phương Phong, tôi cảnh cáo anh, đừng có mà làm bậy. Đông Phương Phong gần giọng nói với Sở Vi Vi, thì sao nào? Ở trong mắt lũ hèn hạ các người, tôi chính là vua đấy. Bây giờ tôi sẽ cho người đánh gãy hai chân hắn, rồi đè cô ngay trước mặt hắn. Ra tay đi. Nhưng vừa dứt lời, hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt trở nên mơ hồ, một bóng người nhanh như chớp tung một quả đấm thật mạnh vào mặt hắn. Nắm đấm va vào sống mũi, Đông Phương Phong cảm thấy sống mũi của mình như vỡ vụn, phát ra tiếng răng rắc. Sau đó từ chỗ lỗ mũi còn tuôn ra máu. Chỉ bằng một cú đấm đơn giản, mặt Đông Phương Phong đã chảy đầy máu, máu trộn lẫn với nước mắt, vô cùng kinh hãi. Ban này còn hùng hồn mắng chửi, ngay giây sau đã sợ hãi kêu thảm thiết. Sau đó, cánh tay phải của Tiêu Chính Văn lại vung ra, vả mạnh vào mặt Đông Phương Phong một cái, khiến hắn ngã lăn ra đất. Đầu Đông Phương Phong quay cuồng, trước mắt hiện lên mấy ngôi sao vàng lấp lánh. Cho tới bây giờ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Dù sao thì từ khi hắn nhận được cú đấm đầu tiên cho đến khi bị đánh gục xuống đất mới chỉ có vài giây. Loại mày đáng chết thật đấy.
liên tục nói ra những câu mất dạy với bản tao, nếu tao không giết mày thì đúng là có lỗi với cái tai của tao. Lời nói của Tiêu Chính Văn quá mức lạnh lùng, trong mắt lại toàn là sát khí nồng đậm. Vừa nói, Tiêu Chính Văn vừa nhấc chân, chuẩn bị dẫm thẳng lên ngực Đông Phương Phong. Nếu cú đạp này hạ xuống thì ngực của Đông Phương Phong chắc chắn sẽ bị vỡ, chết tức tưởi ngay tại chỗ. Hành động của Tiêu Chính Văn hiển nhiên không hề nương tay. Dừng tay cho tôi. Cũng chính vào lúc này, người đàn ông trung niên đứng trong góc khuất kia quát lên một tiếng, còn chưa dứt lời, ông ta đã siết chặt nắm đấm tung mạnh về phía mặt của Tiêu Chính Văn. Lực tay cực mạnh. Sở Vi Vi đứng ở phía sau Tiêu Chính Văn, lúc này mới nhìn thấy rõ ràng, người đàn ông trung niên chỉ nhảy một bước, trong nháy mắt đã bay đến trước mặt Tiêu Chính Văn. Chương 1007, tôi muốn giết hắn, không ai dám cản. Cẩn thận! Ngay khi Sở Vi Vi hét lên, nắm đấm của người đàn ông trung niên đã đánh thẳng vào mặt Tiêu Chính Văn. Lực tay quá mạnh, hoàn toàn có thể gây chết người chỉ bằng một cú đấm. Nhìn sức gió kéo theo cú đấm này, e là sức mạnh này đủ để đánh sập bức tường chỉ bằng một chiêu, không cần thêm bất kỳ động tác dư thừa, chỉ bằng một cú đấm duy nhất. Dường như đã đề phòng trước đối phương sẽ ra tay nên khi đối mặt với cú đấm kinh hoàng như vậy, Tiêu Chính Văn chỉ liếc mắt nhìn ông ta một cái, sau đó xoay người, đồng thời tung nắm đấm ở tay trái, đối đầu với nắm đấm của người đàn ông. Cái tên Đông Phương Nghĩa Sơn đã được vang danh ở Long Kinh từ lâu, ông ta là người hầu nhà họ Đông Phương đã lâu năm. Đông Phương Phong chẳng qua chỉ thuộc một nhánh phụ của nhà họ Đông Phương gia tộc lánh đời của Hoa Hạ, trong gia tộc Đông Phương chính, hắn cũng chỉ là một tồn tại hạng 4. Còn Đông Phương Nghĩa Sơn này là một kẻ ăn xin được cứu bởi Đông Phương Nguyên Hồng, ông nội của Đông Phương Phong. Không ngờ tên ăn mày hồi đó lại có tài võ nghệ, mấy chục năm nay ngày nào cũng luyện võ, trở thành tông sư võ đạo. Đông Phương Phong lần này đi theo Sở Vi Vi đến Giang Trung, còn dẫn theo Đông Phương Nghĩa Sơn, có vệ sĩ hàng đầu của gia tộc đi cùng, hắn cảm thấy Giang Trung nhỏ bé này chẳng khác nào là sân chơi của mình, tha hồ ngông cuồng hống hách. Trước khi đến Giang Trung, Đông Phương Phong đã hạ quyết tâm. Sở Vi Vi đã rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, thì hắn sẽ chiều theo ý cô ta, hắn không tin hắn không chỉ được một đứa con gái. Đây cũng là lý do duy nhất khiến Đông Phương Phong tràn đầy tự tin khi đối mặt với Tiêu Chính Văn. Lúc đầu Đông Phương Nghĩa Sơn còn đứng trong góc khuất, khi thấy Đông Phương Phong và Tiêu Chính Văn cãi nhau, ông ta còn chả thèm để ý, tuổi trẻ khí huyết sôi sục, cãi nhau vì phụ nữ cũng là chuyện thường. Khi Đông Phương Phong yêu cầu ông ta bẻ gãy chân Tiêu Chính Văn và đưa Sở Vi Vi đi, ông ta mới bước ra khỏi góc khuất. Đối với một tông sư võ đạo mà nói, đây chỉ là chuyện còn con, trước đây ông ta đã từng làm vô số lần, lâu dần cũng thành quen. Ông ta đang định bẻ gãy chân Tiêu Chính Văn, nhưng chưa kịp làm gì thì ông ta đã phát hiện ra người thanh niên lạ mặt kia đã tung một cú đấm vào mũi cậu chủ, thậm chí còn chuẩn bị ra tay giết người. Sát khí trên người Tiêu Chính Văn rất mạnh, làm cho lông tơ trên người Đông Phương Nghĩa Sơn như dựng đứng lên. Ông ta biết Đông Phương Phong có địa vị gì trong gia tộc, hắn chính là gia chủ tương lai, nếu bây giờ xảy ra chuyện gì thì Đông Phương Nghĩa Sơn chỉ có thể lấy mạng mình ra mà đền tội. Không cần suy nghĩ nhiều, Đông Phương Nghĩa Sơn đã đấm Tiêu Chính Văn. Đây là chiêu thức giết người đơn giản nhất của ông ta và cũng là chiêu thức tiện dụng nhất. Vô số người đã bị ông ta hạ gục bởi chiêu thức này. Cú đấm này của ông ta đã dùng 70-80% thực lực, chứng tỏ ông ta không còn quan tâm đến chuyện sống chết của thanh niên trước mặt, chỉ cần Đông Phương Phong không xảy ra chuyện gì là được. Tuy nhiên, kết quả lại khác với những gì Đông Phương Nghĩa Sơn nghĩ. Nắm đấm của ông ta không đánh chết Tiêu Chính Văn, ngược lại còn cảm thấy trong nắm đấm của mình có một lực cản rất lớn. Đối mặt với cú đấm kinh hoàng của chính mình, thanh niên này thực sự đã chọn đối đầu. Có phải là hai người họ sẽ đánh nhau đến chết mới thôi không? Đúng là trò hề. Đông Phương Nghĩa Sơn rất tự tin, ông ta tin rằng Tiêu Chính Văn sẽ chết dưới nắm đấm của mình. Tuy nhiên, vào lúc nắm đấm của ông ta chạm vào, Đông Phương Nghĩa Sơn chết sững. Bỗng có một luồng sức mạnh truyền từ nắm đấm của đối phương sang ông ta. Đúng vậy, sức mạnh hùng vĩ như biển cả, vô cùng dữ tợn. Chỉ trong chốc lát, Đông Phương Nghĩa Sơn bị cú đấm này đánh bay ra ngoài hơn 10 mét, rơi xuống bồn hoa. Khung cảnh xung quanh như bỗng nhiên dừng lại,
tác động trực quan của cảnh tượng cũng rất đáng kinh ngạc. Sở Vi Vi vốn đang lo lắng cho Tiêu Chính Văn, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chính Văn đánh bay Đông Phương Nghĩa Sơn một cách dứt khoát và nhanh chóng, cô ta không khỏi sững sờ. Không ngờ bản lĩnh của Tiêu Chính Văn lại đạt đến cảnh giới kinh thiên động địa như vậy. Lúc trước Sở Vi Vi ở Long Kinh, đương nhiên có nghe nói đến danh tiếng của Đông Phương Nghĩa Sơn, người này ra tay tàn nhẫn, võ thuật tuyệt đỉnh, nghe nói đã đạt tới cảnh giới tông sư võ đạo. Tuy nhiên, ngay cả một nhân vật mạnh mẽ như vậy lúc này cũng bị Tiêu Chính Văn đánh bay ngay tại chỗ, thực sự khiến người ta phải kinh ngạc. Đông Phương Nghĩa Sơn ôm chặt cánh tay mình, ngã xuống đất, chịu đựng cơn đau dữ dội ở chỗ cánh tay, ánh mắt vẫn đầy vẻ không tin. Ông ta không ngờ thực lực của đối phương lại mạnh như vậy, bản thân ông ta đã học võ nhiều năm, cũng đã đạt tới cảnh giới tông sư võ đạo rồi. Hơn nữa đã bao nhiêu năm trôi qua, ông ta chưa một lần bị đánh bại. Nhưng không ngờ người thanh niên trước mặt này lại có thể đánh bay ông ta chỉ bằng một chiêu. Đúng là hiếm có khó tìm. Trừ khi, đối phương đã vượt qua tông sư võ đạo. Đã đạt tới cảnh giới cao hơn. Cơn đau dữ dội từ cánh tay khiến cả cánh tay gần như tê dại. Nếu Đông Phương Nghĩa Sơn không kịp thời thu tay thì e là cánh tay này không cách nào giữ được. Đông Phương Phong nghĩ rằng chỉ cần Đông Phương Nghĩa Sơn ra tay, thì Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ chết. Nhưng cuộc đời luôn bất ngờ như vậy, Tiêu Chính Văn không những không sao, ngược lại anh còn dùng một nắm đấm khiến con bài lớn nhất của hắn văng ra chỗ khác. Tôi đã nói rồi mà, tôi muốn giết người thì không một ai ngăn được đâu. Tiêu Chính Văn nói lại lần nữa, Đông Phương Phong lúc này nghe thấy thế đã bị dọa sợ từ lâu, hai chân đều run lẩy bẩy. Cậu không được giết cậu ấy. Trong hoàn cảnh như vậy, Đông Phương Nghĩa Sơn vẫn kéo cánh tay tê dại của mình giống to. Sao nào, ông tưởng là tôi đang nói đùa đấy à? Hay là ông không nghe rõ tôi vừa nói cái gì? Tiêu Chính Văn đã giơ chân lên, định dẫm mạnh vào ngực Đông Phương Phong. Cậu ấy là cháu đích tôn của nhà họ Đông Phương, cũng chính là người thừa kế tương lai của nhánh chính. Nếu cậu giết cậu ấy thì toàn bộ nhánh chính nhà họ Đông Phương sẽ coi cậu là kẻ thù. Tới lúc đó, cậu sẽ chết không có chỗ chôn. Đông Phương Nghĩa Sơn lo lắng hét lên. Chết không chỗ chôn, đây đúng là lần đầu tiên tôi nghe thấy những lời như vậy đấy. Ông đang uy hiếp tôi sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng quay mặt lại, nhìn Đông Phương Nghĩa Sơn đang nằm trên mặt đất, cười nhạo nói, nếu là như vậy thì xin lỗi nhé, tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Dứt lời, Tiêu Chính Văn giẫm mạnh xuống. Rắc, âm thanh xương vỡ vụn. Đông Phương Phong đang ôm cánh tay phải của mình, gương mặt của hắn trắng bệch vì đau đớn. Gào lên thảm thiết. Chân của Tiêu Chính Văn không dẫm lên ngực hắn, mà dẫm vào khớp tay phải. Nghe âm thanh vừa rồi, ước chừng cánh tay phải của Đông Phương Phong đã bị gãy vụn, cả đời này cánh tay của hắn sẽ không thể nào cử động được. Ngay cả trình độ y học tiên tiến hiện nay cũng chỉ có thể giúp hắn thay thế nó bằng một cánh tay máy. Vừa rồi nghe giọng điệu của mày, mày muốn phế hai chân của tao, cho nên bây giờ tao trả lại mày gấp đôi, phế hai chân hai tay mày. Như thế cũng không quá đáng đâu nhỉ. Đông Phương Nghĩa Sơn nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức run lên vì sợ hãi, cũng không quan tâm đến vết thương trên cánh tay của mình, cứ như vậy lao tới không sợ sống chết. Ngay cả khi bị mất một cánh tay, Đông Phương Nghĩa Sơn vẫn là một tông sư võ đạo. Chỉ là sức mạnh từ cánh tay vừa rồi đã làm rối loạn sức mạnh của ông ta, bây giờ sau khi điều chỉnh lại mới chỉ mới khôi phục được một nửa. Đúng là một con chó ngoan của nhà họ Đông Phương. Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng, nhìn Đông Phương Nghĩa Sơn đang lao tới, anh xoay mình, chân phải giống như roi thép, quật mạnh lên người Đông Phương Nghĩa Sơn. Hành động của Tiêu Chính Văn quá nhanh, khiến Đông Phương Nghĩa Sơn gần như không thể trốn thoát, chỉ có thể chống cự. Cánh tay của ông ta bị thương rất nặng, đành dùng cánh tay còn lại để chống lại chiêu thức kinh hoàng này của Tiêu Chính Văn, nhưng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Âm thanh rắc vang lên, hai cánh tay của Đông Phương Nghĩa Sơn buông thõng ngay lập tức. Cơ thể của ông ta cũng bị bay ra mấy mét trong nháy mắt, đập mạnh vào một bức tường bên cạnh, rồi lăn xuống đất. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Đông Phương Nghĩa Sơn trên mặt đất, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng cực độ, nói, hôm nay, tôi phế hai tay của ông chắc cũng không quá đáng đúng không? Nếu ông còn dám đứng dậy, tôi cũng chẳng ngại giết ông ngay bây giờ. Một tông sư võ đạo còn không đủ tư cách đứng trước mặt tôi đâu.
Nghe được những lời này, Đông Phương Nghĩa Sơn như chết sững, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, trong đầu chỉ có hoảng sợ cùng chấn động vô hạn. Sao, có thể như thế được? Đối phương biết thực lực của ông ta, hơn nữa còn chả mảy may quan tâm. Toàn thân Đông Phương Nghĩa Sơn run lẩy bẩy, thực sự quá khủng bố. Thanh niên trước mặt chỉ cần thực hiện hai động tác đơn giản đã đánh cho một tông sư võ đạo thân tàn ma dại. Thực lực của anh thâm sâu đến mức nào, Đông Phương Nghĩa Sơn không dám đoán. Đông Phương Nghĩa Sơn lúc này mới thấy mình toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi đúng là ông ta có nghe thấy người cậu chủ ngu ngốc của ông ta ra lệnh, rằng muốn phế hai chân của Tiêu Chính Văn. Khác nào tìm đường chết đâu chứ. Với sức mạnh như vậy, mà tuổi đời anh vẫn còn trẻ, trong lòng Đông Phương Nghĩa Sơn bỗng nảy ra một ý nghĩ rất đáng sợ. Bây giờ, Đông Phương Nghĩa Sơn cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa câu nói vừa rồi của Tiêu Chính Văn, nếu tôi muốn giết người, chẳng ai ngăn được đâu. Đúng thế, không một ai có thể ngăn được anh. Chương 1008, thiên tử đã tới Giang Trung. Một cao thủ còn trẻ như vậy căn bản không thể dùng hai từ loài người để đánh giá nữa. Lúc này, Đông Phương Phong nằm trên mặt đất, ôm cánh tay bị gãy của mình gào khóc đau đớn, hắn vẫn cố nhìn về phía Đông Phương Nghĩa Sơn, giận dữ hét lên, Đông Phương Nghĩa Sơn, nhà họ Đông Phương tôi nuôi ông mấy chục năm trời. Cho dù ông có là con chó thì bây giờ cũng phải lao lên cắn hắn cho tôi. Đông Phương Nghĩa Sơn nghe thấy lời này của Đông Phương Phong, lông mày không khỏi nhíu chặt lại, lạnh lùng quát, Đông Phương Phong, nếu cậu không muốn chết thì câm mồm cho tôi. Từ khi trở thành tông sư võ đạo, Đông Phương Nghĩa Sơn hiếm khi nổi giận thế này, nhưng cuối cùng hôm nay ông ta cũng không nhịn được nữa. Đây là lần đầu tiên ông ta thấy cậu chủ của nhà Đông Phương ngu ngốc đến mức này. Ông ta biết cháu đích tôn nhà họ Đông Phương vẫn luôn coi mình như một con chó, mà ông ta cũng tình nguyện làm chó cho nhà họ Đông Phương, nhưng đây là ông ta tự mình nghĩ vậy, bây giờ lại bị người khác nói thẳng ra lại là một chuyện khác. Dù sao thì ông ta đã 40-50 tuổi rồi, nói đi nói lại thì cũng đáng bậc chú của Đông Phương Phong, cậu chủ này quá không nể mặt ông ta rồi. Thực sự khiến Đông Phương Nghĩa Sơn tức giận. Hơn nữa, cậu chủ ngu ngốc này cho tới bây giờ vẫn còn chưa nhìn rõ sự tình, ngược lại còn kéo ông ta vào chỗ chết. Tất nhiên Đông Phương Nghĩa Sơn không thể nhìn được nữa. Nếu là người khác, Đông Phương Nghĩa Sơn sẽ lập tức quay đầu rời đi, nhưng tình hình trước mắt lại khác. Dù sao thì hắn cũng là cháu đích tôn của nhà họ Đông Phương, là gia chủ tương lai, nên ông ta nhất định phải bảo vệ tính mạng cho hắn. Tiêu Chính Văn không thèm để ý đến cuộc trò chuyện của bọn họ, lạnh lùng nhìn Đông Phương Phong hỏi, tiếp tục trả lời tao đi, ban nãy tao nói rồi đấy, phế hai tay hai chân của mày không quá đáng đúng không? Đông Phương Nghĩa Sơn nghe thấy những lời này của Tiêu Chính Văn mà trái tim như thắt lại. Nhưng ông ta không còn sức lực để đứng lên ngăn bước chân của Tiêu Chính Văn nữa. Thực lực của người trước mặt đã vượt quá cảnh giới tông sư rồi. Trừ khi là mấy lão già lánh đời của nhà họ Đông Phương cùng ra mặt, nhưng ai lại đắc tội với một cường giả thiên vương chỉ vì thằng cháu đích tôn thuộc nhánh phụ nhà họ Đông Phương chứ? Đây đúng là một cơn ác mộng. Tiêu Chính Văn nói tiếp, Đông Phương Nghĩa Sơn, ông không phân biệt đúng sai, làm sằng làm bậy. Ông nói xem tôi nên trừng phạt ông như thế nào. Nghe thấy thế, cơ thể Đông Phương Nghĩa Sơn bắt đầu run rẩy không ngừng. Nếu người đàn ông này muốn trừng trị ông ta, thì cho dù không bị giết chết, ông ta cũng phải bị lột mất một lớp da. Mẹ kiếp, nếu mày dám làm thế với tao thì nhà họ Đông Phương sẽ không tha cho mày đâu. Mày cứ chờ đấy, nhà họ Đông Phương tao nhất định sẽ đuổi giết mày. Đông Phương Phong gào lên gần như phát điên. Hôm nay hắn đã bị sỉ nhục đến cực điểm, từ nhỏ đến lớn, hắn luôn là một nhân vật được người người kính trọng, chưa bao giờ nhục nhã như thế này. Trước mặt người đàn ông này, Đông Phương Phong mất sạch mặt mũi, khiến hắn giống y như đám người mà lúc trước hắn thường xuyên bắt nạt. Ha ha, nhà họ Đông Phương không tha cho tao sao? Tiêu Chính Văn nghe lời đe dọa này như thể nghe được một câu chuyện cười, tao chả mảy may quan tâm đến nhà Đông Phương của mày đâu. Cho dù nhà họ Đông Phương của mày có cử mười mấy vệ sĩ như ông ta đến đây, tao cũng không thèm để ý. Nhưng tao muốn nhắc nhở mày một câu, nhà họ Đông Phương mày bị tao nhắm vào rồi đấy. Bị tao nhắm vào rồi đấy. Một người, không cần biết lai lịch của đối phương mà có thể nói ra những lời ngông cuồng như vậy, nhưng lại không có vẻ gì như đang khoe khoang,
mà giống như đang đưa cho đối phương một tờ giấy báo tử. Đông Phương Phong ôm chặt cánh tay bị gãy của mình muốn chửi lại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của đối phương, hắn sợ tới mức không còn dám nói gì nữa. Đông Phương Nghĩa Sơn, trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi đi, tôi nên trừng phạt ông như thế nào? Tiêu Chính Văn lại nhìn Đông Phương Nghĩa Sơn hỏi. Ánh mắt của Đông Phương Nghĩa Sơn phức tạp, lúc này ông ta biết nếu muốn sống sót rời đi thì ông ta nhất định phải nghe lời của đối phương, bởi vì hai cánh tay của ông ta đều đã bị bẻ gãy, không đủ sức phản kháng. Tiêu Chính Văn lắc đầu, liếc nhìn Đông Phương Nghĩa Sơn nói, ông bẻ nốt cánh tay còn lại của cậu chủ nhà ông, tôi sẽ thả ông ra. Đông Phương Phong nghe vậy, lập tức hét lớn, Đông Phương Nghĩa Sơn, ông dám. Ông mà bẻ gãy tay của tôi thì lúc về tôi sẽ vặt cổ ông đấy. Nhà họ Đông Phương chúng tôi nuôi ông nhiều năm như vậy mà ông dám làm như vậy à? Ông làm tôi bị thương thì tôi nhất định sẽ không tha cho ông đâu. Đông Phương Phong không dám làm gì Tiêu Chính Văn, nhưng Đông Phương Nghĩa Sơn hắn còn chả thèm quan tâm, ông ta chỉ là một con chó của nhà họ Đông Phương mà thôi, nếu chó cắn chủ thì giết khoét cho xong. Đông Phương Phong đáng thương này cho tới bây giờ vẫn chưa nhìn rõ tình hình. Nghe Tiêu Chính Văn nói xong, Đông Phương Nghĩa Sơn suy nghĩ một chút liền đứng dậy, tựa hồ như đã tự động chặn lại tiếng gầm của Đông Phương Phong, sau đó ông ta từng bước đi về phía Đông Phương Phong. Nhìn thấy Đông Phương Nghĩa Sơn đang tiến lại gần, Đông Phương Phong bắt đầu hoảng hốt. Hắn đã bị giẫm nát một cánh tay rồi, cơn đau vừa rồi khiến hắn cảm thấy toàn thân đau đớn, không muốn trải nghiệm một lần nữa. Tuy nhiên, khi nhìn thấy vẻ mặt u ám của Đông Phương Nghĩa Sơn, hắn biết ông ta chuẩn bị bẻ gãy tay hắn thật. Đông Phương Nghĩa Sơn, tôi cảnh cáo ông, nếu ông dám tới đây, đợi đến khi tôi về, tôi nhất định sẽ không tha cho ông đâu. Chỉ cần ông động đến một sợi tóc của tôi thôi, tôi sẽ bảo ông nội đuổi ông ra khỏi nhà họ Đông Phương. Nghe thấy vậy, trong mắt Đông Phương Nghĩa Sơn hiện lên vẻ hung ác và nham hiểm, cậu chủ, nếu tôi không đánh gãy tay cậu thì hôm nay cả hai chúng ta đều không thể rời khỏi Đông Hải. Tính mạng quan trọng hay một cánh tay quan trọng đây? Cái nào là quan trọng, mạng sống hay cánh tay? Đông Phương Phong thấy thế liền nhìn về phía Tiêu Chính Văn đang đứng ở một bên, khoanh hai tay trước ngực khinh thường nhìn hắn, nên dường như hắn cũng đã nhận ra được tình hình trước mắt. Khi hắn lướt mắt nhìn sang Sở Vi Vi ở bên cạnh, trong đáy mắt lộ ra vẻ oán hận. Nếu không phải vì con đĩ khốn kiếp này hết lần này đến lần khác từ chối hắn, thì làm gì có chuyện hắn phải lặn lội tới Giang Trung này chứ? Lại còn bị đánh thảm hại đến mức này. Thậm chí còn bị gãy một cánh tay. Không, chỉ một lát nữa thôi, cả hai cánh tay của hắn sẽ bị gãy. Tất cả là tại con đĩ khốn kiếp này. Đông Phương Phong hoàn toàn không nhận ra sai lầm của mình, thay vào đó, hắn đổ toàn bộ tội trạng lên Sở Vi Vi. Cậu chủ, tôi xin lỗi. Đông Phương Nghĩa Sơn giơ chân lên trước mặt Đông Phương Phong và giẫm mạnh vào khớp xương của hắn. Bởi vì cánh tay của Đông Phương Nghĩa Sơn bị gãy nhiều chỗ, không thể dùng sức được nữa, nên chỉ có thể bẻ gãy cánh tay của Đông Phương Phong bằng cách thô bạo như thế này. Đạp gãy tay một cách tàn bạo và bẻ gãy trực tiếp bằng tay là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Dùng cách thứ hai thì nhiều nhất cũng chỉ nằm trên giường bệnh 3-4 tháng là có thể lành, xương không bị tổn hại nhiều. Nhưng nếu bị giẫm thì xương sẽ gãy nát, sau này phẫu thuật rất khó khăn. Đông Phương Phong đau đớn hét lên, sau đó trợn mắt ngất đi. Cơn đau dữ dội liên tiếp ập tới khiến hắn thở không ra hơi, cơ thể đã đạt đến giới hạn cuối cùng. Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy hai người nữa. Tiêu Chính Văn không có nhìn về phía bọn họ mà lạnh lùng nói. Vâng, Đông Phương Nghĩa Sơn khó khăn cõng Đông Phương Phong đã hôn mê bất tỉnh lên lưng. Tiêu Chính Văn thật sự không có hứng thú đối phó với nhà họ Đông Phương, mà kéo Sở Vi Vi đang đứng sững sờ ở một bên, hai người cùng nhau đi vào khách sạn. Đông Phương Nghĩa Sơn nhìn bóng lưng của Tiêu Chính Văn, trong mắt hiện lên sự ghen tị vô hạn, sau đó im lặng bỏ đi. Tiêu Chính Văn đưa Sở Vi Vi lên tầng nhưng không vào phòng, mà chỉ đứng ở cửa nói, không còn sớm nữa, cô nghỉ ngơi sớm đi. Sở Vi Vi dường như vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh tượng vừa rồi. Ngày hôm nay chắc chắn là ngày chấn động nhất trong cuộc đời cô ta. Hay là anh vào trong ngồi uống tách trà nhé? Sở Vi Vi mời Tiêu Chính Văn, bởi lẽ cô ta còn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, nếu cứ giữ trong lòng sẽ cảm thấy rất ấm ách. Tiêu Chính Văn lắc đầu nói, tôi còn có việc.
Dứt lời, anh xoay người bỏ đi. Sở Vi Vi nhìn bóng lưng Tiêu Chính Văn rời đi, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Người đàn ông này ban nãy đã khiến cô ta chấn động không ngừng. Vì cô ta mà anh đã khiêu khích nhà họ Đông Phương. Sau khi Tiêu Chính Văn rời khỏi khách sạn, anh gọi một cuộc điện thoại cho Long Ngao, lạnh lùng nói, khiến Tiền Thế Long ở Bạch Thành biến mất khỏi thế giới này đi. Ngoài ra, điều tra chi tiết lai lịch cháu đích tôn của nhà họ Đông Phương. Ngày hôm sau, một chiếc xe quân sự dừng ở lối vào biệt thự. Một vị tướng mặc quân phục bước xuống xe. Ông ta bước vào biệt thự, cung kính đứng trước mặt Tiêu Chính Văn, nói chủ soái Tiêu, thiên tử cho mời gặp anh. Tiêu Chính Văn đặt mảnh giấy cũ của Thiên Sơn Thư Lục trong tay xuống, khẽ cau mày nói, thiên tử đến Giang Trung rồi sao? Tướng quân thị vệ thân cận của thiên tử khẽ gật đầu nói, đúng vậy, tình hình khẩn cấp, thiên tử không thể chờ anh đến Long Kinh được nên đã đích thân đến Giang Trung. Hiện tại ông ấy đang đài Ngọc Long đợi anh. Tiêu Chính Văn gật đầu, đi ra khỏi biệt thự, lên xe quân sự. Tình hình khẩn cấp đến mức nào mà thiên tử phải đích thân đi hàng nghìn dặm từ Long Kinh đến Giang Trung chứ? Chương 1009, Đại Nguyên Soái. Không lâu sau, xe quân sự đã đến đài Ngọc Long. Lúc này, trong phạm vi 5 km gần đài Ngọc Long đều đang trong tình trạng giới nghiêm bởi có rất nhiều lính đặc chủng được vũ trang đầy đủ. Trong phạm vi 1.000 mét xung quanh đài Ngọc Long, tất cả các cao thủ của thiên tử các đang chấn giữ. Vừa bước xuống xe quân sự, Tiêu Chính Văn đã cảm nhận được xung quanh có hơn chục luồng hơi thở của các cường giả không thấp hơn cấp chủ soái đang khóa chặt lấy mình. Thậm chí, còn có 4 luồng hơi thở thuộc về cảnh giới thiên vương đã khóa chặt Tiêu Chính Văn người vừa xuống xe chỉ trong tích tắc rồi biến mất. Tiêu Chính Văn liếc nhìn những binh lính canh gác ở gần đó. Sau đó đi theo người sĩ quan phía trước đến thẳng đỉnh hóng mát của đài Ngọc Long. Lúc này, trong đỉnh hóng mát, thiên tử đang khoác một chiếc áo gió, nước da hơi tái nhợt và yếu ớt, thậm chí còn ho khan vài tiếng, sức khỏe có vẻ không được tốt lắm. Trời đã vào thu, thời tiết đã trở nên mát mẻ hơn. Tiêu Chính Văn bước vào trong đỉnh hóng mát, thiên tử đang chắp tay sau lưng nhìn phong cảnh phía xa. Cậu đến rồi. Thiên tử thì thào rồi xoay người lại và ho mấy tiếng. Tiêu Chính Văn khẽ cau mày, thấy sắc mặt của thiên tử rất không tốt, anh liền hỏi, thiên tử, thần sắc của ông trông không được tốt cho lắm. Thiên tử mỉm cười xua tay, tôi già rồi, thời hạn cũng đến rồi, sức khỏe không được như trước nữa, bệnh cũ ấy mà. Vừa nói, thiên tử vừa ra hiệu cho Tiêu Chính Văn ngồi xuống, sau đó ông ấy pha một tách trà rồi nói, cậu uống thử đi. Tiêu Chính Văn cầm tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ, sau đó hỏi, thiên tử, rốt cuộc là vì việc gì mà ông lại vội vã đích thân từ Long Kinh tới Giang Trung để tìm tôi như vậy? Vẻ mặt thiên tử trở nên nghiêm túc, ông ấy nhấp một ngụm trà rồi ra hiệu cho phụ tá bên cạnh lấy tài liệu ra đưa cho Tiêu Chính Văn, đây là sắp xếp phân chia mới của 5 chiến khu lớn. Quân đội cần được cải cách, chia 5 chiến khu lớn thành 7 chiến khu lớn. Đương nhiên, chiến khu Bắc Lương không thay đổi. Chủ yếu là chiến khu phía Tây sẽ phân thành 2 chiến khu độc lập. Sau đó khu vực biển Quang Hải cũng phân ra thêm một chiến khu mới. Tiêu Chính Văn xem kỹ văn kiện, anh hỏi với vẻ khó hiểu, thiên tử, tại sao lại đột nhiên chia lại chiến khu? Nếu làm như vậy, nhất định sẽ động đến quyền lợi của rất nhiều người, không phải sao? Thiên tử thở dài, nói từ sau cuộc chiến với các quốc gia lần trước, tôi vẫn luôn suy nghĩ đến chuyện phân lại chiến khu. Việc phân lại chiến khu lần này cũng coi như là việc quan trọng cuối cùng tôi làm vì tương lai phát triển của Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn, việc phân chia lại chiến khu vô cùng quan trọng. Cậu là chủ soái của chiến khu Bắc Lương, cậu nhất định phải phụ trách ổn định tình hình trong nước. Sau trận chiến với các quốc gia, nếu luận công ban thưởng, rất nhiều người sẽ được đề bạt. Điều đó sẽ gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến cục diện trong nước. Đặc biệt là sau chuyện này. 4 gia tộc lánh đời lớn đang âm thầm dục dịch. Vì vậy, sau này chắc chắn sẽ có một vài biến cố bất ngờ xảy ra. Nghe đến đây, Tiêu Chính Văn nhíu chặt lông mày. 4 gia tộc lánh đời lớn sao? Thiên tử nói tiếp, việc chia lại chiến khu mới, tôi đã cố ý che giấu 4 gia tộc lớn, phá tan toàn bộ phạm vi thế lực ban đầu của bọn họ. Nếu 4 gia tộc lớn muốn tái hợp lại những thế lực này, bọn họ chắc chắn sẽ phải dùng đến rất nhiều mối quan hệ. Mà đây cũng chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay với 4 gia tộc lớn.
Lần này, tôi sẽ vung dao về phía bốn gia tộc lớn. Nói đến đây, ánh mắt thiên tử tràn đầy nhiệt huyết. Một khí thế trước nay chưa từng có bộc phát mạnh mẽ từ trên người thiên tử. Nghe vậy, sắc mặt của Tiêu Chính Văn cũng trở nên vô cùng nghiêm túc và trịnh trọng. Anh hỏi, thiên tử, tại sao đột nhiên lại nhắm vào bốn gia tộc lớn? Có chuyện gì sắp xảy ra sao? Thiên tử đứng dậy, chắp tay sau lưng. Ông ấy ngẩng đầu nhìn những đám mây tụ lại rồi tản ra trên bầu trời rồi nói, thời gian của tôi không còn nhiều nữa, đại hạn sắp đến rồi. Tôi phải quét sạch tất cả mọi chướng ngại trước khi thiên tử mới lên ngôi. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn vội vàng đứng dậy, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Những lời này của thiên tử, tại sao giống như có ý coi thường cái chết? Thiên tử xoay người lại nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt kiên cường, ông ấy nói, Tiêu Chính Văn, cậu là tướng lĩnh có triển vọng nhất của Hoa Quốc. Thiên tử mới lên ngôi cần có sự giúp đỡ của cậu. Tôi hy vọng cậu có thể trợ giúp thiên tử mới, dẫn dắt Hoa Quốc trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Thiên tử. Tiêu Chính Văn xúc động chăm chú nhìn thiên tử. Thiên tử ho khan vài tiếng, rồi từ thắt lưng lấy ra một tấm kim long lệnh. Toàn bộ chiếc lệnh bài đều được đúc bằng vàng ròng, có khắc hình rồng vàng năm móng. Ông ấy đưa mắt nhìn kim long lệnh trong tay rồi hỏi, cậu có biết kim long lệnh này là vật gì không? Tiêu Chính Văn nhìn chiếc lệnh bài trong tay thiên tử, rồi lắc đầu nói, xin thiên tử hãy nói rõ. Thiên tử bật cười, nói, đây là lệnh bài của Đại Nguyên Soái Hoa Quốc. Trước đây lệnh bài này từng thuộc về ông nội của cậu. Sau này, bởi vì sự cố của ông nội cậu, Hoa Quốc không bao giờ lập ra chức vị Đại Nguyên Soái nữa. Tuy nhiên, hôm nay tôi muốn tái lập chức vị Đại Nguyên Soái, phụ trách 6 chiến khu mới khác, ngoại trừ chiến khu Long Kinh. Tiêu Chính Văn, hôm nay tôi giao lại chiếc kim long lệnh này cho cậu. Từ nay về sau, cậu chính là Đại Nguyên Soái mới Hoa Quốc chúng ta. Vừa dứt lời, cả người Tiêu Chính Văn run rẩy, anh vội vàng nói, thiên tử, chuyện này tuyệt đối không thể, tôi có tài đức gì mà có thể ngồi vào vị trí Đại Nguyên Soái? Thiên tử lắc đầu, nhìn Tiêu Chính Văn một cách khẳng định, Tiêu Chính Văn, đừng từ chối nữa, chuyện này tôi đã quyết rồi. Cậu hãy nhận lấy đi. Dứt lời, thiên tử đưa kim long lệnh cho Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cầm kim long lệnh trong tay, rồi nhanh chóng đứng dậy lễ phép nói, Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ không phụ kỳ vọng to lớn của thiên tử. Thiên tử xua tay, sau đó nói, Tiêu Chính Văn, tuy rằng kim long lệnh đã được giao cho cậu, nhưng tôi sẽ không công bố chuyện này ra ngoài. Chỉ trong trường hợp vạn bất đắc dĩ, cậu mới có thể dùng đến chiếc kim long lệnh này để ra lệnh cho 6 chiến khu lớn bảo vệ nền tảng đất nước. Nếu thật sự có một ngày nào đó, khi Hoa Quốc lâm nguy, ngay cả khi thiên tử mới xúc phạm vào pháp luật quốc gia, cậu cũng có thể dùng chiếc kim long lệnh này để điều động quân chủ lực của 6 chiến khu lớn, lấy thanh long kiếm ở địa cung, chém chết hôn quân, bảo vệ nền tảng Hoa Quốc. Cậu có hiểu không? Thiên tử nói xong liền nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Tiêu Chính Văn đương nhiên hiểu được, anh đột nhiên cảm thấy áp lực trên người tăng mạnh. Tôi đã hiểu. Tiêu Chính Văn đáp lại. Sau đó, cả hai người lại ngồi xuống. Thiên tử nói, Tiêu Chính Văn, lần trước các nước đánh nhau, Hoa Quốc đã thắng lớn, nhờ đó mà trở nên nổi tiếng trên trường quốc tế. Nhưng chuyện này cũng mang đến rất nhiều phiền phức cho Hoa Quốc. Quốc tế hiện nay đang đánh giá Hoa Quốc là chủ nghĩa bá quyền, cho rằng Hoa Quốc chúng ta đã bắt đầu ngoại giao chiến lang, thậm chí còn bắt đầu có tham vọng xưng bá toàn cầu. Cậu nghĩ gì về điều này? Nghe xong, vẻ mặt của Tiêu Chính Văn liền trầm xuống, anh đập tay vào bệ đá, nói, những nước nhỏ ở phương Tây, mà cũng dám liều lĩnh đánh giá Hoa Quốc sao? Không phải bọn chúng nói Hoa Quốc chúng ta là ngoại giao chiến lang, nói Hoa Quốc chúng ta đầy tham vọng sao? Vậy thì chúng ta sẽ để bọn chúng thấy, trên thế giới này, không phải dựa vào lời nói để có được thế chủ động mà phải dựa vào vũ lực. Chỉ có sức mạnh quân sự to lớn mới có quyền lên tiếng trên trường quốc tế. Mặc dù Hoa Quốc chúng ta luôn thực hiện chính sách hòa bình, nhưng nếu những vương quốc nhỏ bé kia dám dương nanh múa vuốt với Hoa Quốc chúng ta, thì xa mấy cũng diệt. Nghe vậy, thiên tử hài lòng gật đầu, nói tốt. Quả nhiên không hổ là chủ soái Bắc Lương. Ngoài ra, còn có một chuyện nữa. Gần đây bên nước Phi Hào sẽ cử sứ đoàn sang thăm, khí thế cũng không phải nhỏ, người dẫn đầu sứ đoàn là một trong 6 thống soái quân đội của nước Phi Hào.
Do đó, chúng ta phải tiếp đãi ngang hàng. Vì vậy, chuyện này sẽ do cậu ra mặt. Nước Phi Hào sao? Tiêu Chính Văn nhíu mày, nói, bọn chúng tới đây làm gì? Mối thù trăm năm trước, người của Hoa Quốc vẫn chưa từng quên đâu. Lại còn phái một thống soái quân đội đến đây. Dã tâm của sói, tâm địa bất chính mãi vẫn không bỏ. Thiên tử bật cười rồi nói, chẳng có cách nào, bọn chúng tự xưng là đế quốc Đại Linh. Lần này sứ đoàn tới thăm là vì muốn thiết lập quan hệ tốt đẹp với Hoa Quốc chúng ta. Nếu như chúng ta không đối đãi bằng lễ nghĩa, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không tốt trên phạm vi quốc tế. Cậu chỉ cần nhớ rõ, nếu đối phương kiêu ngạo, không lễ phép, thì chúng ta cũng không cần phải nể mặt làm gì. Phải để cho đám lang sói đó biết rằng Hoa Quốc không dễ bắt nạt đâu. Chương 1010, Thiên tử bệnh nặng, Hoa Quốc lâm nguy. Tiêu Chính Văn gật đầu nói, tôi hiểu rồi. Thiên tử tiếp lời, à mà, cậu suy nghĩ thế nào về chiến khu Bắc Lương? Tiêu Chính Văn ngẫm nghĩ rồi nói, tôi chuẩn bị giao nó cho Liễu Thanh. Liễu Thanh ư, nghe thấy vậy, thiên tử khẽ nhíu mày, nói, như vậy có nhanh quá không? Cậu nên lập chức phó soái, rồi từ từ chỉ dạy thêm cho cậu ta cũng là một nhân tài có thể bồi dưỡng đấy. Vâng, Tiêu Chính Văn đáp lại. Sau đó, anh rời khỏi Đài Ngọc Long. Sau khi Tiêu Chính Văn rời đi, thiên tử đứng ở Đài Ngọc Long, ngắm nhìn phong cảnh ở phía xa. Ông Long từ đằng sau bước tới, nói thiên tử, gió lớn rồi, thiên tử nên vào trong nghỉ ngơi, kẻo lại nhiễm phong hàn. Thiên tử ho khan vài tiếng, gật đầu, rồi xoay người đi ngang qua trước mặt ông Long. Nhưng thiên tử đột nhiên dừng lại, quay mặt nhìn về phía ông Long, rồi nói, ông Long, ông nói xem. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, liệu Võ Thần Tông có biết hay không? Sau câu nói đó, bầu trời đột nhiên trở nên tối sầm lại. Một tiếng sét rạch ngang bầu trời, đánh một tiếng ầm, khiến cho người ta phải kinh hãi. Ông Long vội khom lưng, cả người run bần bật, ông ta quỳ rạp trên mặt đất rồi nói, thiên tử. Thuộc hạ vẫn luôn trung thành với thiên tử. Vậy sao? Thiên tử bật cười, rồi sải bước đi về phía trước. Chỉ bỏ lại một câu, hy vọng sự thật giống như ông Long đã nói. Sau khi thiên tử rời đi, ông Long mới run rẩy đứng lên, trên trán đã mướt mồ hôi lạnh. Thiên tử đã bắt đầu nghi ngờ ông ta. Sắc mặt ông Long rất khó coi, nhưng vẫn nhanh chóng đuổi kịp thiên tử. Sau khi trở lại biệt thự, Tiêu Chính Văn lấy kim long lệnh ra, anh nhìn lướt qua nó với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Thiên tử đang trăng trối. Có vẻ như Hoa Quốc sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Nghĩ vậy, Tiêu Chính Văn lập tức gọi điện thoại cho Long Ngao. Long Ngao, cậu hãy bí mật sắp xếp cho những người của Điện Thần Long về nước. Chờ lệnh của tôi bất cứ lúc nào. Vâng, thưa Long Vương. Đầu dây bên kia, Long Ngao đáp lời, sau đó vội vàng truyền đạt mệnh lệnh này đến trụ sở chính Điện Thần Long. Ba ngày sau, Điện Thần Long, ngoại trừ những nhân viên canh giữ các căn cứ trên khắp thế giới, những người còn lại hầu như đều bí mật trở về nước. Một cơn bão đang sắp ập đến. Tiêu Chính Văn không thể không chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Cùng lúc này, anh cũng nhận được cuộc gọi từ ông Tần của Long Các. Tiêu Chính Văn, là tôi đây, Tần Hán Quốc nói với giọng nặng nề. Ông Tần, có chuyện gì mà ông sốt ruột gọi điện thoại cho tôi như vậy? Tiêu Chính Văn cau mày hỏi. Tần Hán Quốc nói, thiên tử lâm bệnh nặng. Đã mấy ngày nay không ra khỏi thiên tử các. Chiến khu Long Kinh đã bí mật huy động 100.000 cấm vệ quân canh gác ở các cửa biên giới của Long Kinh. Ngoài ra, 10.000 lính ngự lâm quân và 3.000 hắc long kỵ cũng đã được bí mật điều động canh gác ở gần thiên tử các. Thiên tử lâm bệnh nặng, nhanh như vậy sao? Nghe xong, Tiêu Chính Văn cau chặt hàng lông mày. Mới 3 ngày trôi qua kể từ lần trước anh gặp mặt thiên tử. Không ngờ, trong 3 ngày này, tình trạng sức khỏe của thiên tử đã trở nên tồi tệ như vậy. Tình hình cụ thể thế nào, chúng tôi cũng không rõ. Mấy ngày nay, thiên tử các đều bị giới nghiêm. Nếu thiên tử không cho truyền, thì không ai được phép vào gặp. Ngay cả tứ lão long các chúng tôi muốn gặp mặt thiên tử một lần cũng vô cùng khó khăn. Tần Hán Quốc nói với vẻ lo lắng, trong mắt ông ấy hiện lên rất nhiều suy đoán. Ông ấy nói, Tiêu Chính Văn. Chúng tôi lo rằng bục cao của Hoa Quốc sắp có một sự thay đổi to lớn, vì vậy cậu phải chuẩn bị trước. Mấy ngày nay,
việc điều động một cách rầm rộ nhân sự ở các chiến khu khác nhau đã vượt quá phạm vi quản lý của chúng tôi rồi. Nghe vậy, sắc mặt của Tiêu Chính Văn trở nên u ám. Việc điều động một cách rầm rộ nhân sự ở các chiến khu khác nhau không phải là một điểm tốt. Việc này tương đương với việc thay binh đổi tướng, mưu đồ đại sự. Tôi biết rồi, ông Tần, phía Bắc Lương bên này ông hãy yên tâm. Một khi Long Kinh gặp nguy hiểm, tôi sẽ dẫn quân đến chi viện, Tiêu Chính Văn nói. Ông Tần thở dài nói, chúng tôi không lo lắng về chuyện này. Điều chúng tôi lo lắng là đến lúc đó ngay cả quyền chỉ huy Bắc Lương của cậu cũng không còn. Bây giờ, thiên tử đang ở trong thiên tử các, đã 3 ngày liên tiếp không họp rồi. Tất cả mọi việc đều do nội các vừa mới thành lập 3 ngày trước xử lý. Nội các ư? Tiêu Chính Văn cau mày, sắc mặt anh trở nên u ám. Vừa thành lập 3 ngày trước ư? Ai là người đứng đầu? Tiêu Chính Văn hỏi dồn. Tần Hán Quốc nói, là ông Long. Ông Long ư? Nghe thấy cái tên này, Tiêu Chính Văn hít sâu một hơi. Chuyện này có liên quan đến Võ Thần Tông sao? Dược sư hoàng của Dược Vương Cốc đâu? Không phải ông ta được mệnh danh là đệ nhất thần y của Hoa Quốc sao? Tiêu Chính Văn lại hỏi. Tần Hán Quốc vội đáp, đây cũng chính là chuyện chúng tôi định nói. Mấy ngày nay Dược Sư Hoàng luôn ở bên theo dõi bệnh tình của thiên tử, nhưng bệnh tình của thiên tử vẫn càng ngày càng xấu đi. Hôm qua, tôi và ông Giang đã gặp Dược Sư Hoàng, ông ta mơ hồ nói cho chúng tôi biết, thiên tử đã đến thời điểm dầu hết đèn tàn, đã đến số. Ông ta bảo chúng tôi hãy chuẩn bị sớm. Hơn nữa, ông ta còn cho biết, mấy ngày nay, ông Long vẫn luôn ở bên cạnh thiên tử, tất cả mọi chuyện đều do ông Long đứng ra xử lý. Những lời ông ta nói, các ông tin được mấy phần, Tiêu Chính Văn hỏi. Tần Hán Quốc đáp lời, con người Dược Sư Hoàng này đáng tin. Đối mặt với đại nghĩa dân tộc, ông ta sẽ không làm ra những chuyện trái với lẽ thường. Hơn nữa, ông ta và thiên tử là bạn cũ, ông ta có thể cho chúng tôi biết nhiều điều như vậy. Đủ để thấy rằng thiên tử không còn sống được bao lâu nữa rồi. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn liên tục hít sâu, anh không ngừng đi tới đi lui trong biệt thự. Ông Tần, bây giờ các ông định làm thế nào? Tiêu Chính Văn hỏi. Ngay khi Tần Hán Quốc đang định lên tiếng, Giang Vạn Long ở đầu bên kia cầm lấy điện thoại di động rồi nói, Tiêu Chính Văn. Bây giờ tôi ra lệnh cho cậu, 200.000 quân phá long của chiến khu Bắc Lương đợi lệnh tại chỗ. Làm tốt công tác chuẩn bị đối phó với những trường hợp khẩn cấp. Chúng tôi cũng đã cố gắng liên hệ những chiến khu khác rồi, nhưng chỉ có chiến khu Đông Nguyên của Từ Kiêu Long và chiến khu Nam Lĩnh của Hắc Long là đồng ý phối hợp tất cả mọi hành động của chúng ta. Những chiến khu còn lại, đến bây giờ vẫn chưa có hồi âm. Sau khi nghe câu này của Giang Vạn Long, Tiêu Chính Văn đã cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình hình. Xem ra sóng gió sắp ập đến thật rồi. Đây chính là điểm báo cho sự thay đổi lớn của ngôi vị cao nhất. Ông Giang, bây giờ ông nghĩ như thế nào? Tiêu Chính Văn hỏi. Giang Vạn Long trả lời, bí mật chuẩn bị, án binh bất động, một khi hành động thì nhất định phải thắng, ngăn chặn tất cả đám tôm tép kia. Quyết bảo vệ nền tảng của Hoa Quốc chúng ta. Kẻ chủ mưu ở phía sau lần này có thế lực rất lớn. Bọn chúng có thể khống chế thiên tử các chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, chúng ta nhất định không thể coi thường. Tiêu Chính Văn im lặng, anh do dự hồi lâu mới hỏi, ông Giang, ông cho rằng kẻ đó là ai? Võ Thần Tông. Giang Vạn Long gần như không cần suy nghĩ mà nói thẳng ra 3 chữ này. Quả nhiên là bọn chúng. Tiêu Chính Văn ngay lập tức hiểu ra. Võ Thần Tông muốn thay đổi triều đại. Bọn chúng muốn tạo ra một huyền thoại khác về thiên tử của Võ Thần Tông để củng cố vị trí của Võ Thần Tông ở Hoa Quốc. Tôi hiểu rồi. Tiêu Chính Văn nói xong, đang chuẩn bị cúp máy thì Giang Vạn Long đã nói, ngoài ra, chuyến thăm lần này của sứ đoàn Vi Hào cũng là chiêu trò của Võ Thần Tông. Odea Seriu, một trong những thống soái quân đội của nước Vi Hào, dẫn đầu sứ đoàn viếng thăm Hoa Quốc. Ông ta và Võ Thí Thiên Tông chủ của Võ Thần Tông có mối quan hệ khá thân thiết. Vì vậy, lần này cậu thay mặt Hoa Quốc tiếp đón sứ đoàn, nhất định phải nâng cao uy tín của đất nước chúng ta. Nếu đám người này không biết tốt xấu, làm ra những hành động thái quá thì cậu hãy thẳng tay giết gà để dọa khỉ. Chương 1011, nước Vi Hào nhỏ bé. Ông Giang, ông yên tâm, tôi biết phải làm thế nào. Tiêu Chính Văn nói, rồi cúp máy. Anh ngồi trong biệt thự, sắc mặt nặng nề.
thiên tử bệnh nặng, 100.000 cấm vệ quân ở Long Kinh được điều động. Các chiến khu lớn liên tục có hành động. Sau lưng nhất định có mưu đồ bí mật nào đó. Võ Thần Tông. Xem ra cuối cùng bọn chúng cũng lộ dã tâm xấu xa. Tiêu Chính Văn ngẫm nghĩ, rồi lập tức gọi điện thoại tới chiến khu Bắc Lương, ra lệnh, Long Nhất, thông báo cho toàn quân đội chuẩn bị ứng chiến. Súng không rời người, tất cả binh lính chiến đấu bắt buộc phải chỉnh trang chờ lệnh, nghe lệnh ra trận bất cứ lúc nào. Chủ soái, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, Long Nhất trong phòng chỉ huy của chiến khu Bắc Lương nghi ngờ hỏi. Thiên tử bệnh nặng, thiên tử các đã bị ông Long nắm giữ. Các chiến khu lớn liên tục điều binh, bản soái lo đã xảy ra chuyện lớn. Bắc Lương nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng các phương án đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Rõ, thưa chủ soái, tôi lập tức hạ lệnh ngay. Long Nhất cung kính đáp, sau đó cúp điện thoại, gấp rút đi hạ lệnh. Cùng lúc đó, chiến khu Đông Nguyên và chiến khu Nam Lĩnh cũng đã nhanh chóng hạ lệnh xuống chiến khu của mình. Thế cục cả Hoa Quốc căng thẳng, tình hình cấp bách. Tất cả đều tiến hành trong bí mật. Mà lúc này, trong đại điện của Tông Chủ Võ Thần Tông. Võ Thí Thiên ngồi trên ghế Tông Chủ, ông Long đứng ở bên cạnh, hơi cúi người, cung kính nói, Tông Chủ, gần đây Long Các có vài hành động bất thường. Chiến khu Bắc Lương, chiến khu Đông Nguyên và chiến khu Nam Lĩnh cũng đã bí mật điều binh. Tôi lo bọn họ sẽ cản trở kế hoạch của chúng ta, ông xem, có cần tôi cử người đi giải quyết chuyện này hay không? Võ Thí Thiên ngồi trên ghế đá, tay phải chống đầu, gõ nhẹ ngón trỏ tay trái lên tay ghế, nói, Long Các và Bắc Lương. Hừ, kẻ nào dám làm hỏng kế hoạch của tôi, bất kể là ai đều phải chết. Theo tôi thì sống, chống tôi thì chết. Võ Thần Tông là võ tông đứng đầu Hoa Quốc, thiên tử bệnh nặng, tình hình quốc tế nghiêm trọng như vậy, nền móng quân đội không vững chắc, đáng lẽ phải do Võ Thần Tông ra mặt quản lý việc nước mới đúng. Vâng vâng vâng, Tông Chủ nói chí phải. Sở dĩ Hoa Quốc phát triển tốt như vậy, hoàn toàn không thể chối bỏ vai trò của Võ Thần Tông. Dù sao Võ Thần Tông chúng ta cũng từng có người ngồi lên vị trí thiên tử. Vì thế, việc quản lý việc nước đương nhiên là danh chính ngôn thuận. Ông Long phụ họa theo. Trong mắt Võ Thí Thiên lóe lên tia sáng, nói, mấy ngày này thiên tử thế nào? Ông Long vội vàng nói, vẫn ổn ạ, có dược sư Hoàng chẩn đoán và chữa trị cho thiên tử, chúng tôi vẫn không tiện ra tay. Võ Thí Thiên gật đầu, hỏi tiếp, lần trước trên đài Ngọc Long, thiên tử và Tiêu Chính Văn gặp nhau, đã nói những gì? Tông chủ, chuyện này tôi đang muốn báo cáo với ông. Hình như thiên tử đưa Kim Long lệnh của Đại Nguyên Soái cho Tiêu Chính Văn. Ông Long nói, trong mắt hiện lên vẻ hơi lo lắng. Kim Long lệnh. Võ Thí Thiên nghe xong liền sa sầm mặt mày, khí thế trên người đột nhiên bừng lên. Hừ, lão già kia mưu tính sâu xa. Hóa ra đã bắt đầu sắp đặt từ lâu rồi. Nếu đã như vậy, thì đừng trách bản tông chủ có lòng dạ độc ác. Võ Thí Thiên lạnh lùng nói, sát khí trên người tỏa ra bốn phía. Ông Long cũng bị chấn động bởi sát khí trên người của Võ Thí Thiên mà run rẩy cả người. Tông chủ, cần thuộc hạ làm gì không? Ông Long vội hỏi. Võ Thí Thiên phủi tay, nói, không cần, yên lặng quan sát từng thay đổi. Bây giờ... Thiên tử các đã nằm trong tay chúng ta, nếu có thể khống chế được Hoa Quốc mà không cần điều động binh lính, vậy thì còn gì bằng. Nếu như đám người Tiêu Chính Văn và Long Các vẫn muốn đối phó với bản tông chủ, vậy đừng trách bản tông chủ xuống đao giết người. Tôi hiểu ạ. Ông Long trả lời, sau đó yên lặng rời khỏi đại điện. Bên phía Tiêu Chính Văn. Ngày hôm sau, sứ đoàn Vi Hào tới Hoa Hạ, Tiêu Chính Văn ngồi máy bay chuyên dụng rời khỏi Giang Trung để tới Long Kinh. Trên sân bay quốc tế Long Kinh, Tiêu Chính Văn mặc quân phục, dẫn theo 3.000 quân Phá Long đợi ở đó. Lúc này, một chiếc máy bay chuyên dụng đáp xuống, cửa khoang mở ra, mười mấy người cả nam và nữ mặc bộ đồ truyền thống, đi đôi guốc mộc, bước xuống từ trên máy bay. Người đàn ông trung niên đứng đầu có rìa mép, mặc chiếc áo truyền thống màu đen, đi guốc mộc, sắc mặt nặng nề, trên eo còn dắt thêm một thanh kiếm. Sau lưng ông ta còn có 6 võ sĩ mặc đồ màu đen. Bọn chúng đều là võ sĩ tinh anh của chiến khu Vi Hào. Tiêu Chính Văn chỉ cần liếc qua là có thể nhận ra, 6 tên võ sĩ này có thực lực thấp nhất là cường giả cảnh giới chủ soái. Xem ra,
người tới không phải dạng tốt lành gì. Lúc này, người đàn ông trung niên đó đã đi tới trước mặt đám người Tiêu Chính Văn, cực kỳ kiêu ngạo nhìn anh, nói cậu là vua Bắc Lương sao? Tiêu Chính Văn chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nhìn Odea Seril nói, đúng vậy. Hừ, không ngờ, Odea Seril lại khịt mũi, trách móc, mẹ kiếp, ở đế quốc Đại Linh, nghi thức tiếp đón này của các cậu được coi là cực kỳ không tôn trọng chúng tôi. Ai cũng nói Hoa Quốc là đất nước có nền văn hóa 5.000 năm. Coi trọng nhất chính là lễ nghi và lễ tiết, nhưng bây giờ xem ra Hoa Quốc cũng chỉ đến thế mà thôi. Các cậu đều là những kẻ vô văn hóa đáng chết, chẳng có tí văn hóa nào cả. Bản tướng nhất định phải báo cáo cho Thiên Hoàng Bệ Hạ biết nghi thức tiếp đón không được tôn trọng ngày hôm nay. Nhưng, Tiêu Chính Văn lại cười khẩy, lạnh lùng nói, Odea Seril. Ông đừng quên đây là Hoa Quốc, không phải vi hào nhà ông. Đế quốc Đại Linh ư, ha ha, chẳng qua chỉ là vùng đất nhỏ bé. Một đám tặc tử hèn mọn mà cũng dám tự xưng là đế quốc Đại Linh. Các ông đừng quên cuộc chiến trăm năm về trước, người Hoa Quốc chúng tôi cũng sẽ không bao giờ quên. Hôm nay, bản soái đích thân tới đón ông đã là tôn trọng các ông lắm rồi. Nếu các ông cảm thấy lễ tiết có vấn đề, vậy mời về, cút lên máy bay của các ông, cút về vi hào. Ba câu nói đã làm chấn động cả sân bay. Khí thế trên người Tiêu Chính Văn bừng lên. Sắc mặt Odea Seril tối sầm lại, vô cùng tức giận, rút thanh kiếm trên lưng ra chỉ thẳng mặt Tiêu Chính Văn, gầm lên, mẹ kiếp. Tôi phải giết cậu. Nhưng, Tiêu Chính Văn giơ tay lên, hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm của đối phương. Leng keng, thanh kiếm gãy làm đôi. Tiêu Chính Văn ném lưỡi kiếm bị gãy ra, vèo vèo, găm thẳng dưới mặt đất để lại một vết tích đáng sợ. Ông Odea Seril, ở Hoa Quốc mà lại rút kiếm chỉ vào một vị chủ soái của chiến khu, theo luật pháp của Hoa Quốc, có thể coi như đang khiêu chiến quân sự với Hoa Quốc tôi. Hoa Quốc có lý do để bắt giam tất cả các ông. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, ánh mắt toát ra sát khí ngùn ngụt. Odea Seril nghe vậy thì run rẩy, vừa chuẩn bị rút kiếm lại, nhưng Tiêu Chính Văn đã rút khẩu súng trên eo chĩa thẳng vào ông ta. Bằng! Ngay sau đó, tiếng súng vang lên. Tất cả chết lặng. Sáu vệ sĩ cảnh giới chủ soái sau lưng Odea Seril xông lên, đứng vây quanh ông ta. Còn Odea Seril lúc này đang được bảo vệ không ngừng run sợ. Dưới mặt đất sau lưng ông ta là mấy viên đạn. Ông ta chỉ cảm thấy bên tai ong ong, không nghe thấy gì nữa. Vừa nãy, phát súng của Tiêu Chính Văn đã đi xẹt qua tai ông ta, nguồn nhiệt nóng hổi đó đã khiến ông ta nếm mùi của cái chết. Tiêu Chính Văn thản nhiên cất súng, nói, đây là lời cảnh cáo cho sự thất lễ khi nãy của ông. Ở Hoa Quốc, các ông không xứng với cái tên đế quốc Đại Linh. Càng không có tư cách nói sằng nói bậy với chủ soái của chiến khu. Nhớ lấy! Nếu còn có lần sau thì bản soái sẽ đích thân bắn chết ông. Chương 1012, trận thi đấu quân sự. Câu nói này của Tiêu Chính Văn thực sự khiến cho người ta phải kinh hãi. Odea Seril sợ đến mức choáng váng, phải một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Vẻ mặt ông ta đầy phiền muộn, nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang rời đi của Tiêu Chính Văn với đôi lông mày dữ tợn, ông ta hằn học nói, mẹ kiếp. Vua Bắc Lương chết tiệt. Dám coi thường đế quốc Đại Linh chúng ta. Sớm muộn sẽ có một ngày, đế quốc Đại Linh chúng ta trở thành người thống trị Hoa Quốc. Thưa ông Odea, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một hộ vệ đứng sau lưng Odea Seril thấp giọng hỏi. Sắc mặt Odea Seril trở nên u ám, ông ta nói, Hoa Quốc có một câu nói rằng, nhập gia tùy tục. Chúng ta đến đây là để làm việc lớn, tạm thời đừng nên xung đột với ông ta. Tuy nhiên, theo kế hoạch ban đầu, cậu hãy bí mật liên lạc với người đại diện của Võ Thần Tông. Vâng. Người hộ vệ khom lưng lễ phép đáp lại. Ngay sau đó, đám người Odea Seril được sắp xếp ở tại một khách sạn dành cho khách nước ngoài ở Long Kinh. Ở cửa khách sạn, một người đàn ông dáng vẻ như một sĩ quan lễ phép đứng trước mặt Tiêu Chính Văn, nói nhỏ chủ soái Tiêu, có cần chúng tôi bí mật giám sát theo dõi không? Tiêu Chính Văn gật đầu. Nói cẩn thận theo dõi mọi hành động của bọn chúng. Nếu bọn chúng có bất kỳ hành động bất thường nào thì phải lập tức báo cáo ngay cho tôi. Vâng, thưa chủ soái Tiêu. Sĩ quan đó đứng ra nghiêm chào. Trong căn phòng ở trên lầu, Odea Seril đứng trước cửa sổ sát đất,
nhìn theo Tiêu Chính Văn đã lên xe Jeep ở bên dưới bằng ánh mắt lạnh lùng và hung ác, nói, hừ. Lập tức hành động. Vừa dứt lời. Sau lưng Odea Seril, ba gã đàn ông vi hào đã thay trang phục của Hoa Quốc khom lưng lễ phép gật đầu với ông ta rồi bước ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, một người phụ nữ mặc đồ truyền thống, chân đi guốc gỗ bước tới phía sau Odea Seril, khom lưng nghiêng người nói, thưa ông Odea, ông có điện thoại. Odea Seril nhận cuộc gọi, vẻ không vui trên mặt từ từ biến thành một nụ cười nhạt, nói, ông Long, xin chào. Ông Odea, hoan nghênh ông đến thăm Hoa Quốc, không biết ông ở đó có quen không? Đầu dây bên kia, ông Long cười nhạt. Odea Seril nói, phải nói rằng Long Kinh xứng danh là một thành phố cổ với ngàn năm văn hiến, tôi rất thích một thành phố cổ kính như vậy. Ông Long, chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề đi. Lần này, chúng tôi muốn gặp tông chủ của võ thần tông của các ông. Ông Long cười nói, ông Odea, không cần phải vội, chúng tôi ắt có sắp xếp của riêng mình, ông chỉ cần yên lặng chờ đợi là được. Nghe vậy, sắc mặt Odea Seril tối sầm lại, nhưng bây giờ ông ta đang ở Hoa Quốc, cũng không có cách nào khác, đành phải mỉm cười rồi đáp, nếu đã vậy, thì chúng tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của ông Long. Dứt lời, ông ta ngắt điện thoại. Odea Seril chắp tay sau lưng, trong mắt ông ta lóe lên một tia sáng. Các người hãy lập tức liên hệ với mật thám và các thế lực của chúng ta ở Hoa Quốc. Mọi việc phải được thực hiện một cách bí mật, tuyệt đối không được để phía Hoa Quốc phát hiện ra hành động của chúng ta. Ông Long này muốn lợi dụng chúng ta, vậy tại sao chúng ta lại không lợi dụng bọn chung chứ? Khi nói những lời này, nụ cười trên mặt Odea Seril càng lúc càng nham hiểm. Đây vốn dĩ là một nước cờ lợi dụng lẫn nhau. Ngày hôm sau, khi Tiêu Chính Văn vừa mới lĩnh ngộ được kiến thức trong một mảnh giấy cũ của cuốn Thiên Sơn Thư Lục, thì một sĩ quan bước vào phòng và cúi chào, chủ soái Tiêu, có một trận thi đấu quân sự cần anh tham gia. Trận thi đấu quân sự ư? Tiêu Chính Văn cau mày, anh cũng vừa mới hay tin. Đó là một nhiệm vụ được gửi đến từ Thiên Tử Các, sứ đoàn vi hào vừa đến thăm ngày hôm qua đột nhiên đề xuất một trận thi đấu quân sự giao hữu với Hoa Quốc. Để mở rộng tầm ảnh hưởng, bên phía Thiên Tử Các đã mời thêm một số quốc gia khác cùng tham gia trận thi đấu quân sự. Bọn họ đã đi xuyên đêm hôm qua để kịp đến Hoa Quốc. Người sĩ quan đáp. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn liền nhíu mày, sắc mặt trên mặt càng lúc càng tối sầm lại. Thiên Tử Các đột nhiên phát động một trận thi đấu quân sự như vậy là có ý gì? Hơn nữa, còn mời thêm rất nhiều quốc gia cùng tham gia vào trận thi đấu quân sự ngay trong đêm. Xảy ra chuyện bất thường như vậy chắc chắn là có điều kỳ lạ nào đó. Được rồi, tôi hiểu rồi. Tiêu Chính Văn gật đầu đáp lại. Sau đó, anh lấy điện thoại di động ra rồi gọi ngay cho Long Ngao và nói, Long Ngao, cậu dẫn theo một số anh em theo dõi chặt chẽ những người tham gia trận thi đấu quân sự từ nhiều quốc gia khác nhau đã đổ xô đến Hoa Quốc vào đêm qua. Một khi phát hiện ra bọn chúng có điều gì bất thường, hãy bí mật bắt hết lại. Vâng, thưa Long Vương. Long Ngao đáp lời rồi lập tức bắt đầu thực thi mệnh lệnh. Buổi chiều, Tiêu Chính Văn đáp máy bay chuyên dụng đến nơi diễn ra trận thi đấu quân sự. Nơi này là một hòn đảo nhỏ trên biển, cách Long Kinh hơn 400 km. Hòn đảo này có tên là đảo Quan Quỳnh. Vừa vào đảo, Tiêu Chính Văn đã nhíu chặt lông mày, anh cảm thấy mọi thứ hơi khác thường. Anh có cảm giác như thể mình đang bị cô lập. Có rất nhiều binh lính ở đây và cờ của hơn 30 quốc gia đang được cắm trên đảo. Lễ khai mạc sẽ được tổ chức ngay trong ngày, sau đó sẽ tiến hành bốc thăm để chọn ra các nhóm và đối thủ. Sau 6 trận đấu tay đôi, cuối cùng sẽ chọn ra những đội chiến thắng với xếp hạng cao nhất. Những người tham gia thi đấu đến từ nhiều quốc gia khác nhau đã đi theo người phụ trách hiện trường đến hội trường. Sau lượt bốc thăm đầu tiên, không ngờ ngay trong phân nhóm của lượt thứ nhất, đội thi đấu của Hoa Quốc đã gặp ngay đối thủ trước đây của mình. Trong cùng một nhóm, những binh lính duy nhất có thể đối kháng với bọn họ chỉ có thể là những binh lính vi hào. Vừa bốc thăm xong, đội trưởng của đội thi đấu vi hào đã tìm đến với vẻ vô cùng hống hách. Ha ha, vua Bắc Lương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Không biết lần này cậu còn có thể kiêu ngạo thế nào được nữa. Người đến không phải ai khác. Chính là Odea Seril. Lúc này, ông ta nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn với vẻ mặt không mấy thiện cảm, rồi lạnh lùng nói, ngày mai là ngày thi đấu chính thức của chúng ta,
hơn nữa cuộc đấu ngày mai là chiến đấu tự do. Không biết liệu binh lính của Hoa Quốc các người rốt cuộc có thể chiến đấu được không? Chắc không phải lại là những kẻ yếu ớt trói gà không chặt đấy chứ? Ha ha ha! Odea Seril mặc sức cười lớn. Tiêu Chính Văn nhíu mày, lạnh lùng nói, binh lính của Hoa Quốc thế nào, không cần đám giặc như các người phải bận lòng. Ông chỉ cần biết rằng binh lính của Hoa Quốc có thể thua bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ thua các người. Ngược lại, chỉ cần gặp người vi hào thì sức chiến đấu của binh lính Hoa Quốc chúng tôi sẽ tăng lên gấp 10 lần. Nếu không tin, thì hẹn gặp trong trận đấu. Đúng vậy, đánh chết bọn chó các người. Mẹ kiếp, cứ đợi đó, sớm muộn gì bọn tao cũng giết chết bọn mày. Ngay lập tức, những binh lính tham gia thi đấu của Hoa Quốc ở phía sau Tiêu Chính Văn cũng giống to. Sắc mặt của Odea Seril lập tức trở nên u ám và khó coi. Sự thù địch trong mắt 10 binh lính vi hào sau lưng ông ta cũng không thể che giấu được nữa. Các binh lính của chúng tôi muốn thi đấu giao hữu cùng các người, không biết các người có dám ra tay với chúng tôi hay không? Đột nhiên, Odea Seril vừa mỉm cười vừa nói. Ông ta đưa tay chạm vào bộ râu xoăn tít của mình, dường như đang âm thầm mưu đồ điều gì đó. Ngại quá, thi đấu đá cá nhân bị cấm trong cuộc thi. Nếu như bị phát hiện, sẽ bị phạt đình chỉ thi đấu. Đúng lúc này, Thiếu tướng Hồ Chí Hải sĩ quan đứng bên cạnh Tiêu Chính Văn, cũng dứt khoát từ chối lời đề nghị của đối phương. Lúc này, một binh lính đứng sau lưng Odea đột nhiên chửi rủa, tôi nghĩ các người không dám đấu với chúng tôi thì có. Dù sao thì ngày mai các người cũng sẽ bị chúng tôi loại bỏ, chỉ bằng hôm nay đầu hàng luôn cho xong. Đám binh lính Hoa Quốc rác rưởi các người đúng là một lũ nhát gan. Hắn vừa mắng, vừa bất ngờ xông đến trước mặt Thiếu tướng Hồ, rồi giơ chân đá về phía ngực Hồ Chí Hải. Hồ Chí Hải lùi ra đằng sau mấy bước, tránh được cú đá này. Cẩn thận! Thấy đối phương bất ngờ ra tay, 10 binh lính sau lưng Hồ Chí Hải liền xông lên đánh nhau loạn xạ với bọn chúng. Đặc biệt là một số binh lính giỏi đánh đấm ra tay hết sức quyết liệt, chẳng mấy chốc mà họ đã đánh những kẻ gây rối kia nằm gục trên mặt đất. Với chút thực lực như thế này mà cũng dám kiếm chuyện với chúng tôi sao? Đúng là một lũ rác rưởi, trở về tập luyện thêm 10 năm nữa đi. Đánh cho các người phải nhập viện luôn bây giờ. 10 binh lính bên phía Hồ Chí Hải cũng cảm thấy 10 đối thủ này thật sự là một đám rác rưởi. Nếu cho vào đội ngũ cấm vệ quân của Long Kinh, thì ngay cả lính tinh nhuệ, bọn chúng cũng không so sánh được. Với chút thực lực như thế này mà cũng dám kiếm chuyện sao? Lúc này, nhìn cả đám binh lính vi hào đang ngã rạp ở dưới đất, Tiêu Chính Văn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Chương 1013, một bạt tai. Anh đang định bảo bọn họ dừng tay nhưng đám người này đã rất kích động, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Sau nửa giờ đồng hồ, trọng tài phụ trách trận đấu đột nhiên gọi tên 10 tuyển thủ của Hồ Chí Hải. Không lâu sau, Hồ Chí Hải lén lút gọi điện thoại cho Tiêu Chính Văn, để anh ra mặt một chuyến. Tiêu rồi, chúng ta trúng kế rồi. Sau khi Hồ Chí Hải gặp Tiêu Chính Văn liền nói lớn. Xảy ra chuyện gì, Tiêu Chính Văn hỏi. Người bên vi hào không có chút đạo đức võ thuật nào, bọn chúng vừa cố ý tới gây chuyện, hơn nữa còn khiêu khích khiến người của chúng ta động tay động chân với bọn chúng, rồi trở mặt tố cáo binh lính của chúng ta đánh người. Vừa nãy, 10 người đi theo Odea Seril đều là những binh lính bình thường, không phải là tuyển thủ dự thi. Còn những người bên phía chúng ta vừa đánh lộn toàn bộ đều là tuyển thủ tham gia thi đấu. Trọng tài phía trên vừa quyết định, bên chúng ta có 5 người bị cấm thi đấu, mà 5 người này đều là những cao thủ đấu tay đôi của đội chúng ta. Hồ Chí Hải vừa tức giận vừa nôn nóng, không nhịn được đấm một phát lên tường. Trong số các tuyển thủ có đến 5 người không thể tham gia thi đấu, hơn nữa 5 người này đều là những cao thủ đấu tay đôi. Như vậy vào trận đấu ngày mai, bọn họ sẽ vô cùng bất lợi. Không còn cách nào khác, chủ soái Tiêu ngày mai chỉ có thể để anh ra trận. Nhất định phải kiên quyết đánh gục hết đám binh lính đáng chết bên vi hào. Kiên quyết dập tắt sự kiêu ngạo của bọn chúng. Hồ Chí Hải siết chặt nắm đấm, vừa tức giận vừa căm hận nói. Để tôi ra trận sao? Việc này không phù hợp với quy định dự thi mà nhỉ? Tiêu Chính Văn nhíu mày. Hồ Chí Hải lập tức nở nụ cười nịnh nọt. Đồng thời còn lấy ra điếu thuốc, đưa cho Tiêu Chính Văn. Chủ soái Tiêu, anh nghĩ mà xem,
thái độ kiêu ngạo của mấy người Vi Hào hôm nay, anh có chịu nổi không? Nếu để cho bọn chúng thắng, thì lỗ mũi của bọn chúng chắc phải vênh lên tận trời đấy. Hơn nữa, ở đây có mấy người biết được thân phận của anh chứ? Nghe lời Hồ Chí Hải nói, trong lòng Tiêu Văn Chính cũng thấy hợp lý. Nếu là đối thủ khác thì cũng kệ, đằng này lại là Vi Hào, đội tuyển có mối thù hận sâu nặng với bọn họ. Tiêu Chính Văn vuốt cằm phân tích, đây là cái bẫy mà bọn chúng đã tính toán tỉ mỉ, hơn nữa, trọng tài lần này phần lớn đều là người Mỹ quốc. Nhất định bọn chúng đã bàn bạc kỹ lưỡng từ trước, cố ý để cho 5 tuyển thủ của chúng ta bị cấm thi đấu, không triệt hạ hết toàn bộ người của chúng ta là muốn đánh bại chúng ta trong trận đấu, như vậy không chỉ có thể đả kích chúng ta, mà còn có thể củng cố sự tự tin của bọn chúng. Tiêu Chính Văn đã phân tích được mục đích của đối thủ, thật sự có thể nói là giết người không cần dao. 10 người đều động tay động chân nhưng chỉ có 5 người bị cấm thi đấu. Từ đó có thể thấy được dã tâm của đối phương. Bọn chúng không chỉ muốn đánh bại đội tuyển của Hoa Quốc trong trận đấu mà thậm chí còn muốn đả kích sự tự tin của đội tuyển Hoa Quốc. Vậy trước tiên cậu giúp tôi ghi tên vào danh sách đi, trận đấu tay đôi ngày mai, nếu quả thật cần tôi ra trận thì tôi sẽ bước ra. Cuối cùng Tiêu Chính Văn chỉ có thể hứa như vậy. Nghe thấy câu nói này, Hồ Chí Hải cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, vì trận đấu lần này, anh ta thật sự đã rất nhọc lòng. Buổi tối hôm đó, bên cạnh các tuyển thủ tham gia thi đấu ngồi trong phòng nghỉ, có 5 người vô cùng tức giận thu dọn hành lý của mình. Trong đó một người càng nghĩ càng tức, không nhịn được siết chặt tay đấm lên tường, có giọt nước rỉ ra từ khóe mắt. Mẹ kiếp, thật sự là quá ghê tởm. Vậy mà lại đưa chúng ta vào trong. Một người phẫn nộ chửi to. Chúng ta huấn luyện lâu như vậy, giờ thì phí công vô ích rồi. Uổng công bị đánh nhiều như vậy, uổng công nghe dạy nhiều như vậy. Còn chưa kịp thi đấu đã bị tuyên bố bị loại. Bọn họ hoàn toàn không thể nào chấp nhận nổi chuyện này. Đây tương đương với việc bọn họ còn chưa chính thức phát súng lên chiến đấu thì bộ tư lệnh phía sau đã lựa chọn giơ tay đầu hàng. Giống như 10 năm gian khổ học tập, đến ngày đi thi lại nhận được thông báo bị hủy bỏ tư cách dự thi. Hơn nữa việc này còn có người cố ý hãm hại. Nghĩ tới vẻ mặt đắc ý của Odea Seril ngày hôm nay, bọn họ lại tức giận siết chặt nắm đấm. Đúng vào lúc này, cửa phòng nghỉ mở ra, Tiêu Chính Văn xuất hiện trước mặt bọn họ. Xem ra, tâm trạng của các cậu không được tốt lắm. Trong giọng điệu của Tiêu Chính Văn còn mang theo nụ cười. Chủ soái Tiêu, là chủ soái Tiêu. Chủ soái Tiêu, tuyển thủ của Vi Hào quả thật quá ghê tởm, bây giờ mấy người chúng tôi đều bị cấm thi đấu rồi, hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Ông nội nhà nó chứ. Sau khi gặp Tiêu Chính Văn, tâm trạng uể oải ban nãy của bọn họ đều tan thành mây khói, bắt đầu kể khổ với anh. Tiêu Chính Văn phất tay, nói với bọn chúng quả thật vô cùng đáng hận, chính vì như vậy nên chúng ta nhất định phải lấy lại 100% tinh thần. Ngày mai, chúng ta không chỉ phải thắng bọn chúng mà còn phải đánh cho bọn chúng một trận tơi bời. Tiêu Chính Văn nói với những tuyển thủ dự thi. Nói thì dễ, nhưng bây giờ các thành viên chủ lực của chúng ta đều đã bị cấm thi đấu. Mấy người chúng tôi người có sở trường bắn súng, người thiên về các hoạt động thể lực, muốn thắng được đối thủ là việc vô cùng khó khăn. Một tuyển thủ trong đó lên tiếng với vẻ mặt ủ rũ. Vi Hào vốn có rất nhiều cao thủ giỏi võ karate và taekwondo, cho dù bọn chúng không sử dụng quỷ kế, thì đội Hoa Quốc cũng không chắc có thể thắng được đối thủ. Bây giờ, quân chủ lực tham gia thi đấu còn thiếu đến một nửa, muốn thắng được Vi Hào càng khó hơn. Tiêu Chính Văn cười khẩy, ánh mắt dần trở nên sắc bén, đồng thời trên người tỏa ra sát khí mãnh liệt. Nếu bọn chúng đã sử dụng thủ đoạn, vậy chúng ta đương nhiên cũng có thể, tôi sẽ ra trận cùng các cậu. Hơn nữa sẽ hoàn toàn đánh tan quân thủ dám làm nhục người lính của Hoa Quốc chúng ta. Tiêu Chính Văn siết chặt nắm đấm, giơ nắm đấm về phía 10 thành viên thi đấu. Chủ soái Tiêu, vậy mà tôi lại có thể cùng đội với chủ soái Tiêu, lại có thể cùng anh ra trận đánh địch. Ngay lập tức, tất cả những tuyển thủ tham gia thi đấu đều vô cùng xúc động, bọn họ cảm thấy bản thân hết sức vinh dự. Các tuyển thủ tham gia thi đấu đều kích động bước lên trước. Cũng đưa nắm đấm của mình ra, 11 nắm đấm cùng chụm lại một chỗ. Lúc này, sự kích động trong lòng bọn họ đã không thể hình dung được, đứng trước mặt mình chính là chủ soái hàng đầu của Hoa Quốc. Trận đấu lần này, Hoa Quốc tất thắng.
Buổi tối hôm đó, trong khu vực nghỉ ngơi của Vi Hào, Odea Seriu gọi điện thoại cho đoàn đại biểu Mễ Quốc, cũng chính là quan chỉ huy dẫn đội tới tham gia trận thi đấu lần này, Tư lệnh Marvin. Tư lệnh Marvin, tôi đã cấm thi đấu theo như kế hoạch của ông, trận đấu ngày mai, bọn chúng chắc chắn sẽ phải nhận thành tích thảm nhất, sớm rời khỏi cuộc thi. Odea Seriu cười không khác gì một con chó giữ nhà. Tốt, rất tốt, chỉ cần ông giúp diệt trừ những mối đe dọa khác, chúng tôi có thể giúp các ông lọt vào top 3, thậm chí sẽ nâng đỡ ông trở thành thống soái hàng đầu ở nước ông. Tư lệnh Marvin nói ở đầu dây bên kia. Nghe đến câu này, Odea Seriu kích động gần như muốn nhảy cẫng lên, vậy phải cảm ơn tư lệnh Marvin trước rồi. Trước cuộc thi, hai nước đã bắt tay nhau kết thành liên minh. Ngày hôm sau, trận thi đấu bắt đầu, hạng mục thi đấu của lượt thứ nhất là trận đấu tay đôi. Cho dù là quốc gia nào, điều được coi trọng nhất là tố chất tổng hợp của mỗi binh lính, mà cuộc thi để có thể nói lên tố chất tổng hợp rõ nhất chính là đấu tay đôi. Trận đấu tay đôi giữa các binh lính đặc chủng thì quy định lại càng đặc biệt hơn. Mặc dù quy định không cho phép sử dụng vũ khí, nhưng ngoại trừ điều ấy ra thì cũng không còn bất cứ hạn chế nào, thậm chí khi chiến đấu còn có thể đánh vào những chỗ hiểm. Chỉ khi hét lên xin đầu hàng, hoặc bị đánh đến mức mất đi ý thức không thể động đậy, hoặc bị đánh đến lúc mất đi khả năng chống trả mới bị phán là thất bại. Mãi đến gần trước khi trận thi đấu, Hồ Chí Hải cũng mới đi tìm 4 ứng cử viên có thành tích không tệ, tạm thời nói với họ về luật thi đấu. Trước khi trận đấu bắt đầu, Tiêu Chính Văn nhìn Odea Seriu đang đi về phía mình bằng ánh mắt sắc bén. Odea Seriu tới trước mặt Tiêu Chính Văn, thậm chí còn kiêu ngạo ngửa mặt lên trời cười lớn. Odea Seriu nói, nghe nói các cậu thiếu mất vài thành viên chủ lực, tôi thấy các cậu nên sớm từ bỏ quyền thi đấu mà quay về đi, mấy loại rác rưởi như vậy, ra trận cũng chỉ mất mặt mà thôi. Tiêu Chính Văn nghe xong, sắc mặt u ám, đưa tay giáng một bạt tai vào mặt Odea Seriu khiến ông ta đứng ngây người tại chỗ. Chương 1014, con át chủ bài. Cho dù ít đi một nhóm xuất sắc thì các ông cũng không phải là đối thủ của chúng tôi, đừng nghĩ bọn tôi không dám đánh trả. Quân nhân Hoa Quốc chưa từng sợ ai, nếu các ông còn dám khiêu khích nữa thì tôi sẽ bắn chết ông ngay. Tiêu Chính Văn giáng một bạt tai, thậm chí còn lấy súng ra chĩa vào đầu Odea Seriu. Các binh lính phía sau Odea Seriu bước đến định ra tay. Tiêu Chính Văn lại trợn mắt nhìn chúng nói, sao vậy? Các người cũng muốn bị cấm thi đấu à? Đừng kích động, lùi hết lại cho tôi. Nghe nói thế, Odea Seriu lập tức giơ tay ra ngăn các thành viên tham gia thi đấu phía sau mình, đồng thời cũng nở nụ cười lấy lòng. Hi hi, tôi xin lỗi. Chủ soái Tiêu, tôi xin lỗi cậu, vừa nãy là do tôi nói sai, lần sau tôi tuyệt đối sẽ không thế nữa. Nhìn khẩu súng đang chĩa vào đầu mình, Odea Seriu chỉ đành lên tiếng cầu xin tha. Mong cậu có thể rộng lượng tha thứ. Tiêu Chính Văn cất súng của mình lại, lúc này Odea Seriu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Tiêu Chính Văn bỗng rậm mạnh chân, lớn giọng hô, bằng. Odea Seriu còn tưởng Tiêu Chính Văn nổ súng với mình, ông ta khiếp sợ đến mức hai chân mềm nhũn ngã xuống đất, đáy quần ướt một mảng lớn. Thế mà ông ta lại bị tiếng hô vừa rồi dọa đến mức tè trong quần. Đại ca thật là khí phách, chỉ giẫm một cái thôi đã dọa người của đối phương tè trong quần. Đúng là sợ lắm rồi, như thế mà cũng đòi thắng bọn tôi à. Mất mặt quá, còn thi đấu gì nữa, đến bệnh viện chữa bệnh tuyến tiền liệt cho ổn trước đã. Mấy tuyển thủ tham gia đứng phía sau Tiêu Chính Văn không nhịn được cười nhạo Odea Seriu. Các người cứ đợi đó cho tôi, trận đấu hôm nay tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Odea Seriu xấu hổ được những người khác đỡ đứng dậy rồi vội vàng chạy ra khỏi hiện trường cuộc thi. Hồ Chí Hải cũng ngẩng đầu bật cười, trước đó Tiêu Chính Văn nói với anh ta phải có thái độ cứng rắn hơn với Odea Seriu thì mới có thể đối phó lại được đối phương. Đất nước Vi Hào này trước giờ vẫn luôn coi các cường giả là bậc tối thượng, chỉ cần anh thể hiện ra mình mạnh hơn anh ta thì đối phương sẽ không dám chọc vào anh, thậm chí còn kính trọng anh. Lúc này Hồ Chí Hải mới trải nghiệm được lợi ích của việc kiêu ngạo, đồng thời cũng cảm thán, thảo nào phong cách làm việc của Tiêu Chính Văn lại ngông cuồng, hóa ra còn có thể sảng khoái như thế. Không lâu sau, trận đấu vào buổi sáng bắt đầu.
Mặc dù Hoa Quốc và Vi Hào được xếp vào cùng một nhóm nhưng trong nhóm của họ có đến 10 quốc gia tham dự thi đấu. Ngoài Vi Hào thì các nước khác đều không tính là cường quốc, có nhiều nước không theo kịp trong việc đào tạo tố chất quân sự và lực lượng quân sự. Thậm chí hầu hết các đối thủ còn không theo kịp về dinh dưỡng. Các tuyển thủ tham gia thi đấu không chỉ không cao mà thậm chí cân nặng và vóc dáng cũng không đạt chuẩn. Mấy trận đấu đầu đa số đều là những trận quyền Anh truyền thống. Tuyển thủ thi đấu đầu tiên tên là Lục Hưng Quốc, anh ta có ưu thế trong lĩnh vực bảo trì thiết bị quân sự. Từ nhỏ đã có sức bền, có niềm đam mê với việc bảo trì thiết bị. Sau khi được huấn luyện và học hỏi cũng xem như là có thể chiến đấu tự do. Anh ta cao hơn 2 mét nhưng lại trông rất vạm vỡ, cường tráng, hơn nữa phản ứng lại cực nhanh nên tốc độ ra đòn cũng rất nhanh, các đối thủ bình thường không đánh lại anh ta, còn anh ta chỉ cần 2 đòn là có thể kết thúc trận đấu. Trận đấu được diễn ra theo hình thức luân phiên, một mình Lục Hưng Quốc có thể đánh bại 3-4 người, sau đó đổi người khác lên giải quyết những đối thủ còn lại. Buổi sáng trôi qua rất nhanh, họ đã đánh thắng được một vài nước nhỏ. Một số nước không có quân đội chính thức riêng mình, quốc phòng ở nước họ đều dùng tiền của người đứng đầu nhà nước tìm lính đánh thuê về để bảo vệ. Họ thường dễ dàng đè bẹp những quân đội như thế này. Trận đấu kéo dài đến buổi chiều, năm binh lính đã kiệt sức. Cả buổi sáng Lục Hưng Quốc đã thách đấu với hơn 10 đối thủ. Phải biết là một hiệp của trận đấu quyền Anh bình thường là 3 phút, 3 hiệp cộng lại có thể khiến một tay quyền Anh xuất sắc mệt nửa sống nửa chết rồi. Huống hồ còn là trận đấu liên tục kéo dài cả buổi sáng. Trong đó có thành viên tên Cố Nghị am hiểu về bắn súng, không giỏi đấu tay đôi, bị đối thủ đánh bị thương ở mắt, bây giờ còn đang chữa trị trong bệnh viện. Trong khi Cố Nghị đang đánh nhau với đối thủ đó lại sử dụng các chiêu ăn gian chọc vào mắt, đá vào hông anh ta. Mặc dù cuối cùng Cố Nghị cũng giành phần thắng áp đảo nhưng cũng bị thương nghiêm trọng. Các đồng đội khác cũng gặp phải đối thủ khó nhằn. Bình quân mỗi binh lính phải đấu với 5 người. Cả buổi sáng, toàn thân từ trên xuống dưới không phải là vết thương thì là kiệt sức, đều mệt đến mức không ăn nổi bữa trưa. Hồ Chí Hải đến phòng nghỉ ngơi xem tình trạng vết thương của họ, cảm thấy thế nào, còn tiếp tục được nữa không? Tất nhiên là được chứ, đã đánh xong vòng đầu rồi, dù có chết cũng phải tiếp tục. Cố Nghị khó khăn ngồi dậy từ trên giường bệnh, chân anh ta còn quấn một lớp băng gạc. Dù thế nào thì buổi chiều cũng phải dạy dỗ cho đám khốn nạn Vi Hào đó một trận, nếu không tôi thật không cam lòng. Một binh lính khác vừa nói vừa ngẩng đầu lên đổ nước vào miệng. Nước trào ra từ khóe miệng thậm chí ướt cả áo anh ta. Binh lính này tên là Trương Cương, là một trong số các thành viên tham gia thi đấu, là binh lính có thể lực tốt nhất. Mặc dù một mình anh ta đánh liên tiếp 7 người ở đội bạn, nhưng cũng mệt lả người. Vì trong đội của họ đã ít đi 5 người nên khi đấu với các đội khác đều rất mất sức. 10 người ở các đội khác thay phiên nhau lên đánh, còn họ chỉ có 5 người thay nhau, nói cách khác là một chọi hai. Hơn nữa cả buổi sáng họ đã đánh liên tiếp với 3 đội nên chẳng có nhiều thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Lục Hưng Quốc có sức bền khá, Cố Nghị am hiểu bắn súng và Trương Cương có sức chịu đựng tốt. Ngoài ra còn 2 người nữa là Tăng Tuấn Tài lên chiến thuật đánh và Yến Bạch tương đối đồng đều về mọi khả năng. 5 người này là tuyển thủ còn ở lại tham gia thi đấu, 4 người khác đều là các binh sĩ bình thường bị Hồ Chí Hải kéo đến cho đủ quân số. Họ chưa từng được trải qua huấn luyện đặc biệt cho bất kỳ trận đấu nào, lên sân cũng chỉ có thể bị đối phương đánh cho tơi tả. Mặc dù chúng ta đã đánh 3 trận, nhưng bên Vi Hào cũng đã đánh 3 trận, chúng ta vẫn còn cơ hội thắng. Hơn nữa mọi người đừng quên chúng ta còn con át chủ bài. Tăng Tuấn Tài suy tính một lát, cuối cùng viết 3 chữ Tiêu Chính Văn lên cuốn sách thiến thuật. Chủ soái Tiêu không có mặt ở trận đấu sáng nay, chỉ cần anh ấy chịu ra tay thì đám Vi Hào đó không có cơ hội phản đòn. Tăng Tuấn Tài nhìn đến 2 chữ trên đó. Những người khác vừa nghĩ đến Tiêu Chính Văn thì lại trở nên nhiệt huyết hơn. Chúng ta phải thể hiện thật tốt đừng để mất mặt trước mặt chủ soái hàng đầu Hoa Quốc. Phải đó, hơn nữa cũng cho các tuyển thủ bên Vi Hào biết ai mới là gà, đánh bại hết tất cả chúng. Nhìn tinh thần của các binh lính phấn chấn như thế, Hồ Chí Hải mới yên tâm rời đi. Không lâu sau đã đến buổi chiều, vốn dĩ bọn họ tưởng rằng đội Vi Hào đánh 3 trận xong cũng sẽ kiệt sức như họ. Không ngờ các đối thủ bên Vi Hào lại khỏe như hổ,
trên người không hề có vết thương hay vẻ mệt mỏi gì. Chương 1015, Tiêu Chính Văn lên sàn đấu. Tôi vừa nhận được tin tức, vốn dĩ hai nước quyết đấu với Vi Hào đã đầu hàng rồi, vì vậy buổi sáng bọn họ chỉ đấu một trận. Phụ tá của Hồ Chí Hải đi tới, nói nhỏ với bọn họ. Điều này cũng có nghĩa là đối phương gần như đã nghỉ ngơi cả ngày và tràn đầy sức lực. Còn những tuyển thủ tham gia thi đấu của Hoa Quốc sớm đã thương tích đầy mình, thể lực cũng cạn kiệt. Đây sẽ là một trận chiến khốc liệt. Một lúc sau, Lục Hưng Quốc còn quấn băng trên người, lại bước lên võ đài. Tiêu Chính Văn thấy vậy liền cau mày. Lúc này dưới khán đài, Odea Seryu nói với người trong đội rằng, bọn chúng đã kiệt sức rồi, trận này chúng ta nhất định sẽ thắng, nhưng chúng ta không chỉ cần thắng, mà còn phải thắng đẹp. Mọi người không được cho bọn chúng cơ hội đầu hàng, mà hãy giày vò bọn chúng, sỉ nhục bọn chúng, dẫm nát sự tôn nghiêm của bọn chúng. Để binh lính của bọn chúng thấy cái gọi là tinh nhuệ của bọn chúng không thể chống lại chúng ta, khiến bọn chúng phải mất mặt. Odea Seryu vẫn chưa quên cảnh bị Tiêu Chính Văn dọa sợ tè ra quần, chính vì điều này, ông ta càng muốn khiến Tiêu Chính Văn mất mặt. Tổng cộng có 3 ngày thi đấu. Nếu đội của Hoa Quốc không thể trụ nổi qua ngày đầu tiên thì có thể coi là tạo ra thành tích thấp nhất trong lịch sử. Như vậy thì cả Tiêu Chính Văn và Hoa Quốc sẽ bị các nước khác chế giễu. Yên tâm đi, tôi đã uống thuốc kích thích loại mới rồi, loại thuốc mới này có hiệu quả trong vòng một tiếng này cũng đủ để tôi đánh bọn chúng quỳ gục dưới đất. Một người cao lớn, mặc võ phục trong số đó đứng ra nói. Nakayama, nếu cậu đã có tự tin đến vậy thì cậu lên đầu tiên đi. Odea Seryu xác định võ sĩ tên Nakayama này sẽ là người lên võ đài đầu tiên. Bởi vì trận đấu này là so về chất lượng tổng thể. Vì vậy, không quan trọng dựa vào tập luyện hay tiêm thuốc để có được sức mạnh thể chất tốt. Trong trận đấu tự do này, cho dù là dùng thuốc kích thích hay thuốc tê thì đều không vi phạm quy tắc. Ngay cả Lục Hưng Quốc trước khi ra sân cũng phải có một vị bác sĩ quân y tiêm cho anh ta một mũi thuốc tê, sau khi tiêm xong, cảm giác đau đớn sẽ giảm bớt, điều này giúp nâng cao năng lực phản kháng. Nào, chúng ta quyết đấu một trận. Lục Hưng Quốc hét lớn, đi lên võ đài. Tiêu Chính Văn đứng dưới võ đài, theo dõi trận đấu của bọn họ. Đầu tiên trọng tài bước lên giới thiệu họ tên của cả hai, sau đó tuyên bố bắt đầu trận đấu. Vừa bắt đầu, Nakayama đã tung ra những cú đấm đá cực kỳ mạnh mẽ. Hai tay hai chân phối hợp, không ngừng sử dụng phương pháp tấn công, khí thể áp đảo, liên tục tấn công Lục Hưng Quốc. Lục Hưng Quốc cũng không ngờ rằng đối phương không chỉ có sức mạnh ngang mình, mà còn phản ứng nhanh hơn mình rất nhiều. Vừa đỡ được đòn phía dưới, đầu đã bị đối phương đá mạnh, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Cuối cùng Lục Hưng Quốc chỉ có thể chuyển sang phòng thủ bị động. Tuy nhiên, đòn tấn công của Nakayama như cơn lũ không thể ngăn cản, nhiều lần phá vỡ được sự phòng thủ của Lục Hưng Quốc, hung hăng đấm vào trán, khiến Lục Hưng Quốc phun ra máu. Nếu không chịu đựng được nữa thì chúng ta đầu hàng đi, không cần chống cự đến chết đâu. Hồ Chí Hải lo lắng hét lên từ dưới khán đài. Không được, những người khác vẫn chưa nghỉ ngơi đủ, hơn nữa người này đã tiêm thuốc, tôi càng chống cự được lâu thì càng có lợi cho người của chúng ta. Lúc này, Lục Hưng Quốc đã bị đánh hộc máu mồm, nhưng anh ta vẫn bò dậy từ mặt đất hết lần này đến lần khác. Nhìn thấy Lục Hưng Quốc bị đánh bầm dập sưng vù mặt mũi, Tiêu Chính Văn cũng hơi căng thẳng. Bọn họ thật quá đáng, binh lính kia đã không còn sức để chống cự rồi, sao bọn họ vẫn không ngừng ra tay thế? Thấy sự kiên trì của người binh lính này, không ít nhân viên công tác nữ không nhịn được rơi nước mắt. Anh ta không thể đầu hàng. Bởi vì anh ta muốn đem lại vinh quang cho đất nước. Tiêu Chính Văn nhìn anh ta, với vẻ tôn trọng. Nhưng Nakayama lại một lần nữa tung cú đấm vào bụng Lục Hưng Quốc, cú đấm này rất mạnh, khiến Lục Hưng Quốc ngất xỉu, bị khiêng xuống sàn đấu. Bởi vì lính đặc chủng đã trải qua huấn luyện vẫn đang nghỉ ngơi, những binh lính chưa được huấn luyện chỉ có thể tạm thời lên thay thế. Bọn họ không thể chịu đựng được hai chiêu của Nakayama, đã bị đánh gục trên mặt đất. Chỉ có thể tuyên bố đầu hàng. Lúc này, Nakayama đã đánh gục được 5 đối thủ, nhưng vẫn cảm thấy sức khỏe dồi dào, máu trong người không ngừng sôi sục, không hề cảm thấy mệt mỏi. Thật quá yếu ớt, lẽ nào không có đối thủ tương sức sao? Lẽ nào binh lính Hoa Quốc các người đều là rác rưởi à?
Nakayama đá mạnh vào người Yến Bạch đang nằm trên mặt đất, sau đó giẫm mạnh lên tay anh ta. Nakayama nặng gần 100 cân, cộng thêm sức mạnh của chân, giẫm lên tay của Yến Bạch, khiến anh ta có thể nghe thấy tiếng xương bàn tay của mình gãy nát. Yến Bạch chỉ kêu lên đau đớn, cố gắng đẩy chân đối phương ra, nhưng anh ta đã không còn nhiều sức lực nữa. Kẻ địch trước mắt không chỉ có thể trạng tốt hơn anh ta, mà còn rất mạnh, anh ta đã cố gắng hết sức rồi. Những trận đấu liên tiếp đã khiến anh ta kiệt sức, những vết thương trên người khiến anh ta không thể động đậy, thậm chí không còn sức để bò dậy khỏi mặt đất. Nhưng Nakayama trước mắt vẫn hừng hực khí thế. Năm người lên rồi mà chưa một ai có thể đánh bại tôi. Có vẻ như binh lính Hoa Quốc các người chỉ hợp bị giẫm đạp dưới chân tôi thôi. Nakayama đứng trên võ đài cười lớn. Những binh lính khác dưới khán đài nắm chặt tay giận dữ khi nhìn thấy cảnh tượng này, không thể không lao lên cứu đồng đội của mình xuống. Lúc này, Tiêu Chính Văn hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Đó là sự tình tĩnh trước cơn bão, trong mắt anh nổi lên sự chết chóc. Sau đó, anh chậm rãi đi về phía võ đài. Tiêu Chính Văn đi đến trước võ đài, nói với Yến Bạch, đầu hàng đi, tôi lên thay. Lại một tên nữa tự tìm đường chết. Nakayama đứng trên võ đài nghe thấy vậy liền đá Yến Bạch xuống khỏi võ đài. Yến Bạch cố gắng đứng dậy nhưng lại ngã xuống. Anh ta quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn, nói, tên này uống thuốc rồi, vô cùng hung ác, chủ soái Tiêu, anh phải cẩn thận. Yên tâm đi, cứ giao cho tôi. Không ai có thể xúc phạm Hoa Quốc, xúc phạm binh lính Hoa Quốc, đặc biệt là Vi Hào, bọn chúng không xứng. Sau khi nói xong câu này, Tiêu Chính Văn liền đứng lên nói với trọng tài, võ sĩ Yến Bạch của chúng tôi đã tuyên bố đầu hàng rồi, bây giờ tôi sẽ lên sàn. Trọng tài nhìn thấy Tiêu Chính Văn bước từ trong đám người xem ra, cứ nghĩ rằng anh chưa đăng ký thông tin, nhưng sau khi kiểm tra, lại phát hiện người đàn ông ăn mặc thoải mái trước mắt thực sự là một trong những võ sĩ tham gia thi đấu. Lúc này, Tiêu Chính Văn mặc một bộ quần áo giản dị, lúc lên sàn đấu còn cầm điếu thuốc. Khi trọng tài thông báo không được hút thuốc trong trận đấu, anh mới rầu rĩ dập tắt điếu thuốc, sau đó nút hai tay vào túi quần. Người này là ai vậy? Sao tôi chưa từng gặp anh ta, trông lạ quá. Tôi không có ấn tượng gì về anh ta cả, nhưng hình dáng của anh ta lại hơi quen mắt, tôi nhất thời cũng không nghĩ ra là ai. Đúng vậy, trông rất quen mắt nhưng khuôn mặt lại không có chút ấn tượng nào, lẽ nào thật sự nhớ nhầm sao? Nhìn cách ăn mặc của anh ta kìa. Anh ta thật sự đến để thi đấu à? Rất nhiều người bắt đầu bày tỏ ý kiến. Tiếp theo là binh lính Hoa Quốc Tiêu Chính Văn, đấu với quân phòng vệ Vi Hào Nakayama. Chuẩn bị, bắt đầu. Trọng tài vừa ra hiệu lệnh, cả hai liền bắt đầu chiến đấu. Chương 1016, quỳ xuống xin lỗi Hoa Quốc. Ngay từ đầu, Nakayama đã bày ra tư thế chiến đấu. Nhưng Tiêu Chính Văn vẫn nút hai tay vào túi quần với dáng vẻ hết sức lười biếng. Anh thậm chí còn nhả ra một vòng khói thuốc. Chẳng lẽ Hoa Quốc bọn mày không còn ai khác hay sao mà lại cử một người như mày lên võ đài? Xem ra bọn mày cũng thảm quá nhỉ? Nakayama nhìn bộ dạng không chút phòng bị của Tiêu Chính Văn, không nhịn được bèn trêu chọc. Đối phó với đám tôm tép như mày, một mình tao là đủ. Mau ra tay đi, đừng lãng phí thời gian của tao nữa. Tiêu Chính Văn thậm chí không thèm ngẩng đầu lên, anh chỉ vặn cổ để thả lỏng các khớp xương của mình. Mày sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình, tao sẽ bóp nát từng khúc xương của mày. Để xem mày có còn dám to mồm nữa không? Nakayama liếc sang, ánh mắt hắn dừng lại ở rất nhiều góc trên cơ thể Tiêu Chính Văn. Hắn nhìn ra được một đống điểm sơ hở của Tiêu Chính Văn, cho dù hắn tấn công vào điểm nào, Tiêu Chính Văn cũng sẽ bị đánh bại chỉ với một đòn của hắn. Sau đó, hắn sải bước xông tới trước mặt Tiêu Chính Văn. Với một khí thế vô cùng mạnh mẽ, hắn tung một cú đấm về phía trước mặt Tiêu Chính Văn. Cú đấm này mang theo tiếng gió vù vù, hơn nữa, lực đấm còn vừa nặng vừa mạnh. Nếu một đấm này mà đấm vào một người bình thường, người đó chắc chắn sẽ lập tức hôn mê bất tỉnh. Ngay cả khi một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp, nếu phải hứng chọn một cú đấm này, đầu óc của anh ta cũng sẽ trở nên choáng váng. Đối mặt với cú đấm cực kỳ kinh khủng này, vẻ mặt của mọi người đều biến sắc. Ngay cả năm binh lính đã từng huấn luyện chiến đấu với Tiêu Chính Văn cũng không khỏi nín thở khi chứng kiến cú đấm kinh người này. Tuy nhiên,
họ chỉ thấy Tiêu Chính Văn nhẹ nhàng ngả người về phía sau, nắm đấm đó lao đến trước mặt anh, nhưng trước sau vẫn không thể chạm vào anh. Tiêu Chính Văn đã tránh cú đấm đó bằng cách luôn duy trì một khoảng cách nhất định với khuôn mặt của mình. Móc vàng treo ngược. Sau đó Tiêu Chính Văn bật người dậy, rồi nhấc chân dẫm lên đầu gối của Nakayama trước, đồng thời cơ thể của anh cũng nhảy lên trên, chân còn lại nhấc lên rồi đập mạnh đầu gối vào mặt của Nakayama. Đây là đòn phản công giáng long phục hổ quyền, Tiêu Chính Văn sử dụng nó trên võ đài, thực hiện thành công một pha né đòn phản công, đồng thời cũng đánh trúng điểm yếu của đối phương. Sau màn tiếp xúc giữa khuôn mặt của Nakayama và đầu gối của Tiêu Chính Văn, cả người Nakayama ngã ngửa ra sau, máu tươi phụt ra từ mũi và miệng hắn, cùng với đó là rất nhiều chiếc răng cũng bị gãy. Bùm! Nakayama ngã xuống đất. Lúc này hiện trường cuộc thi đấu ban đầu là im ắng, sau đó là những tiếng reo hò nồng nhiệt. Đỉnh thật đấy! Chiêu thức này thật kinh khủng, đã đánh gục hắn chỉ bằng một đòn duy nhất. Đẹp trai quá đi, để xem tên kia còn dám to mồm nữa không? Vào lúc này, tinh thần binh sĩ của Hoa Quốc được nâng lên rất nhiều, tất cả mọi người đều không khỏi hoan hô. Ngay cả đám người Hồ Chí Hải ở dưới khán đài cũng điên cuồng vỗ tay cổ vũ cho Tiêu Chính Văn. Nakayama vừa nãy còn không coi ai ra gì, lúc này đang ngã lăn ở dưới đất. Hắn giãy giụa muốn gượng dậy, vết máu trên mặt vừa dùng áo lau đi lại lập tức chảy ra. Còn Tiêu Chính Văn vẫn đút hai tay vào túi quần như cũ, dường như vẫn chưa bắt đầu nghiêm túc, thậm chí anh còn không tiếp tục đánh Nakayama đang ngã dưới đất. Sao thế? Không phải mày vừa nói là sẽ đánh gục tất cả bọn tao sao? Thế nào mà chỉ vừa hứng một đá của tao đã không xong rồi thế kia? Tiêu Chính Văn bước đến trước mặt Nakayama, lại dùng chân dẫm lên mặt hắn, khiến cho đầu hắn dính dí ở dưới đất. Tao còn chưa dùng hết sức đâu, sao mày đã ngã gục mất rồi? Ánh mắt anh lạnh lùng mà sắc bén như quỷ thần khinh thường thiên hạ, khiến người ta vừa nhìn đã kinh sợ. Nỗi sợ hãi hiện lên trong mắt Nakayama. Hắn có thể cảm nhận được tác dụng của thuốc trong cơ thể vẫn chưa hết, chỉ là không biết tại sao lại không đứng dậy nổi. Dưới chân Tiêu Chính Văn, hắn bị đánh đến mức không thể nhúc nhích. Hắn đã dùng hết sức lực toàn thân muốn chống người dậy, nhưng vẫn không thể nào đứng dậy từ dưới chân của người đàn ông này. Muốn đứng dậy không, tao sẽ cho mày một cơ hội. Tiêu Chính Văn nhấc chân lên. Nakayama đứng dậy như thể được tự do trở lại. Hắn lắc đầu, cảm xúc tức giận trong mắt hắn bộc phát ra như một ngọn núi lửa đang phun trào. Mày chết chắc rồi, tao nhất định sẽ giết mày. Nakayama nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn ở trước mặt, hắn muốn xé xác anh ra thành hàng chục nghìn mảnh. Vốn dĩ hắn định một mình đánh 10 người, hắn còn từng khoe khoang trước mặt đồng đội của mình, nhưng người đàn ông này lại dám cản trở hắn. Còn dám bắt hắn quỳ xuống. Dám khiến cho hắn mất sạch mặt mũi. Tội này là không thể tha thứ. Thực sự không thể tha thứ. Mày vừa mới xúc phạm Hoa Quốc, mày phải trả giá vì điều đó. Tiêu Chính Văn duỗi một ngón tay chỉ vào Nakayama ở trước mặt. Anh không thẳng tay giết Nakayama là vì anh cảm thấy làm như vậy thì quá hời cho hắn. Anh muốn khiến cho Nakayama biết, như thế nào mới gọi là thực sự sống không bằng chết. Chết đi. Nakayama hét lên, toàn thân hắn lao về phía Tiêu Chính Văn như một quả đạn pháo. Giây tiếp theo, Tiêu Chính Văn đưa tay ra và tát thẳng vào mặt Nakayama, đánh cho Nakayama choáng váng. Hắn vốn dĩ muốn tấn công Tiêu Chính Văn nhưng lại bị anh ngang nhiên cắt ngang. Giây tiếp theo, Tiêu Chính Văn đã giơ một ngón tay ra chọc thẳng vào cổ họng hắn. Nakayama chỉ cảm thấy cổ họng của mình bị tắc nghẽn. Sau đó hắn cảm thấy bản thân không thể hít thở được. Không chỉ là hơi thở không thể duy trì, mà ngay cả sức lực của cơ thể cũng gần như mất hết. Sau đó Tiêu Chính Văn lại tát hắn một bạt tai ngay trước mặt tất cả mọi người. Bốp! Cái tát gió kêu khiến cho tất cả mọi người đang có mặt đều kinh hoàng. Cái tát này là vì mày đã sỉ nhục đồng đội của tao. Bên má Nakayama lập tức đỏ bừng. Bốp! Lại thêm một cái tát khác. Răng của Nakayama đều bị tát văng cả ra ngoài. Cái tát này là vì mày không tự lượng sức mình, dám to gan thách thức bọn tao. Bốp! Vết máu trên mặt Nakayama cùng vết máu ở mũi và khóe miệng hắn bắn tung tóe. Cái tát này là vì mày đã sỉ nhục Hoa Quốc bọn tao.
Sau khi hứng chọn ba cái tát liên tiếp, đầu óc Nakayama trở nên say sẩm choáng váng. Hắn ngây người tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng rầm một tiếng, hắn ngã khuỵu gối trước mặt Tiêu Chính Văn, rồi đưa tay ra bịt lấy cổ họng của mình. Hắn vừa muốn đánh trả, nhưng bởi vì hô hấp bị chặn lại, nên hắn hoàn toàn không thể hít thở, thậm chí không có cách nào hét lên hai chữ đầu hàng, chỉ có thể để cho Tiêu Chính Văn mặc sức tát liên tục. Odea Seryu dưới khán đài tức giận hét lớn, thằng khốn. Mày đang làm cái gì vậy? Có phải mày vẫn chưa tỉnh ngủ không? Mau đứng dậy cho tao. Nakayama, mày đang làm gì vậy hả? Tại sao lại không dám đánh trả? Kẻ trước mặt chính là kẻ thù của mày đấy. Mau đánh trả đi, tại sao lại để bị tát xối xả như vậy? Tại sao lại quỳ xuống? Mày khiến bọn tao mất hết mặt mũi rồi. Thật xấu hổ, mày mau cút xuống cho tao. Mày nhận tiền rồi chứ gì, chắc chắn là mày đã nhận tiền của bọn chúng nên mới như vậy đúng không? Dưới sân khấu, các đồng đội của Nakayama đều cảm thấy thật khó tin, bọn chúng cảm thấy Nakayama trên võ đài giống như một diễn viên. Bọn chúng đương nhiên còn nhớ Nakayama đã vô cùng dũng cảm trong quá trình huấn luyện. Tại sao vừa lên võ đài chưa được mấy phút mà đã bị đánh tơi tả đến như vậy? Tuy nhiên, chỉ có Nakayama, người đã thực sự chiến đấu với Tiêu Chính Văn mới biết rằng vừa nãy hắn đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Sở dĩ hắn bị đánh liên tục không thể đánh trả hoàn toàn là bởi vì người đàn ông trông cà lơ phất phơ trước mặt này thực sự quá mạnh. Mạnh một cách khó tin. Đây chính là vua Bắc Lương sao? Thật kinh khủng. Đừng nói là đồng đội của Nakayama không tin, mà ngay cả những binh lính khác của Hoa Quốc cũng không tin vào mắt mình. Đặc biệt là đám người Yến Bạch và Lục Hưng Quốc, những người đã bị đánh bại bởi Nakayama, lại càng kinh hãi đến mức trợn mắt há mồm. Chắc không phải thuốc có vấn đề gì đấy chứ? Hay nói đúng hơn là tác dụng của thuốc đã đến sớm? Một trong những đồng đội của đội Vi Hào lên tiếng. Rất có thể, suy cho cùng, trước đây đã từng có trường hợp cơ thể trở nên yếu ớt bởi tác dụng phụ sau khi thuốc tan hết. Hãy bảo hắn đầu hàng đi. Một đồng đội khác nói cũng cực kỳ có lý. Dù sao thì đối thủ của hắn là vua Bắc Lương, hắn không chết đã là cái kết tốt nhất rồi. Nghe xong câu này, Odea Seryu ngẩng đầu lên và nói, Nakayama, mau đầu hàng đi. Đừng cố chấp nữa, tiếp tục cố chấp như vậy cũng chỉ khiến bọn tao mất mặt thêm thôi. Nakayama trên võ đài lại bị Tiêu Chính Văn dẫm ở dưới chân, hơn nữa hắn còn chưa kịp hét lên đầu hàng. Hắn đâu phải không muốn đầu hàng, nhưng cổ họng của hắn đã bị Tiêu Chính Văn cọ đến mức đứt dây thanh quản, nên hắn không nói được lời nào. Đừng nói là đầu hàng, thậm chí hít thở thôi cũng khó khăn. Mình dứt khoát giả vờ chết cho xong. Nakayama đã nghĩ đến việc giả vờ ngất đi để kết thúc trận đấu này. Dù sao thì, ngoài đầu hàng ra, thì mất đi khả năng chiến đấu cũng bị coi như đã bại trận. Thế là, Nakayama đảo mắt rồi ngã vật ra đất giả vờ ngất xỉu. Ngất rồi sao? Mau tỉnh dậy, tao còn chưa chơi đủ đâu. Tiêu Chính Văn nhấc chân lên rồi giẫm lên cánh tay hắn. Bàn chân anh dùng sức giẫm thật mạnh xuống phía dưới. Rắc rắc, có tiếng xương gãy vang lên. Cơn đau thấu xương khiến Nakayama lại mở mắt trợn tròn. Chương 1017, 50.000 cấm vệ quân bao vây. Một chân Tiêu Chính Văn đạp lên bụng của hắn, lực ở chân khủng khiếp như bị một chiếc xe tải cán qua, anh dùng lực không thể cản nổi đá Nakayama bay ra khỏi võ đài. Cả người Nakayama bị một lực vô cùng lớn đá bay lên, gãy hết cả xương sườn, mở miệng phun ra một ngụm máu lớn, rồi ngã khuỵu xuống, hai mắt tối sầm lại, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Yên lặng. Cả hội trường yên lặng không tiếng động. Bất kể là Vi Hào hay đội tuyển Hoa Quốc, nhìn thấy vết máu trên võ đài và Nakayama bị đá bay, trong lòng ngoại trừ sự sợ hãi tột cùng thì không còn nghĩ thêm được điều gì nữa. Quá đáng sợ. Bị người ta đánh không đáng sợ, chết cũng không đáng sợ. Nhưng sau khi bị người ta tra tấn làm nhục rồi nhận lấy thất bại bằng cách thức mất mặt nhất là việc mà cho dù có thế nào thì bọn họ cũng không có cách nào chấp nhận được. Nhân viên y tế chạy tới, sau khi kiểm tra cho Nakayama xong thì nói với Odea Seryu, xương sườn bị gãy 5 chiếc, xương cánh tay bị dập nát, sau này có thể sẽ để lại di chứng, phần bụng có một vết rách lớn máu chảy rất nhiều, xương hàm dưới bị giạn, chấn thương sọ não nhẹ, danh thanh quản bị tổn hại nặng nề. Sau này có thể sẽ không nói được nữa.
Lúc nghe lời nhân viên y tế báo cáo tình trạng của Nakayama như đang đọc thực đơn, tất cả mọi người đều cảm thấy ớn lạnh cả người. Đây chẳng phải đồng nghĩa với việc Nakayama đã bị Tiêu Chính Văn đánh tàn phế rồi sao? Lúc này, cảm giác sợ hãi dần lan tràn ra. Hơn nữa bọn họ còn để ý thấy một chi tiết đáng sợ, đó là đứt dây thanh quản. Cũng chính là, rất có thể Nakayama đã muốn xin đầu hàng từ sớm nhưng mà không thể nói. Đến cả tư cách xin đầu hàng cũng bị cướp đoạt. Từ đó có thể thấy, Tiêu Chính Văn đang đứng trên võ đài đáng sợ đến mức nào. Hơn nữa tôi cảm thấy, so với vấn đề về cơ thể, việc trị liệu tâm lý, e là càng quan trọng hơn. Đừng nói đến các tuyển thủ tham gia thi đấu, đến cả nhân viên y tế cũng đều dùng mình. Cho dù Nakayama có thể khôi phục lại sức khỏe thì chắc rằng cả đời này hắn cũng phải sống dưới cái bóng ma của Tiêu Chính Văn. Còn Tiêu Chính Văn thì vẫn đứng trên võ đài, từ trên cao nhìn xuống bọn chúng rồi mở miệng nói, người tiếp theo. 9 binh lính còn lại của đội tuyển Vi Hào bất giác đưa mắt nhìn nhau, không biết nên cử người nào ra nghênh chiến. Trước kia bọn chúng đều đã từng giao đấu với Nakayama nên hiểu rất rõ thực lực của Nakayama. Người có thể lấn át được Nakayama không nhiều, trước giờ càng không có ai có thể khiến hắn không đánh trả lại được. Tiêu Chính Văn thế mà đánh Nakayama không khác gì đánh một đứa cháu trai, thực lực quả thật vượt xa những người khác. Hay chính là nói, trận này nhất định sẽ thua. Hơn nữa, còn thua rất khó coi. Thậm chí còn giống như Nakayama, bị đánh tới mức cả đời thương tật, tới lúc đó, e rằng cả đời người đều sẽ bị hủy hoại. Nghĩ tới đây, có không ít người muốn khuyên Oda Seiryu đầu hàng. Không được, sao có thể đầu hàng chứ? Nếu mới vậy đã đầu hàng, những người khác sẽ nghĩ chúng ta thế nào? Hơn nữa, kế hoạch của chúng ta mới vừa bắt đầu. Oda Seiryu vô cùng tức giận. Các cậu, nhất định phải đánh bại hắn. Tiêm thêm vài mũi thuốc kích thích đi, kích thích hút môn hưng phấn, tiêm 2 mũi. Tôi không tin với thực lực của chúng ta mà không trị nổi hắn. Trong lòng Oda Seiryu không phục. Lần này ông ta khó khăn lắm mới giành được cơ hội dẫn đoàn. Ông ta muốn dẫn dắt đội tuyển giành được thành tích cao nhất trong trận thi đấu quân sự này. Như vậy khi quay về, cũng dễ nói chuyện với người khác. Hơn nữa, tất cả đều đang tiến hành theo những gì đã tính toán. Chỉ khi kéo chân Tiêu Chính Văn bám trụ ở đây thì bên Long Kinh mới có thời gian thực hiện kế hoạch. Đây chính là điểm mấu chốt. Cả vùng lân cận đảo Quan Quỳnh đã được sắp xếp vô số sát thủ. Trận này, cho dù thế nào cũng phải giữ chân Tiêu Chính Văn ở lại. Các cậu sợ cái gì? Lên hết cho tôi. Không được phép rút lui, người nào dám đầu hàng thì coi như người ấy đào ngũ. Cho dù đánh đổi cả mạng sống cũng phải đánh bại hắn cho tôi. Nghe lệnh Oda Seiryu, những binh lính khác đều tiêm thêm thuốc kích thích, liều lượng nhiều hơn, đương nhiên tác dụng phụ cũng nhiều hơn, sau đó bọn chúng bước lên võ đài. Thế nhưng sức mạnh của bọn chúng dù có được nâng cao nhưng khi đối mặt với Tiêu Chính Văn cũng bị Tiêu Chính Văn đánh bại một cách dễ dàng. Cuối cùng tất cả đều bị Tiêu Chính Văn đá thẳng xuống võ đài, tra tấn đủ kiểu rồi mới buông tha cho bọn chúng. Còn ai nữa? Tiêu Chính Văn tới bên rìa võ đài, ánh mắt nhìn người binh lính cuối cùng của đội Vi Hào, giận dữ hét lên, Vi Hào bọn mày chỉ có thế này thôi sao? Yếu ớt, quá yếu ớt, trăm năm trước Hoa Quốc có thể đánh thắng bọn mày, lần này bọn tao vẫn có thể. Người binh lính đó chỉ là một chuyên viên phân tích ở trong đội. Năng lực chiến đấu của hắn không xuất sắc. Hắn mở to mắt nhìn 9 người đồng đội của mình bị Tiêu Chính Văn lần lượt đánh đến mức tàn phế, cuối cùng bị vứt xuống, dính đủ các loại thương tật, trong lòng đã vô cùng sợ hãi. Tôi không đánh nữa, tôi không đánh nữa. Ông Oda Seiryu, chúng ta về thôi. Thậm chí binh lính đó còn bật khóc với Oda Seiryu. Không đánh, mày có còn là một binh lính nữa không? Đồng đội của mày đều ngã xuống rồi. Lẽ nào mày không muốn thắng? Oda Seiryu lớn tiếng chửi mắng người binh lính đó. Thắng, thắng thế nào? Ông cũng thấy rồi đấy, đó là vua Bắc Lương. Đáng sợ đến nhường nào cơ chứ? Không thắng nổi, hoàn toàn không thắng nổi. Tôi chỉ là một chuyên viên phân tích mà thôi, tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ta. Nếu ông muốn thắng sao ông không tự mình lên đi? Ông hoàn toàn không để tâm tới tính mạng của chúng tôi. Ông chỉ quan tâm tới địa vị mà thôi, ông là tên quản lý ích kỷ.
binh lính đó chỉ vào mặt Odea Seril mắng chửi. Mày nói cái gì, lẽ nào mày muốn chống lại mệnh lệnh của tao sao? Odea Seril vô cùng tức giận lớn tiếng dọa nạt. Tôi chỉ muốn sống tiếp thôi, ông đừng ép tôi nữa. Người binh lính đó suy sụp kêu to. Nếu mày dám từ bỏ, thì coi như mày đào ngũ. Sau khi về nước không chỉ bị người khác xem thường, thậm chí còn phải ra tòa án quân sự. Tao nói cho mày biết, lên võ đài tiếp tục chiến đấu cho tao. Odea Seril căm phẫn hét lên. Binh lính vì hào ấy bị dọa đến mức quay đầu bỏ chạy. Bằng. Cuối cùng Odea Seril rút súng ra, bắn thẳng vào đầu người binh lính ấy, đồ vô dụng. Sự sỉ nhục của đế quốc. Sau đó, ông ta căm hận nhìn Tiêu Chính Văn đang trên võ đài nói, vua Bắc Lương. Cậu giỏi lắm, tôi nhớ kỹ cậu rồi. Nhưng cậu chớ cho rằng chuyện này đã kết thúc, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Cậu, không thoát khỏi hòn đảo này được đâu. Mẹ kiếp, chẳng ai có thể ngờ tới cảnh tượng này, mọi người bất giác ồ lên một tiếng. Chẳng mấy chốc, binh lính duy trì trật tự đã tới mang xác của binh lính Vi Hào bị bắn rời đi. Sau đó trọng tài không thể không tuyên bố, Hoa Quốc giành chiến thắng. Vi Hào đã không còn tuyển thủ có thể ra trận nữa, trận quyết đấu lần này, Hoa Quốc giành thắng lợi. Nghe câu này, phóng viên và các binh lính Hoa Quốc đều không nhịn được hò hét vui mừng. Quá đỉnh, chủ soái Tiêu quá đỉnh. Chủ soái Tiêu, chiến thần bất bại, đánh cho đám người Vi Hào kia mất luôn tự tin. Lúc này, Tiêu Chính Văn đứng trên võ đài nhìn theo bóng lưng của Odea Seril, trong lòng nảy sinh nghi ngờ. Câu nói cuối cùng của Odea Seril trong lúc vô tình đã để lộ ra chút thông tin. Vậy nên Tiêu Chính Văn đã gọi điện ngay cho Long Ngao, giọng nói lạnh lùng hỏi, Long Kinh hiện giờ thế nào? Long Ngao cũng vội vã trả lời, Long Vương, tôi đang muốn báo cáo với anh chút tình hình. 6 tên hộ vệ mà Odea Seril dẫn theo có 3 tên vẫn luôn hoạt động bí mật ở Long Kinh. Lén lút gặp rất nhiều nhân vật có máu mặt ở Long Kinh. Đặc biệt đêm trước trận thi đấu quân sự, Odea Seril đã bí mật gặp ông Long trên đài Võng Long. Ông Long. Tiêu Chính Văn nhíu mày, trong lòng có dự cảm chẳng lành. Hơn nữa, ngoại trừ chiến khu Bắc Lương, chiến khu Nam Lĩnh, chiến khu Đông Nguyên thì những chiến khu khác đều đã bí mật điều binh. Nhắm thẳng vào Long Kinh. Điểm mấu chốt là ngay vừa nãy, thiên tử các tuyển tin, đảo Quan Quỳnh xuất hiện phản tặc. Lập tức phái 50.000 cấm vệ quân Long Kinh, bao vây đảo Quan Quỳnh. Bất kể kẻ nào tự ý rời khỏi đảo Quan Quỳnh đều là phản quân. Đều bắn chết như nhau. Long Vương, âm mưu đằng sau chuyện này quá lớn. Hay có thể nói là hiện giờ anh đã bị coi là phản tặc, bị giam tại đảo Quan Quỳnh. Long Ngao nói xong một mạch rất nhiều chuyện quan trọng, tâm trạng vô cùng nôn nóng, sắc mặt cũng rất khó coi. Nghe thấy những điều này, sắc mặt Tiêu Chính Văn cũng lập tức trở nên u ám. 50.000 cấm vệ quân Long Kinh, gióng trống khua chiêng bao vây đảo Quan Quỳnh. Việc này nghĩ thế nào cũng giống như đang bao vây anh. Long Kinh, thậm chí là cả Hoa Quốc, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Chương 1018, ám sát dưới nước. Sắc mặt Tiêu Chính Văn lập tức đông cứng lại và trở nên âm trầm, nói, tôi biết rồi, Long Ngao, dẫn theo người của Điện Thần Long bí mật hành động trong bóng tối. Một khi xảy ra bất kỳ tình hình đột xuất gì thì cứ hạ lệnh cho quân Bắc Lương khởi binh. Tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ địch nào có cơ hội nhòm ngó tới lãnh thổ của Hoa Quốc chúng ta. Rõ, thưa Long Vương. Long Ngao đáp lời. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Tiêu Chính Văn vẫn vô cùng nghiêm trọng. Sự việc đã vượt qua ngoài tầm kiểm soát và dự tính rồi. Ông Long và Võ Thần Tông sau lưng ông ta đang làm một chuyện lớn đủ để khiến cho Hoa Quốc và quốc tế phải chấn động. Nghĩ vậy, Tiêu Chính Văn nhanh chóng gọi điện thoại cho Long Các, thế nhưng đợi vài phút liền cũng không có ai nhấc máy. Tiêu Chính Văn nhíu mày, lại thử gọi thêm vài lần, vẫn không có ai nghe điện như cũ. Lẽ nào Long Các xảy ra chuyện rồi? Tiêu Chính Văn hết sức căng thẳng. Lập tức gọi điện cho Long Ngao thêm lần nữa, thế nhưng lần này ngay cả Long Ngao cũng không nhấc máy. Trong nháy mắt, Tiêu Chính Văn nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Xem ra có người đã làm nhiễu tín hiệu của đảo Quan Quỳnh. Tiêu Chính Văn trầm mặc trong phút chốc, quan sát tình hình bốn phía, vì kế hoạch ngày hôm nay chỉ đành tương kế tự kế, hoàn thành trận thi đấu quân sự trước.
Nghĩ vậy, Tiêu Chính Văn tìm Hồ Chí Hải và nói với anh ta một phần của tình hình. Sau khi Hồ Chí Hải nghe xong cũng vô cùng kinh ngạc. 50.000 cấm vệ quân bao vây đảo Quan Quỳnh, đây rõ ràng là một chuyện lớn. Chủ soái Tiêu, anh có dự định gì? Hồ Chí Hải lo lắng, sốt ruột hỏi. Tiêu Chính Văn chắp hai tay sau lưng, nghĩ ngợi rồi nói, rất rõ ràng, chúng ta đang ở trong cái bẫy của kẻ địch, chỉ có thể yên lặng quan sát mọi biến đổi, không thể làm ra bất cứ chuyện gì gây tổn hại cho thân phận của chúng ta. Nếu không, lỡ như bị coi là quân phản bội thì chúng ta sẽ mãi mãi không có ngày trở mình được nữa. Xét theo tình hình này thì chúng ta cứ tiến hành giải đấu quân sự cho tốt trước đã, tôi sẽ xử lý những chuyện khác. Hồ Chí Hải nghe vậy thì cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Tới phần thi bắn súng ngày hôm sau, người vào sân không phải Tiêu Chính Văn mà là đội viên Cố Nghị của Hoa Quốc. May là ngày hôm qua Cố Nghị bị thương không quá nặng, sau một đêm nghỉ ngơi thì ngày hôm sau đã bình phục. Hơn nữa Tiêu Chính Văn còn dẫn anh ta đi huấn luyện làm nóng cơ thể một hồi để cho anh ta tìm lại cảm giác, giúp anh ta không cảm thấy quá căng thẳng trước khi bước vào phần thi. Nội dung của phần thi bắn súng tương đối đơn giản, sau 3 vòng bắn loại, cuối cùng Cố Nghị đã giành chiến thắng chung cuộc với 100 điểm tuyệt đối, được mệnh danh là tay súng thần của phương Đông. Nhìn thấy Hoa Quốc lại giành chiến thắng thêm lần nữa, tư lệnh Marvin người dẫn đội của Mễ Quốc đã hơi sốt ruột. Ngày mai là phần thi 3 môn phối hợp của quân đội, nếu như Hoa Quốc lại chiến thắng thì tới ngày kia sẽ phải giao tranh với Mễ Quốc. Vậy nên ông ta lại gọi điện thoại cho con trai khác của mình, tướng quân Lý Hạo Đình chỉ huy viên của nước Cao Lệ. Tướng quân Lý, ngày mai sẽ là phần thi 3 môn phối hợp, dù mấy người sử dụng thủ đoạn gì đi chăng nữa thì cũng phải loại bỏ Hoa Quốc ra khỏi cuộc chơi. Nếu không sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta. Tư lệnh Marvin ra lệnh cho Lý Hạo Đình. Tư lệnh Marvin, chúng tôi đã nghĩ xong đối sách rồi, dù có phải liều chết với bọn chúng thì cũng sẽ không để cho bọn chúng giành được chiến thắng đâu. Lý Hạo Đình đảm bảo qua điện thoại. Ngày mai chúng tôi sẽ đem theo súng và dao vào trong cuộc thi, mặc dù điều này vi phạm với quy tắc nhưng chắc chắn sẽ khiến cho Tiêu Chính Văn không chết thì cũng chóc ra. Phần thi 3 môn phối hợp thông thường không cho phép những thao tác làm quấy nhiễu tới đối thủ. Thế nhưng trận thi đấu quân sự lần này lại khảo nghiệm tố chất cá nhân và cả năng lực hợp tác nhóm. Mỗi đội cử ra tổng cộng 3 người tham dự, không chỉ có thể quấy nhiễu mà thậm chí còn có thể đánh gục luôn đối thủ. Chỉ cần có một người trong đội về đến đích thì coi như cả đội đã hoàn thành phần thi 3 môn phối hợp lần này, đồng thời chỉ có 5 đội đứng đầu có tư cách thăng cấp. Mà lần này, 3 người tham gia thi đấu của Hoa Quốc lần lượt là Trương Cương, Yến Bạch và Tiêu Chính Văn. Vốn dĩ Tiêu Chính Văn không muốn tham gia phần thi lần này, thế nhưng nghĩ đến chuyện những người khác đều đã bị trọng thương và không thích hợp để tham gia thi đấu. Hôm nay phải dựa cả vào anh rồi. Hồ Chí Hải đứng bên cạnh đưa cho Tiêu Chính Văn một điếu thuốc. Vì Hoa Quốc, tốc chiến tốc thắng thôi. Không rõ tình hình bên Long Kinh ra sao, chúng ta cũng cần cẩn thận một chút. Lần trước theo lời của Oda Seryu, chúng ta cũng phải âm thầm chuẩn bị cho tốt để đề phòng phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Tiêu Chính Văn đưa điếu thuốc lên, ngậm bên trong miệng rồi rít sâu vào một hơi. Sáng ngày hôm sau, Tiêu Chính Văn bắt đầu dẫn theo 2 tuyển thủ tham gia thi đấu tiến hành chạy chậm để làm nóng cơ thể trên thao trường. Chẳng mấy chốc đã tới buổi chiều. Những thành viên tham gia thi đấu thay đồ bơi trước, ngồi xe tới bên bờ sông. Mục tiêu của bọn họ là bơi từ bến đỗ của hòn đảo này sang bờ bên kia dọc theo hòn đảo nhỏ, chặng bơi dài tổng cộng 4 cây số, sau đó đến điểm đỗ xe đạp và lái xe điện đi hết chặng đường dài 40 cây số, cuối cùng đến khu rừng rậm sau hòn đảo nhỏ và chạy bộ thêm 10 cây số nữa. Chiều dài tổng cộng 54 cây số, là một loại hình vận động thách thức cực hạn của cơ thể con người. Sau khi đến địa điểm bơi lội, rất nhiều người đều đã thay đồ bơi. Hơi nữa còn đang tiến hành vận động làm nóng cơ thể trên bờ. Rất nhiều người đàn ông đang đứng trên bờ, cởi trần và không ngừng vận động. Đây đều là những binh lính đặc chủng được huấn luyện bài bản, không chỉ có thân hình hoàn mỹ, có cơ bắp rắn giỏi mà trên người cũng có những thương tích giống như Tiêu Chính Văn, thoạt nhìn cứ giống như khung cảnh cuộc thi sắc đẹp của người mẫu nam. Sau khi Tiêu Chính Văn và mấy đội viên tiến hành làm nóng cơ thể. Lúc này, giọng nói khiêu khích từ đâu đó truyền tới, quân nhân Hoa Quốc, tôi thấy mấy người đừng tham gia thi đấu thì hơn, cho đỡ phải mất mặt.
Tiêu Chính Văn quay đầu lại và nhìn thấy luôn một người đàn ông cao lệ có thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn tú đang tiến lại phía mình. Tiêu Chính Văn có ấn tượng về người đàn ông này, chính là đội trưởng của đội cao lệ, tên là Khương Minh Vũ. Tiêu Chính Văn nhìn đối phương bằng ánh mắt lạnh băng, điềm nhiên nói, ai mạnh ai yếu, thi đấu là sẽ biết thôi, chỉ hy vọng tới cuối cùng các người đừng có mà khóc sụt sùi. Vừa nghe thấy lời này, Khương Minh Vũ đã trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn đầy phẫn nộ. Được, đây là do mấy người tự lựa chọn, đợi lát nữa xuống nước rồi, mấy người đừng có mà chết ở bên trong hồ bơi. Khương Minh Vũ để lại một câu nói uy hiếp rồi quay người rời đi. Những người tham gia thi đấu nhanh chóng tụ họp lại trên sân bãi của cuộc thi, cùng với hiệu lệnh của trọng tài, tất cả mọi người đồng loạt nhảy xuống nước. Ngay cả Tiêu Chính Văn cũng nhảy xuống dưới nước. Trong khoảnh khắc mọi người nhảy xuống hồ, cả mặt nước đều trở nên sục sôi. Tất cả mọi người đều căng thẳng quan sát đội ngũ và cả đội viên của mình. Mấy người Hồ Chí Hải cũng nhìn chăm chăm vào mặt nước, thế nhưng lại không thấy Tiêu Chính Văn nổi lên mặt nước. Ban đầu họ còn cho rằng Tiêu Chính Văn đã bơi đi xa rồi, thế nhưng rất nhanh đã nhìn thấy những người khác đều bắt đầu đồng loạt ngoi đầu ra khỏi mặt nước, mà vị trí Tiêu Chính Văn nhảy xuống lại không có bất cứ phản ứng gì, thậm chí còn nổi lên không ít bọt khí. Tướng quân Hồ, chủ soái Tiêu vẫn còn chưa lên. Lục Hưng Quốc quấn vải băng nói với Hồ Chí Hải. Cái gì, chủ soái Tiêu chưa lên sao? Hồ Chí Hải cũng bị dọa sợ hết hồn. Chuyện này căn bản không thể nào, chủ soái Tiêu là vua Bắc Lương, hồ nước này căn bản không có khả năng làm khó anh ấy. Nếu còn không ngoi lên thì chỉ có thể nói lên rằng Tiêu Chính Văn đã bị người ta tính kế hãm hại rồi, bây giờ có khả năng vẫn đang vùng vẫy bên trong lòng hồ. Hơn nữa anh ta còn chú ý tới, ban nãy khi nhảy xuống nước có rất nhiều người cao lệ vây xung quanh Tiêu Chính Văn, xem ra đã phát giác ra thực lực của Tiêu Chính Văn nên muốn ra tay với anh. Ồ! Xem ra hình như đội viên của mấy người sau khi nhảy xuống dưới rồi vẫn còn chưa ngoi lên nữa. Lúc này, tướng quân Lý Hạo Đình của nước cao lệ cố ý đi đến trước mặt Hồ Chí Hải, mỉa mai chuyện Tiêu Chính Văn nhảy xuống nước mà vẫn chưa thấy ngoi lên. Hồ Chí Hải cười khẩy, nói với hắn, không phải đội viên của anh cũng chưa lên sao? Chúng ta đợi thêm một lúc xem ai sẽ bị cút ra khỏi cuộc chơi trước. Sự thật quả thực giống như những gì Hồ Chí Hải nghĩ. Tiêu Chính Văn vừa mới nhảy xuống nước đã lập tức bị hai tên lao tới công kích. Một tên trong số đó ghìm lấy cổ anh, tên còn lại giữ chặt lấy hai chân, dùng lực kéo sâu xuống đáy. Bọn chúng muốn dìm chết Tiêu Chính Văn tại bể bơi, tiêu diệt tận gốc hậu họa từ trên người đối thủ cạnh tranh này. Chương 1019, mày chết chắc rồi. Tiêu Chính Văn bình thản nắm lấy cánh tay của hai người kia, ba người cùng chìm dần xuống đáy hồ bơi. Một trong hai người kia muốn khóa cổ Tiêu Chính Văn, trong khi người còn lại thì lấy ra một con dao găm muốn đâm về phía anh. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn lại thong dong nắm lấy tóc của kẻ địch ở phía sau lưng rồi ra sức kéo hắn ra khỏi cơ thể mình. Đối mặt với con dao găm đáng sợ kia, anh chỉ đưa tay ra chặn lại rồi nắm lấy cổ tay của đối phương. Rắc! Ngay cả khi ở dưới nước, Tiêu Chính Văn vẫn có thể được sử dụng thực lực của mình một cách dễ dàng, với một sức mạnh đáng sợ. Anh đã lập tức nghiền nát xương tay của một người trong số đó. Sức chiến đấu khủng khiếp này khiến cho người còn lại phải bỏ đồng đội mà chạy trốn trong hoảng sợ. Giây tiếp theo, một thành viên của cao lệ ngoi lên khỏi mặt nước rồi bơi về phía trước. Lý Hạo Đình cười lớn rồi nói, thấy chưa, người của chúng tôi lên rồi kìa. Vẻ mặt của Hồ Chí Hải vô cùng kinh ngạc. Anh ta vừa muốn cử người đi kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Tiêu Chính Văn cũng nổi lên và bơi về phía trước với tốc độ cực nhanh. Người của chúng tôi cũng lên rồi. À mà, hình như bên các người vẫn còn thiếu một người. Khuôn mặt của Hồ Chí Hải lộ vẻ đắc ý. Lần này đến lượt Lý Hạo Đình ngạc nhiên, hắn không ngờ cả hai người đều không thể giải quyết được một mình Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, hai người này còn mang theo dao găm. Còn Tiêu Chính Văn có lẽ không mang theo vũ khí. Hai đánh một mà cũng để bị đuổi giết như vậy, thật đáng xấu hổ. Nhưng dù sao đó cũng là binh lính của phe mình, Lý Hạo Đình lập tức liên hệ thợ lặn xuống biển vớt người. Ngay sau đó họ đã tìm thấy binh lính cao lệ chìm trong nước với cánh tay bị thương nặng. Tuy rằng Tiêu Chính Văn xuất phát hơi muộn, nhưng thực lực cùng sức bùng nổ của anh là không thể coi thường.
Anh đã dùng tốc độ cực nhanh để xông lên phía trước, nhanh chóng vượt qua hầu hết mọi người. Vì phải thi đấu ba hạng mục liên tiếp nên hầu hết mọi người đều muốn tiết kiệm một chút sức lực ở hạng mục này, để tránh việc tiêu tốn quá nhiều sức lực ở lượt đạp xe đạp 40 cây số sau đó. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn hoàn toàn không quan tâm đến điều này, anh dường như không hề có ý định tiết kiệm sức lực, trong nháy mắt anh đã vượt qua rất nhiều người, bơi về phía trước với tốc độ cực nhanh. Những người tham gia thi đấu từ các quốc gia khác đã chú ý đến Tiêu Chính Văn. Bọn họ cũng từng tìm hiểu thông tin của Tiêu Chính Văn trước đó và biết rằng thực lực của người đàn ông này rất mạnh mẽ. Vì vậy, nhìn thấy Tiêu Chính Văn bơi nhanh như vậy, bọn họ lần lượt ngừng bơi và phát động một cuộc bao vây tấn công về phía Tiêu Chính Văn. Một người trong số đó thử nắm lấy chân Tiêu Chính Văn, khiến anh mất thăng bằng và chìm xuống nước. Cút! Tiêu Chính Văn tức giận gầm lên rồi nhấc chân đá thẳng vào mặt của đối phương. Đột nhiên, kẻ địch vừa tấn công đã bị Tiêu Chính Văn đá chảy máu mũi và miệng, răng cũng bị đá rụng không ít, mặt mũi be bét máu, lập tức ngất xỉu trên mặt hồ. Chẳng mấy chốc đã được trực thăng cứu hộ vớt lên bờ. Một số người khác cố tình đẩy nhanh tốc độ, lao về hướng Tiêu Chính Văn, muốn ngăn chặn đối thủ đáng sợ này. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn không chỉ có tốc độ cực kỳ nhanh, mà còn giỏi tấn công hơn bọn họ. Nhìn thấy đối thủ vây quanh tứ phía, anh không chỉ ra tay chống lại, mà thậm chí còn đánh nhanh hơn, tàn nhẫn hơn so với đối thủ. Một lúc sau, vị trí xung quanh Tiêu Chính Văn xuất hiện một lượng lớn máu. Ngay cả trực thăng cứu hộ trên bầu trời cũng không kịp ứng cứu. Trời ạ, quá đáng sợ. Hắn có phải là con người không? Tôi nghi ngờ, trừ cá mập ra, không một ai có thể ngăn cản hắn ở dưới nước. Đừng nói là cá mập, tôi nghĩ ngay cả cá mập nhìn thấy hắn cũng phải né. Những người đang vây xem khác nhìn thấy cảnh Tiêu Chính Văn giết tất cả các đối thủ ở dưới nước, đều không khỏi há hốc mồm vì kinh ngạc. Anh trở nên nổi tiếng chỉ sau một trận đấu. Mặc dù trước đó bọn họ đều không biết đến tên của Tiêu Chính Văn, không biết thân phận vua Bắc Lương này của anh. Nhưng chỉ một trận này thôi cũng đủ để tất cả mọi người đều phải ghi nhớ. Trong số binh lính của Hoa Quốc còn có cả con quái vật tên Tiêu Chính Văn này. Chúng ta mau chạy thôi, đừng quan tâm đến hắn nữa, bây giờ chúng ta còn khó giữ mạng nữa là. Đúng vậy, chúng ta nên tự lo cho chính mình thì hơn, đừng quản hắn nữa. Kẻ nào đi quản hắn, kẻ đó xui xẻo. Những người thi đấu may mắn sống sót khác đã nghĩ thông suốt. Chỉ cần không trêu chọc Tiêu Chính Văn, cứ yên tâm mà thi đấu, mọi chuyện sẽ ổn cả. Những người khác đều mặc kệ, chỉ cần kẻ nào tự tìm đến Tiêu Chính Văn, thì kẻ đó nhất định sẽ chết. Khi Tiêu Chính Văn bơi về phía bọn họ, cả đám người đều chạy trốn khỏi Tiêu Chính Văn. Bọn họ chỉ muốn tránh xa người đàn ông với đôi mắt đầy sát khí. Cả người toàn mùi máu tanh này. Còn Tiêu Chính Văn chỉ có một mục tiêu duy nhất, không phải trên bờ, mà là đám người Cao Lệ vừa tấn công anh. Những binh lính Cao Lệ sau khi nhìn thấy đồng đội của mình bị Tiêu Chính Văn giết chết, liền nóng lòng muốn bỏ chạy. Không ngờ Tiêu Chính Văn lại một mạch đuổi giết bọn chúng, nên sợ đến mức mất hồn. Hắn có thể nhớ rất rõ trong trận chiến vừa rồi, hàng chục người bao vây tấn công Tiêu Chính Văn. Không có một ai là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Thật nực cười khi bọn chúng vừa nghĩ rằng chỉ bằng hai người đã có thể hất cẳng Tiêu Chính Văn khỏi trận đấu này, bây giờ xem ra thật đúng là mơ tưởng viển vông. Mày chết chắc rồi. Giọng Tiêu Chính Văn vang lên từ phía sau. Tên lính Cao Lệ đó vừa xoay người lại đã thấy Tiêu Chính Văn đuổi đến ngay phía sau hắn. Ánh mắt Tiêu Chính Văn dần trở nên dữ tợn, nhìn sát khí trong mắt Tiêu Chính Văn. Binh lính Cao Lệ thậm chí không thể có đủ can đảm để chống lại. Tiêu Chính Văn đưa tay ra một cách không thương tiếc, nắm lấy gót chân của hắn và kéo hắn về phía mình. Tên lính Cao Lệ đó cho dù đang cố hết sức dùng tay đập nước, cũng vẫn không thể khiến cơ thể di chuyển về phía trước, trái lại còn bị Tiêu Chính Văn dùng sức lôi về phía anh. Cứu tôi với, tha mạng cho tôi, xin anh hãy tha mạng cho tôi. Tên lính Cao Lệ đưa tay che đầu của mình. Đồng thời thực hiện động tác phòng thủ trên mặt nước. Tiêu Chính Văn đã dùng sức nện một cú đấm vào mặt hắn. Sức mạnh của cú đấm này cực kỳ nặng, cho dù đối phương đã đưa tay bảo vệ đầu, nhưng vẫn bị cú đấm của Tiêu Chính Văn phá vỡ phòng thủ. Nắm đấm của Tiêu Chính Văn xuyên thẳng qua cánh tay hắn, không chỉ đánh gãy cánh tay hắn, mà còn nện thẳng vào mặt, khiến hắn bị đánh rụng hết mấy cái răng.
phần đầu của hắn bị chấn động nghiêm trọng, hắn đã bị cú đấm nện ngất xỉu. Tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này. Bởi vì lúc này Tiêu Chính Văn thật sự quá ngạo mạn, anh gần như là bơi đến đâu thì đánh đến đó. Sau khi nhìn thấy ba tên lính của Cao Lệ bị đánh gục mất hai người, Hồ Chí Hải đã bật cười lớn ngay trước mặt Lý Hạo Đình. Ha ha ha, xem ra thực lực các binh lính của chúng tôi mạnh hơn. Hồ Chí Hải nói với vẻ giễu cợt. Trong lòng Lý Hạo Đình rất không phục, nhưng hắn cũng chỉ có thể siết chặt nắm đấm, nhìn về phía người lính duy nhất còn sót lại của mình với vẻ mặt nghiêm túc. Khương Minh Vũ là đội trưởng của đội Cao Lệ, hắn là niềm hy vọng cuối cùng của bọn họ. Giờ phút này, Khương Minh Vũ chỉ dám thu mình lại sau lưng Tiêu Chính Văn, hoàn toàn không dám vượt qua vị ôn thần này. Thời gian bơi từng phút trôi qua, tốc độ của Tiêu Chính Văn chậm lại thấy rõ, nhưng không một ai dám vượt qua anh. Đôi khi, một vài binh lính muốn vượt qua Tiêu Chính Văn, nên cố tình bơi về phía đường đua dài hơn. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều bị Tiêu Chính Văn đuổi kịp, sau đó thì bị trực thăng cứu hộ khiêng đi. Lần này bọn họ đã hiểu Tiêu Chính Văn muốn thông qua phương pháp này để xác lập địa vị độc tôn của mình. Trên trời dưới đất chỉ một mình anh là duy nhất. Không ai có thể vượt mặt anh trong hạng mục bơi lội này. Nếu kẻ nào dám vượt, thì anh sẽ đánh kẻ đó. Tất cả mọi người đều rất phẫn nộ, điều này thật sự quá bá đạo. Cùng là lính đặc chủng, cùng là những người lính tinh nhuệ đến từ nhiều quốc gia và quân đội khác nhau, ai được phép coi thường ai chứ? Nhưng sự thật chính là như vậy. Mặc dù rất tức giận nhưng bọn họ cũng không làm gì Tiêu Chính Văn. Đánh không lại là đánh không lại, năng lực bộc phát của Tiêu Chính Văn rất mạnh, bọn họ khó có thể vượt qua Tiêu Chính Văn. Nhiều người trong số họ đã bỏ cuộc trong việc vượt qua Tiêu Chính Văn và bắt đầu ra tay tấn công các đối thủ khác. Yến Bạch và Trương Cương cũng bơi đến bên cạnh Tiêu Chính Văn, bọn họ vừa bơi vừa tâng bốc Tiêu Chính Văn đủ kiểu. Chủ soái Tiêu thật lợi hại. Bây giờ đám người kia hoàn toàn không dám vượt qua chúng ta. Thế này chẳng phải chúng ta đã nắm chắc vị trí thứ nhất rồi sao? Trương Cương nói với vẻ phấn khích. Nếu tôi cũng có thực lực như vậy thì hay biết mấy, chủ soái Tiêu, anh ăn gì để lớn lên vậy, sao có thể lợi hại đến thế? Trong lòng Yến Bạch thật sự vừa ngưỡng mộ vừa sợ Tiêu Chính Văn. Chương 1020, mày đang đâm đầu vào chỗ chết. Họ cũng đã nhìn thấy cảnh tượng một đánh 10 vừa nãy của Tiêu Chính Văn, thậm chí suýt nữa bị ám ảnh bởi biểu hiện của Tiêu Chính Văn. Bây giờ nghĩ lại cũng không khỏi thổn thức. Cũng may Tiêu Chính Văn là đồng đội của họ, chứ nếu là đối thủ thì thật sự không thể nào đánh trả lại được. Bản lĩnh của các cậu cũng không kém, chẳng qua bây giờ không so được với tôi thôi. Tiêu Chính Văn nhân lúc nghỉ ngơi trả lời. Sau đó ba người cũng không nói gì nữa để tiết kiệm sức lực. Mà lại bơi về phía trước. Đầu tiên là bơi lên bờ hồ, sau đó ba người tìm được chỗ để xe đạp bên bờ, lấy xe tiếp tục đi đến điểm đích. Các tuyển thủ tham gia thi đấu của các nước khác cũng liên tục lên bờ, sau đó lấy xe đạp đuổi theo Tiêu Chính Văn. Trong đó có một người nói, ba tuyển thủ đang dẫn đầu đều là lính đặc chủng của Hoa Quốc, họ rất mạnh, cảnh tượng này làm tôi nhớ đến 2 năm trước, vua Bắc Lương dẫn dắt quân đội đích thân. Đừng nói nữa. Đừng nhắc đến cái tên đó. Phải đó, đừng nói nữa, nói đến vua Bắc Lương Hoa Quốc là tôi lại đau đầu. Anh còn nói một câu nào nữa thì cút ra ngoài cho tôi. Anh đến để khiêu khích phải không? Không phải đã nói, không cho phép nhắc đến cái tên ác ma đó rồi sao? Những người khác cũng khó chịu nhìn người vừa mới nhắc đến vua Bắc Lương, người đó lập tức che miệng lại không dám nói gì nữa. Ánh mắt họ tràn ngập nỗi sợ hãi. Cái tên này như một điều cấm kỵ mà hễ nhắc đến thì nỗi ám ảnh không thể nào xóa nhòa lại hiện lên trong lòng họ. Không hổ là vua Bắc Lương, chả trách có nhiều người sẵn lòng đuổi theo bước chân của anh ấy. Ngay cả Hồ Chí Hải khi nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Chính Văn cũng cảm thấy ngưỡng mộ. Đột nhiên có một người văng ra ngoài rơi xuống vách núi. Hồ Chí Hải ngẩng đầu lên nhìn thì thấy là Yến Bạch trong đội bị ai đó ở phía sau đá khỏi đường chạy. Cả người lẫn xe đều văng xuống vách núi, bị thương nặng. Mấy người kia không thể nào đối phó với Tiêu Chính Văn nên định ra tay với những người khác. Hèn hạ, vô liêm sỉ. Hồ Chí Hải không nhịn được lớn tiếng mắng chửi. Tiêu Chính Văn cũng không ngờ đối phương lại ra tay với đồng đội của mình. Đối phương đổi chiến thuật,
nếu đã đánh không lại Tiêu Chính Văn thì đánh đồng đội của anh. Chỉ cần đồng đội của anh ngã xuống thì họ có thể hợp lại cùng đối phó với Tiêu Chính Văn. Đến khi trực thăng cứu hộ tìm được Yến Bạch mới phát hiện trên người Yến Bạch có rất nhiều chỗ bị gãy xương, hơn nữa mạng sống đang nguy kịch. Đừng nói là Hồ Chí Hải, ngay cả mấy người khác cũng vô cùng tức giận. Hành động này không đơn giản là muốn đánh bại đối thủ cạnh tranh mà là muốn giết người. Mấu chốt là người đánh lén đó là tên da đen đến từ khu vực Trung Phi, là một đất nước nhỏ ở phương Tây. Lúc đá người còn đưa ngón giữa lên mắng người da vàng ngu ngốc. Tiêu Chính Văn sao có thể nhẫn nhịn với kiểu khiêu khích thế này được. Anh bước xuống xe rồi vứt xe sang một bên, vung chân đạp mạnh khiến cả tên da đen lẫn xe ở phía sau ngã xuống đất. Tên da đen đó ngã đập mặt xuống đất, muốn đứng lên cũng rất chật vật. Anh vừa nói gì? Tiêu Chính Văn bước đến trước mặt hắn. Tao gọi bọn mày là da vàng ngu ngốc đấy. Đến đây đánh tao đi. Tên da đen đó không sợ Tiêu Chính Văn, hắn cố ý muốn khiêu khích Tiêu Chính Văn. Vì hắn đã xem trận đấu của Tiêu Chính Văn và binh sĩ Vi Hào, hắn có thể thấu Tiêu Chính Văn không chỉ xem trọng đồng đội mà thậm chí còn là một người cực kỳ bao che cho đồng đội. Chỉ cần hắn đánh đồng đội của Tiêu Chính Văn ở đây thì có thể tranh thủ thời gian cho đồng đội của mình, cũng có thể để những người khác ra tay với các đồng đội khác của Tiêu Chính Văn. Chỉ cần Tiêu Chính Văn ở đây thì sẽ không có thời gian vượt qua họ. Tôi nhớ nước của các anh rồi, anh gọi tôi lại là muốn tranh thủ thời gian cho đồng đội anh chứ gì. Tốt lắm, tôi nhớ mặt các anh rồi. Tôi giải quyết anh trước, sau đó đuổi theo đồng đội của anh rồi giải quyết luôn một thể. Ánh mắt Tiêu Chính Văn hiện lên sát khí. Tên da đen đó chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn ra sau lưng, thậm chí không dám thở mạnh. Hắn bắt đầu hối hận vì hắn cảm nhận được sát khí của Tiêu Chính Văn. Ban đầu nghĩ mình ở đây giữ chân Tiêu Chính Văn để đồng đội của mình vượt qua Tiêu Chính Văn chạy đến đích. Nhưng hình như Tiêu Chính Văn định đuổi theo đồng đội của mình sau đó đánh theo kiểu báo thù. Đến đây, chúng ta đánh nhau một trận. Tên da đen đứng dậy. Thân hình và vóc dáng của hắn đều cao hơn Tiêu Chính Văn nhiều, có vẻ như sẽ chiếm ưu thế hơn. Dám sỉ nhục Hoa Quốc, chết đi. Dứt lời, Tiêu Chính Văn lao đến trước mặt tên da đen, tung ra hai cú đấm. Đòn tấn công liên tục như vũ bão, mỗi một cú đấm đều chứa lực xuyên thấu, mang theo sức lực cực kỳ khủng khiếp. Một đấm rồi tiếp một đấm. Lúc Tiêu Chính Văn ra đòn tấn công, đối phương đã cảm nhận được nguy hiểm, hơn nữa còn phòng thủ. Lính đặc chủng có thể tham gia thi đấu không ai yếu kém cả, hắn cũng từng bước lên chiến trường, cũng từng nhiều lần đối mặt với cái chết. Nhưng chưa lần nào có ai khiến hắn cảm thấy tê ra đầu như bây giờ. Hắn phòng bị khá chắc chắn nhưng lại bị nắm đấm của Tiêu Chính Văn đánh trúng. Nắm đấm của Tiêu Chính Văn không chỉ đánh gãy xương cánh tay của hắn, thậm chí sau khi đòn phòng thủ của đối phương bị phá bỏ, anh không hề dừng lại mà tiếp tục đấm từng cú vào mặt và ngực hắn. Mày dám đánh lén đồng đội của tao, tao sẽ dùng hai nắm đấm này để đánh mày và đồng đội của mày văng ra ngoài. Mày dám hại cậu ấy, tao sẽ không trở lại đường sống cho mày. Mày dám sỉ nhục Hoa Quốc tao, khiêu khích tao, vậy thì chuẩn bị tinh thần chết đi cho tao. Tiêu Chính Văn liên tục đấm vào người hắn, mỗi cú đấm của Tiêu Chính Văn đều chứa sức lực đáng sợ, cuối cùng đánh mạnh vào ngực đối phương khiến hắn văng lên cao mấy chục mét. Đôi mắt tên da đen khiêu khích đó đã không còn tiêu cự, hắn đập mạnh người xuống đất, ngẩng đầu lên tuyệt vọng nhìn bầu trời, mắt đầy tơ máu. Hắn nhìn thấy trời xanh và trực thăng đang bay đến chỗ mình. Giờ hắn hối hận rồi, lúc nãy hắn đã chọc vào một tên ác ma. Lúc này đã có mấy chiếc xe đạp vượt qua Tiêu Chính Văn, còn anh vẫn từ tốn bước lên xe đạp đến điểm cuối ở phía trước. Trực thăng đáp xuống. Nhân viên y tế kiểm tra vết thương của hắn rồi lắc đầu, sau đó lấy chăn đắp lên đầu tên da đen đó. Chết rồi. Thế mà lại bị mấy cú đấm của Tiêu Chính Văn đánh chết. Nghe thấy tin tức này, mọi người đều chấn động. Trong cuộc thi có tính cạnh tranh mạnh như thế này có người chết cũng là chuyện bình thường, hơn nữa cũng không phải là lần đầu tiên. Nhưng họ chưa từng thấy tuyển thủ bị người ta đấm chết. Trời ạ, đáng sợ quá. Giờ anh nói với tôi anh ta là ác ma tôi cũng tin nữa đấy. Còn ai có thể ngăn được bước chân của anh ta không? Hết rồi, không ai có thể ngăn anh ta được. Rất nhiều đối thủ đều tuyệt vọng.
Có vài người còn tuyệt vọng hơn họ nữa, mặc dù hai đồng đội của tên da đen lúc nãy ra tay với Tiêu Chính Văn đang đứng đầu bảng, nhưng cũng đã bị cho vào danh sách cần phải giết của Tiêu Chính Văn. Bây giờ chúng đang run như cầy sấy, dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh về phía trước muốn tránh xa Tiêu Chính Văn. Giờ chúng đã rất hối hận, sớm biết vậy đã không chọc vào tên ôn thần này rồi. Bây giờ anh ta cứ như thần chết đến lấy mạng, càng lúc càng chạy đến gần mình khiến chúng sợ đến vỡ mật. Mặc dù Tiêu Chính Văn bị giữ chân một thời gian nhưng tốc độ đạp xe của anh không chậm, chỉ mấy vòng cua xe hoàn hảo như siêu xe đã đuổi kịp hai tuyển thủ tham gia thi đấu khác. Còn hai người khác, một người khiếp sợ lăn xuống vách núi, người còn lại tuyên bố bỏ cuộc. Dù sao thì lăn xuống núi thì chỉ gãy xương, bỏ cuộc cũng chỉ mất mặt. Nếu bị Tiêu Chính Văn nhắm đến thì quả thật là sẽ mất mạng. Trong 40 km đạp xe, Tiêu Chính Văn lại dẫn trước những người khác, hơn nữa anh còn có thể dần lấy lại thể lực khi ở trên xe. Đạp nhanh đến điểm cuối, hầu hết mọi người đều thấy thể lực của mình đã bị tiêu hao kha khá. Sau khi xuống xe thì đến rừng trúc, cũng là 10 km chạy nước rút cuối cùng. Đoạn chạy nước rút cuối cùng, Tiêu Chính Văn và Trương Cương đều chạy đến rừng trúc đầu tiên. Vì trong rừng trúc tầm nhìn bị che khuất nên máy quay trên trực thăng không thể quay được chuyện gì đang xảy ra trong rừng trúc. Lúc Tiêu Chính Văn vẫn đang chuẩn bị chạy nước rút về đích với Trương Cương thì Trương Cương bỗng ngã nhào lên người Tiêu Chính Văn. Bằng! Tiếng súng vang lên. Tiêu Chính Văn quay đầu lại thì thấy sau lưng Trương Cương xuất hiện một lỗ đạn, sau đó máu dần lan ra nhuộm đỏ quần áo Trương Cương. Phù, thế mà bị chặn mất rồi. Khương Minh Vũ nãy giờ kiên nhẫn ẩn nấp cầm súng lục bước ra. Nhưng phát bắn tiếp theo sẽ không may mắn thế đâu, mày sẽ phải chết ở đây đấy. Khương Minh Vũ giơ họng súng trong tay về phía Tiêu Chính Văn. Lúc này ánh mắt Tiêu Chính Văn tràn ngập lửa giận ngùn ngụt. Hai hàng lông mày của anh hiện lên vẻ phẫn nộ khi nhìn thấy Trương Cương bị thương nặng do trúng đạn. Anh đỡ Trương Cương sang một bên. Sau đó chậm rãi đứng lên lạnh lùng nhìn Khương Minh Vũ đang cầm súng chĩa về phía mình, siết chặt nắm đấm nói, mày đang đâm đầu vào chỗ chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 51.